Quan lộ thương đồ, chương khác. Tập 56. Chương 1312, nguy cơ và cơ hội 2. Tôn Chí Cương ở biệt thự Trương Khác tới khi mặt trời xuống núi, thấy không thể làm Trương Khác thay đổi đành cáo từ rời đi, vừa mới lên xe thì Cát Kiến Đức gọi điện tới, giọng điệu hùng hổ chất vấn, nghe nói anh tới gặp Trương Khác đấy hả? Tôn Chí Cương trở về không công, trong lòng đã đầy một bụng tức rồi, nhưng không thể trút lên Cẩm Hồ được, bởi đúng như Trương Khác nói, Ái Đạt và Liên Tấn là xí nghiệp cạnh tranh, quan hệ giữa Cẩm Hồ và Hoa Hạ luôn rất căng thẳng. Sở dĩ Cẩm Hồ lựa chọn hợp tác với Liên Tín cũng là sau khi Tiêu Thụy Dân trở mặt với Cát Kiến Đức. Nghĩ tới đây Tôn Chí Cương lòng máy động, nhưng ông ta không cho rằng lúc này trở mặt với Cát Kiến Đức là được Cẩm Hồ giúp đỡ, vẫn kiên nhẫn giải thích, đó là trùng hợp thôi, tôi tới cũng là vì một vài chuyện về Hiệp hội Xúc Tiến Kỹ thuật. Ông ta cũng chẳng giải thích trùng hợp thế nào, dù Cát Kiến Đức có biết rõ ông ta nói dối lừa gạt thì sao, chẳng nhẽ Cát Kiến Đức dài tay tới mức quản vào chuyện riêng của mình. Anh nên rõ lập trường của mình, đừng học Tiêu Thụy Dân. Cát Kiến Đức không thừa cơ xuống than mà còn nghiêm khắc cảnh cáo. Tôn Chí Cương nổi khùng, thầm nghĩ lão khốn này sợ rồi, nhưng không biết thành tích của Liên Tấn, Đông Hưng xuống dốc, một mình Liên Tín đi lên thì họ Cát ông càng thêm mất mặt sao. Cảm ơn giám đốc Cát nhắc nhở, tôi biết mông tôi phải ngồi ở chỗ nào. Tôn Chí Cương chẳng thèm quan tâm Cát Kiến Đức từ đâu biết được mình đi gặp Trương Khác, lạnh lùng đáp lại. Anh biết thì tốt. Tôi nghĩ anh có tư cách làm phó tổng giám đốc tập đoàn hơn người khác. Bất ngờ Cát Kiến đứng mềm giọng xuống. Tôn Chí Cương cúp điện thoại chẳng thèm đáp, khép mắt ngồi dựa vào lưng ghế, nếu như lúc này ông ta làm phó tổng giám đốc, bên Liên Tấn trượt dốc trong biến động thị trường sắp tới sẽ là trách nhiệm của người kế nhiệm, không thể ảnh hưởng tới ông ta, đó là cái giá Cát Kiến Đức đưa ra. Có lẽ Cát Kiến Đức cũng đưa lời hứa này với Liêu Hồng Lôi của Đông Hưng, một tay cầm gậy một tay cầm kẹo đường, còn người kế nhiệm Đông Hưng Liên Tấn đại khái càng dễ để Cát Kiến Đức khống chế hơn. Giao dịch, chuyện gì cũng lấy ra để giao dịch, Cát Kiến Đức rốt cuộc đã sợ Cẩm Hồ, nếu không đã chẳng thiếu kiên nhẫn như thế, có lẽ lão ta căn bản không nhìn thấy thị trường di động trong nước đang âm thầm phát sinh thay đổi. Cát Kiến Đức đương nhiên không thể kiên nhẫn nổi, Tôn Chí Cương đột nhiên tiếp xúc riêng với Trương Khác đã đụng chạm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của lão ta. Trong mười mấy xí nghiệp thành viên của Hoa Hạ, Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng dựa vào lợi nhuận lớn ở thị trường di động chống đỡ nửa bầu trời, sự quay lưng của Tiêu Thụy Dân đã khiến Cát Kiến Đức khốn đốn, nhưng sau lưng Tiêu Thụy Dân có Cảnh Trọng Dương, lão ta chẳng thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn Tiêu Thụy Dân kinh doanh Liên Tín thành vương quốc độc lập trong Hoa Hạ. Nếu Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi xuất hiện vấn đề nữa, lão ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động, thậm chí địa vị ở Hoa Hạ sẽ dao động. Tôn Chí Cương cúp điện thoại, Cát Kiến Đức nghe tiếng tút tút, mày nhíu lại. Lão ta không đoán ra tâm tư của Tôn Chí Cương, nhưng không thể ép quá mức. Lâm Tuyết đi tất lụa đen, hai chân vắt lên nhau, nhìn Cát Kiến Đức mặt mày cao có, biết chuyện của Hải Thúc chỉ sợ không hy vọng gì vào lão ta được nữa, cầm lấy túi sách trên bàn, chắc phía Thành Tấn Kiệt có lẽ có chút hy vọng. Cát Kiến Đức quay lại, chuyện của Tôn Chí Cương làm lão ta bấn loạn, còn Hải Thúc là tảng đá đè lên ngực Lâm Tuyết, chẳng còn tâm tư nào về chuyện nam nữ, nhưng thấy Lâm Tuyết có ý muốn đi, lão không cam tâm. Đoán được cô ta đi gặp ai, em tìm ông ta cũng vô ích. Vậy anh thì có ích à? Lâm Tuyết nhếch môi, không kìm được lộ vẻ nhạo báng lão già này, đều vô dụng cả thì em về kiến nghiệp đợi chết cho xong. Đứng dậy đi thẳng ra cửa chính. Cát Kiến Đức muốn giữ cô ta lại, nhưng không đưa tay ra, thầm nghĩ để cô ta đụng đầu vào tường cũng tốt, chẳng lẽ Thành Tất Kiệt còn có thể vung bút một cái khiến cổ phiếu Hải Túc tăng giá. Trong hai tháng qua, chỉ số Nasdaq kết thúc đà phục hồi một lần nữa tụt từ 5.000 điểm xuống còn 3.500 điểm, làm vô số nhà đầu tư được trải nghiệm cảm giác ngồi tàu lượn, là lá cờ đầu của sản nghiệp Internet. Giá trị Yahoo rớt từ mức 90 tỷ đô la Mỹ còn 26 tỷ đô la Mỹ, Amazon từ 30 tỷ đô la Mỹ xuống còn 8 tỷ đô la Mỹ. Mọi người đều có cảm giác như choàng tỉnh từ giấc mộng, nhân viên doanh nghiệp Internet Mỹ có tới 20 vạn người thất nghiệp, các nhà đầu tư đã mất kiên nhẫn vào sự phù hoa của mạng Internet. Dưới cục diện đó cho dù có Hoành Tín, Tinh Điển ở đằng sau cũng khó mà giúp cổ phiếu Hải Túc giữ giá để phát hành cổ phiếu công khai, 4 tỷ bọn chúng đổ vào Hải Túc cũng bị mắc kẹt luôn, chỉ cần giảm cổ phần một chút thôi có thể khiến giá cổ phiếu sụt giảm như tuyết lở. Bất kể Nghiêm Văn Giới hay Lâm Tuyết, đều không hy vọng Hão Huyền có thể phát hành cổ phiếu công khai nữa, chúng chỉ mong có ai giữ giá cho cổ phiếu của Hải Túc, để bọn chúng có thể bán cổ phiếu ra rút lui an toàn, cho dù tổn thất là khó tránh khỏi. Nhưng còn tốt hơn toàn quân bị diệt.
Làm Lâm Tuyết đau đầu nhất là lúc này Giang Mẫn Chi lại muốn giết con gà Hải Thúc để dọa khỉ, sai ban ngành liên quan điều tra tình hình sử dụng đất của sản nghiệp phần mềm, đất đai được tra rõ là đem đi khai thác thương mại tuyên bố thu tiền chuyển nhượng cùng phạt gấp đôi, chỉ riêng khoản này thôi đã đủ làm toàn bộ lợi nhuận năm nay của Hải Thúc tiêu tan hết. Một số tin tức còn chưa công bố, nếu công bố ra, chắc chắn là một quả bom với cổ phiếu Hải Thúc, khi đó muốn thoát thân càng khó khăn, trong thời gian ngắn nếu không tìm được cách thoát thân, tâm huyết bao năm qua của Lâm Tuyết sẽ thành bong bóng. Cát Kiến Đức nửa đêm choàng tỉnh từ trong mộng, sợ tới vã mồ hôi lạnh, bò tới bật đèn ở đầu giường, để tay trần ngồi đó, nhớ lại cảnh trong mơ còn chưa hết sợ. Lão ta mơ thấy không chỉ Tiêu Thụy Dân, Tôn Chí Cương, Liêu Hồng Lôi đứng lên phản đối mình, mà cả cảnh Trọng Dương, Dịch Vân Phi cũng ngứa mắt với lão ta, thế là lão ta bị cô lập, bị đẩy ra khỏi Hoa Hạ, không còn ai ngó ngàng tới nữa, cô đơn tới già. Ngồi ở bên giường, Cát Kiến Đức còn nhớ rõ ràng cảm giác không còn ai ngó ngàng tới, hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, lão ta ôm chặt lấy cơ thể, trừ trái tim lạnh giá ra, điều hòa trên đầu không ngừng phả hơi lạnh, tăng thêm sợ hãi trong lòng lão ta. Tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào tình cảnh đó. Cát Kiến Đức đấm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng hiện giờ Tôn Chí Cương đã tỏ dấu hiệu không nghe lời. Hai năm qua thành tích của Hoa Hạ chỉ là bôi vẽ bề ngoài. Tất cả đều rõ Hoa Hạ bị Cẩm Hồ đè cho không ngóc đầu lên nổi, nếu Tôn Chí Cương còn trở giáo, nói không chừng bên trên có ý định thay tướng soái. Cát Kiến Đức không nghĩ ra kế sách vẹn toàn bảo vệ bản thân, không chỉ không có kế vẹn toàn, mà càng nghĩ càng thấy nguy ngập, quan trọng là lão ta không được cảnh Trong Dương ủng hộ nữa. Phải chuẩn bị đường lui thôi, Cát Kiến Đức không muốn có kết cục cảnh già thê lương. Cát Kiến Đức lấy di động ra, tìm số của Lâm Tuyết, nhưng lão không hoàn toàn tin vào Lâm Tuyết. Liệu có thể đặt đường lui vào tay cô ta không? Lão ta thầm suy tính, Hải Túc đã lún vào vũng bùn không thể thoát thân, địa ốc tinh điển thế chấp vay của Tín Thông 1 tỷ cũng hết đường thoát, đây là một cơ hội. Cơ hội sẽ không mãi mãi dừng ở trước mắt. Chương 1313, rắn độc cũng có quá khứ 1. Cát Kiến Đức siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn gọi điện cho Lâm Tuyết, nghe tiếng chuông reo, lão ta đang thầm tính phải nói thế nào thì một giây sau bên kia đã tắt máy. Mặc dù Cát Kiến Đức biết rõ Lâm Tuyết đem cơ thể ra làm vốn giao dịch, nhưng điện thoại bị tắt lúc này, trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Mặc dù biết cô ta là con rắn độc, có thể trở mặt giết người, nhưng Cát Kiến Đức vẫn muốn chiếm hữu mỹ nhân mỏng nước này làm của riêng, không cho kẻ khác đụng chạm vào, đó là bản tính của nam nhân. Nhưng dù sao Cát Kiến Đức không phải là chàng trai mới lớn xa vào lưới tình, đoán được lúc này Lâm Tuyết đang quằn quại rên rỉ dưới háng của tên xấu xí Thành Tấn Kiệt. Lão ta không giận, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn biến thái. Khoảng chừng 15 phút sau, di động của Cát Kiến Đức mới vang lên. Cát Kiến Đức mặc dù cũng uống thuốc dương cương, nếu không chẳng cầm cự nổi một phút trong cái miệng nhỏ ẩm ướt chặt chẽ của Lâm Tuyết, lão ta vẫn thầm chửi Thành Tấn Kiệt, uống nhiều vào, uống chết đi. Muộn thế này rồi còn gọi tới, có chuyện gì thế? Nghe giọng Lâm Tuyết có vẻ lười nhác uể oải sau khi ân ái, Cát Kiến Đức vẫn không kìm được tính trẻ con hỏi. Có phải khó chịu vì anh phá ngang chuyện tốt của em và Thành mặt dỗ không? Bà đây không biết kiếm quả dưa chuột tự hầu hạ bản thân à? Có chuyện gì thì nói đi, tôi phải đi ngủ, không nhìn đồng hồ xem hiện là mấy giờ à? Nghe vẻ bực mình của Lâm Tuyết, Cát Kiến Đức càng cảm nhận nguy cơ lúc này, thở hắt ra một hơi mới nói, em cũng đừng khó chịu như thế, anh có cách giải quyết nguy cơ trước mắt cho em. Tôi cứ khó chịu đấy, anh muốn nhử mồi tôi thì đợi tôi ngủ một giấc đã. Ngày mai tôi tới tìm anh. Em tới ngay đi, Cát Kiến Đức không cho Lâm Tuyết mặc cả thương lượng gì hết, nói xong câu đó là cúp điện thoại, bấy giờ mới hối hận, nữ nhân này xưa nay không thể lấy lý lẽ ra mà nói, nếu cô ta tức lên, sẽ càng phản tác dụng. Đợi rất lâu không có điện thoại gọi lại, Cát Kiến Đức lo lắm, do dự không biết có nên gọi điện lần nữa không, nhưng lại lo như thế lộ sự yếu thế của mình, sẽ làm cô ta càng trở nên vênh váo. Cát Kiến Đức đang tiến thối lưỡng nan thì thấy cửa sổ phát sáng, đi ra cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe đỗ trước sân, Lâm Tuyết từ trong xe thò đầu ra, vội xuống mở cửa cho cô ta vào. Anh đứng có lửa em nhé, nếu không em quay đầu bỏ đi luôn đấy. Lâm Tuyết miệng nói lời uy hiếp, nhưng mặt phơi phới xuân sắc làm người ta mê mẩn, nghe như một câu nói đùa, có điều Cát Kiến Đức biết nói chuyện không hợp là cô ta có khả năng trở mặt bỏ đi ngay. Chỉ có điều phong tình đó, dáng vẻ lả lơi đó. Làm lão ta không sao nổi giận được, nắm tay cô ta đặt lên đùi, kéo người vào lòng mình, dụi đầu vào cổ Lâm Tuyết hôn hít, anh đã lừa em bao giờ chưa, chẳng lẽ em còn không rõ tình cảm anh dành cho em. Mấy năm qua anh luôn áy náy với chuyện đó,
luôn bù đắp cho em. Chuyện trước kia em quên hết rồi. Lâm Tuyết ngáp dài, nhìn khuôn mặt ngày một nhiều nếp nhăn của Cát Kiến Đức, nhạt nhẽo nói, nếu anh gọi em tới để ôn lại chuyện cũ, để em ngủ một giấc ở đây luôn cho xong. Cát Kiến Đức nghĩ tới chuyện cô ta vừa làm với Thành Tấn Kiệt, trong lòng kích động, cặp mông tròn trịa của Lâm Tuyết ngồi trên đùi, lập tức hạ thân có phản ứng, thấy Lâm Tuyết không có hứng thú nghe chuyện cũ, chẳng cần khúc dạo đầu, định đè cô ta ra thỏa mãn thú tính rồi nói sau. Lâm Tuyết chỉ mặc váy, không có quần tất, thấy lão già này không kiềm nổi muốn giở trò, vội đẩy lão ta ra, cái váy này em thích lắm đấy, đừng có làm rách, em không có thời gian mua cái khác đâu. Rồi đứng dậy cởi váy ra, bên trong chẳng có thứ gì, tấm thân nõn nà xuất hiện, đợi Cát Kiến Đức cuống quýt lột sạch xong, đưa tay nắm lấy cái gãy của lão, hỏi, rốt cuộc anh nghĩ hộ em cách gì? Đều tại bong bóng Internet vỡ phá hoại, nói cho cùng chẳng phải vốn bị rút như nước không nguồn sao. Điện tử Hoa Hạ thành lập với trọng trách phát triển sản nghiệp công nghệ mới, em nói xem nếu anh liều thì có cách không? Cát Kiến Đức chống người lên, nhìn Lâm Tuyết chăm chú, lão ta biết không thể để cho nữ nhân này xỏ mũi dắt đi được. Mặc dù rất nhiều người hiểu rõ điện tử Hoa Hạ đã không còn là cái gì so với Ái Đạt nữa, nhưng trên danh nghĩa vẫn đứng đầu top 100 doanh nghiệp điện tử, so với những chuyên gia giáo sư ngồi trong thư phòng viết văn hô hào, nếu Hoa Hạ dùng hành động đầu tư thực tế bày tỏ lòng tin vào sản nghiệp Internet, thậm chí trần trụi hơn, trực tiếp tiến hành đầu tư vào xí nghiệp dưới cờ Hải Túc, tất nhiên sẽ thu hút ánh mắt nhà đầu tư, khiến bọn họ kích động tranh nhau mua cổ phiếu của Hải Túc. Đừng lừa em nhé, nếu lần này anh giúp em sẽ thừa nhận anh thực sự tốt với em. Lâm Tuyết thấy Cát Kiến Đức cuối cùng chịu liều rồi, phấn khích giãng chân, ra sức đẩy mông nhấp nhô, phát ra tiếng rên đốt cháy linh hồn nam nhân. Trương Khác tất nhiên không biết đêm hôm đó Cát Kiến Đức và Lâm Tuyết bàn bạc cái gì. Y ngồi chuyến tàu đêm trở về Kiến Nghiệp, cùng Hứa Tư ôm nhau ngủ một giấc say sưa, tới gần ga Kiến Nghiệp mới tỉnh lại, tinh thần khỏe khoắn tỉnh táo. Rửa mặt qua loa rồi xuống xe, ở Kiến Nghiệp còn cả đống chuyện đợi Trương Khác xử lý còn Hứa Tư thì ngồi xe về thẳng Hải Châu. Vốn kế hoạch của Trương Khác là chiều hôm qua bay về Kiến Nghiệp, bị Tôn Chí Cương tới làm hành trình của Y bị trì hoãn mất nửa ngày, xuống tàu hỏa, Trương Khác đến tòa nhà Thế Kỷ Cẩm Hồ, tham gia cuộc họp buổi sáng. Tôn Tĩnh Hương đã đánh tiếng trước, hy vọng y bỏ thời gian ra tới dự cuộc họp này, thảo luận mục tiêu phát triển và nhiệm vụ hạch tâm của Thế Kỷ Hoa Âm trong thời gian gần. Thế Kỷ Hoa Âm trước kia đặt tổng bộ ở Hong Kong, nhưng sau khi Trương Khác quyết định tiến quân vào sản nghiệp giải trí, đặt trọng tâm ở nội địa, tất nhiên Thế Kỷ Hoa Âm cũng chuyển tới nội địa, chỉ là công tác chuẩn bị mới được an bài xong. Kế hoạch của Trương Khác muốn biến Thế Kỷ Hoa Âm thành một tập đoàn giải trí mang tính tổng hợp bồi dưỡng nghệ sĩ âm nhạc điện ảnh cùng người quản lý. Sản xuất chương trình, khai phát sản phẩm giải trí mới, kinh doanh thiết bị phim ảnh. Theo nguyên tắc nắm cổ phần chéo, Thế Kỷ Hoa Âm trực tiếp nhận đầu tư theo tỷ lệ của các xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, gom được 1 tỷ cho kế hoạch phát triển ban đầu, Tôn Tĩnh Hương vì thế có được tư cách tham dự hội nghị 29 người. Trương Khác vào tòa nhà mới nhớ chưa ăn sáng, lên tầng thượng kiếm cốc cà phê mang tới phòng họp, Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương, Tiết Thạch, Hứa Duy, Tần Cương, Tôn Tĩnh Mông đều đã đợi trong phòng. Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác tay cầm cốc cà phê đủng đỉnh đi vào, cười ha hả nói, xem ra tuần trăng mật của cậu còn thoải mái hơn của chúng tôi đấy nhỉ. Trương Khác đi vào, đang đối diện với ánh mắt của Tôn Tĩnh Mông, nghe câu này của Diệp Kiến Bân, mày cô nàng nhướng lên, mắt trợn trừng, làm Trương Khác sặc cà phê trong họng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương kết hôn xong chỉ nghỉ một tuần liền tham gia vào công tác, Trương Khác lại cùng Hứa Tư rong chơi nửa tháng mới về. Trương Khác lấm lét nhìn Hứa Duy, không thấy cô có phản ứng gì, đi tới bên cạnh Tôn Tĩnh Mông, kéo ghế ngồi xuống, nói lẳng đi, tôi thoải mái chỗ nào. Ở Bắc Kinh bị hết chuyện này tới chuyện khác bám lấy. Lát nữa tôi có chuyện trao đổi với anh đấy, tôi thông báo Lão Trần, Lão Tô, Lão Đinh hôm nay tới Kiến Nghiệp, buổi trưa chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau. Quả nhiên mọi người nghe thế đều nghĩ, chẳng lẽ lại sắp có hành động gì trọng đại. Chương 1314 Rắn độc cũng có quá khứ, 2. Trương Khác thì vắt chân chữ ngũ, lấy tài liệu trước mắt Tôn Tĩnh Mông lật xem, cầm bút làm ra vẻ viết viết lách lách trên đó, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, họp đi, vừa rồi chẳng phải mọi người đang họp sao. Chúng ta họp tiếp. Tôn Tĩnh Mông liếc nhìn tài liệu của mình, chỉ thấy trên đó Trương Khác viết, hôm qua anh nóng lòng về Kiến Nghiệp gặp em, nhưng trước khi tới sân bay bị người ta tóm lấy. Gửi cho em bao nhiêu email, sao em không trả lời anh? Tôn Tĩnh Mông cướp lại tài liệu, giơ nắm đấm lên trước mặt Trương Khác, tôi đang giới thiệu kế hoạch với mọi người,
anh lấy mất tài liệu, còn họp hành gì nữa? Quy hoạch phát triển tiền kỳ của thế kỷ Hoa Âm đều thảo luận trước kia hết rồi, trọng điểm cuộc họp này liên quan đến tiết mục thi tài của Tôn Tĩnh Mông, cô mất một tháng soạn ra kế hoạch này. Trương Khắc không phát biểu ý kiến gì, cuộc họp cơ bản thông qua, phương án tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Do trong nước còn chưa cho phép cơ cấu tư nhân đầu tư vào chương trình TV, cho nên tiết mục thi tài này phải hợp tác với DTH địa phương hoặc TW mới có thể tiến hành. Khi kết thúc cuộc họp, Trương Khắc không chú ý bị Tôn Tĩnh Mông nhéo cho một cái, mặc dù đau chảy nước mắt, bề ngoài vẫn tỏ ra không có việc gì, bà cô này khó ở gì đây? Hay là tới ngày đó rồi, trong tất cả những nữ nhân của y, cô nàng này khó chịu nhất. Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Trương Á Bình trước buổi trưa đều tề tụ ở kiến nghiệp, do buổi chiều Đinh Hòe, Trương Á Bình buổi chiều đều có chuyện phải rời kiến nghiệp, nên mọi người vừa ăn trưa vừa bàn việc. Hôm qua Tôn Chí Cương tới thăm truyền đạt rất nhiều tin tức, bất kể ông ta đã quyết liệt với Cát Kiến Đức chưa, chỉ cần Cẩm Hồ hợp tác với Liên Tấn, với lòng dạ hẹp hòi của Cát Kiến Đức, ắt sẽ không dung ông ta nữa. Tôn Chí Cương là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Trương Khắc hẹn mọi người tới đây thảo luận làm sao giúp Liên Tấn một tay. Tới chiều, Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông cho dù không vội rời kiến nghiệp cũng làm không hết việc, còn Trương Khắc và Diệp Kiến Bân nhàn nhã tới ngõ học phủ tìm quán cà phê uống trà. Lão già họ Cát này đúng là ngứa mắt, nếu có cơ hội lật nhào lão ta thì không nên do dự. Diệp Kiến Bân kiến nghị. Một con bọ chét mà thôi, mấy năm qua lão ta có uy hiếp nổi Cẩm Hồ không? Có điều con bọ chét này cứ nhảy qua nhảy lại trước mắt dù sao cũng khiến người ta khó chịu. Trương Khắc cười, tình thế nửa cuối năm nay đã nhìn ra được 7-8 phần rồi, bất kể Tôn Chí Cương có lựa chọn ra sao, Cát Kiến Đức muốn ngồi vững ở cái ghế trưởng môn nhân của Điện Tử Hoa Hạ sẽ phải tốn chút tâm huyết. Cậu định cho con bọ chét nhảy thêm một thời gian nữa. Đuổi lão ta đi bây giờ thì cái tội thành tích Hoa Hạ năm nay trượt dốc sẽ do ai gánh. Trương Khắc cười khẽ. Y biết rõ lượng tồn kho của Liên Tấn và Đông Hưng năm nay có thể dẫn tới thua lỗ, muốn lão ta cuốn xéo cũng phải để lão ta gánh theo cái tội này. Diệp Kiến Bân nhìn Trương Khắc lắc đầu, nếu Cát Kiến Đức mà biết cậu suốt ngày tính kế, đặt bẫy lão ta thì lão ta chẳng có lấy một ngày yên giấc. Nước sau lưng lão ta rất đục, anh có biết quan hệ giữa lão ta và Lâm Tuyết ra sao không? Mấy tin tức này hiện giờ tôi chẳng được nghe mấy nữa, bọn họ có quan hệ gì? Diệp Kiến Bân hỏi lại. Tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, Lâm Tuyết là cháu gái vợ lão ta, Cát Kiến Đức 10 năm trước tới kiến nghiệp nhậm chức, vợ lão ta không theo được, lại lo lão ta ăn vụng lung tung, nên phái Lâm Tuyết tới làm giúp việc để giám thị. Diệp Kiến Bân cười lớn, làm thế khác gì đem mỡ tới miệng mèo. Ừ, chuyện diễn ra không có gì nằm ngoài dự liệu, mấy năm qua chúng ta cũng chỉ thấy Lâm Tuyết dùng cơ thể để dựa vào bóng mát của Cát Kiến Đức, có điều là cái là thời kỳ đầu cô ta sáng lập tinh điển rất vất vả. Chứ không theo Cát Kiến Đức về Bắc Kinh lợi dụng quyền lực của lão ta vơ tiền, có lẽ khi xưa có ẩn khúc khác nữa. Bất kể khi xưa có ẩn khúc gì, cậu cứ nhìn việc cô ta làm những năm qua là đủ. Diệp Kiến Bân chẳng có chút thương xót nào với Lâm Tuyết, ý cậu là lúc này Lâm Tuyết sẽ bám lấy Cát Kiến Đức để giải quyết nguy cơ trước mắt. Có khả năng, Trương Khắc gật đầu. Trung tuần tháng 9, hơi nóng ở kiến nghiệp đã giảm chút ít, buổi trưa đi bộ trong sân trường. Bị nắng chiếu trên đầu, mũi vẫn dịn mồ hôi. Tân sinh viên đã nhập học, học kỳ này có 3/4 tân sinh viên được an bài ở trường mới bên kia sông, ở bên trường cũ chỉ có gần 2.000 tân sinh viên tham gia quân huấn. Trương Khắc đứng lại xem tân sinh viên huấn luyện ở thao trường, nhớ lại cảm thụ quân huấn kiếp trước, Đỗ Phi ở bên cạnh hơi hối hận nói, đáng lẽ bọn mình nên tham gia quân huấn, coi như một loại trải nghiệm cuộc đời, giờ thấy thiếu cái gì đó, không được hoàn chỉnh. 3 năm trước vào DS Đông Hải, Đỗ Phi bị bạn xấu rủ dê, sau đó bận làm quán nét với Mông Nhạc, nên không tham gia quân huấn. Thấy hắn đứng nói không sợ đau lưng, Trương Khắc cười đều, tao nghĩ hiện mày xin trường cho quân huấn chắc trường không từ chối đâu, có cần tao nói giúp một tiếng không? Bỏ đi, tao nói cho ai thế thôi, ai dám coi là thật tao trở mặt ngay. Đỗ Phi cười hì hì, lại nhớ ra một chuyện, cảm khái nói. Nghe bảo trong đám tân sinh viên có nhân vật rất ghê gớm, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, đợt sóng trước bọn mình sắp chết trên bãi cát rồi. Ồ, nhân vật nào mà khiến mày cảm khái thế? Trương Khắc bật cười, nơi này là địa bàn của chúng ta, có con rồng nhỏ nào qua đây cũng phải cúi đầu xuống, mày hay dở gì thì cũng là nha nội rồi, nó dám ngông, mày dạy cho nó ngoan ngoãn. Đỗ Phi háy mắt nói, người ta là nha nội cấp phó quốc đấy, tao không dám lấy trứng chọi đá.
Đã thấy chưa, Trương Khắc nhìn ra thao trường. Tao mới chỉ nghe nói thôi, rảnh rỗi đâu mà đi gặp nó, thằng Xuân Minh thích thú với mấy chuyện loại này, có điều có càng hứng thú với cô em xinh tươi trong đám tân sinh viên hơn. Tuy nói Đỗ Phi giúp Chu Hiểu Lộ chuyển tới trường trung học nghệ thuật trực thuộc Học viện Âm nhạc học, song còn hứng thú với loại đề tài này, nó là tân sinh viên ở đây, nói không chừng trốn vào đâu đó hóng mát rồi, mặt trời thế này, ai mà muốn ra thao trường nghe người ta sai bảo. Tiêu Xuân Minh là bạn cùng lớp thời cao trung của Trương Khắc và Đỗ Phi. Thấy Trương Khắc và Đỗ Phi lúc này còn hứng thú với chuyện tranh đấu trong trường, Chu Du đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, hắn cũng có nghe tới tân sinh viên mới vào Đỗ Ết Đông Hải kia, là cháu trai của Tào Binh ủy viên quốc vụ viện, do con cháu quan viên TW thường học ở Bắc Kinh, ra ngoại tỉnh học hết sức ít ỏi, nên chuyện này lan truyền khắp nơi, chỉ là thời gian qua Trương Khắc chú ý tới phương diện khác, nên chẳng ai nói với y. Đương nhiên, nếu chẳng phải Đỗ Phi nói đùa nhắc tới thì cũng chẳng ai cố ý nói chuyện này với Trương Khắc. Mấy năm qua, lãnh đạo TW yêu cầu rất nghiêm khắc với con cháu, ngược lại đám nha nội địa phương trời cao hoàng đế xa lại coi trời bằng vung. Tuy Tào Binh xưa nay có tiếng tăm khá tốt, cháu trai ông ta tới Đỗ Ết Đông Hải đọc sách, đáng chú ý lắm sao. Vả lại trước mặt Tào Binh, Trương Khắc cũng chẳng phải hạ mình, cần gì chú ý tới cháu ông ta. Chương 1315, có chuyện nhất định phải làm. Chu Du tới tìm Trương Khắc một là hạng mục bột giấy đã chính thức khởi động, hy vọng y về Hải Châu tham gia nghi thức khởi công. Lưu Văn Đào tới tỉnh làm phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp, Tống Bồi Minh lên làm bí thư thành ủy, thị trưởng tạm quyền đã tới Hải Châu nhậm chức, vài ngày nữa Đỗ Tiểu Sơn cũng tới Tân Thái làm bí thư thành ủy. Hai chuyện này trùng vào nhau, nên hy vọng tới thương lượng lịch trình công tác với Trương Khắc. Ngoài ra Chu Du còn tới báo cáo với Trương Khắc một việc. Hiện giờ công nghiệp làm giấy ngoại trừ lấy bột giấy làm nguyên liệu thì thu hồi giấy phế liệu đi tái chế cũng là nguyên liệu trọng yếu, mỗi năm Tân Quang nhập ở Âu Mỹ gần triệu tấn giấy phế liệu để sản xuất giấy. Hiện mức độ thu hồi giấy phế liệu trong nước khá thấp, mỗi năm thu hồi chừng 6 triệu tấn, chỉ bằng nửa mức độ trung bình của thế giới, một lượng lớn tài nguyên bị lãng phí vô ích. Tới giờ Tân Quang khởi động hạng mục bột giấy, trước đó Tân Quang khởi động hạng mục bột giấy phế liệu quy mô 20 triệu tấn. Chính thức đi vào lĩnh vực thu hồi giấy phế liệu, nhưng còn kém xa yêu cầu của Trương Khắc. Chu Du được biết giấy Vương Tử OJI Paper Co. Ltd. thuộc tập đoàn Mitsui, một trong 10 cự đầu ngành giấy thế giới sẽ tới Trung Quốc đầu tư công xưởng làm giấy quy mô lớn, chuyện này cũng cần báo cáo với Trương Khắc. Nhật Bản là dân tộc có nhận thức nguy cơ sinh tồn mạnh mẽ. Trương Khắc không vội bàn tới chuyện OJI mà nói, tôi tiếp xúc với người Nhật khá nhiều. Bọn họ như lúc nào cũng như cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, cuộc sống bọn họ trên đảo núi lửa, không những bị động đất uy hiếp, mà còn bão biển, sóng thần, lũ lụt, bão tuyết uy hiếp, tài nguyên nhiều nhất chỉ có nước biển. Đất đai chỉ có 1/4 có thể sống hoặc trồng cấy, cho nên người Nhật vô cùng trân trọng tài nguyên, tỷ lệ thu hồi giấy phế liệu của bọn họ đạt tới 60%. Nói đến đó y thở dài, thực ra thì tình hình nước ta có hơn gì Nhật Bản, 1.3 tỷ dân. Tiêu hao tài nguyên thiên nhiên lớn tới mức nào? Mỗi năm trong nước sản xuất gần 30 triệu tấn giấy, thu hồi được gần 6 triệu tấn, lấy tỷ lệ thu hồi giấy phế liệu quốc tế mà tính, chúng ta lãng phí 8 triệu tấn giấy phế liệu, anh tính thử hộ tôi, tận dụng được 8 triệu tấn giấy phế liệu này, sẽ giảm bớt được bao nhiêu gỗ rừng bị chặt? Chừng 30, 40 triệu mét khối gỗ, tính bằng rừng lấy gỗ nhanh, tốn từ 12 triệu tới 16 triệu mẫu rừng, còn với rừng lâm nghiệp bình thường chu kỳ trưởng thành lâu hơn. Là từ 24 triệu tới 40 triệu tấn. Những số liệu này Chu Du nắm vững như lòng bàn tay. Anh thấy chưa, còn có tiềm năng lớn đấy. Nhưng cũng có vấn đề, như hệ thống thu hồi giấy phế liệu rất thô sơ, hiện trong nước phân chia giấy phế liệu làm 3 loại, còn quốc gia phát triển đã phân chia làm mấy chục loại, phân chia càng kỹ, hiệu suất tận dụng còn cao. Chu Du khó xử nói, cho nên chúng tôi khuynh hưởng nhập khẩu giấy phế liệu từ Âu Mỹ hơn. Tôi biết áp lực trên vai anh. Hiện Tân Quang là công ty trên TTCK rồi, phải lấy lợi nhuận làm mục đích căn bản, nếu không thì không ăn nói được với cổ đông vừa và nhỏ, dù chúng ta là đại cổ đông cũng không thể ỷ thế khinh người. Trương Khắc cười nói, anh đừng nhăn nhó, năm 96 chúng ta đầu tư lâm nghiệp không phải cũng bị người ta cười cho à? Giờ bọn họ còn cười nổi không? Nước ta dân đông, kinh tế phát triển mau chóng, tài nguyên tiêu hao tăng vọt, phương hướng phát triển của Cẩm Hồ phải hòa hợp với lợi ích quốc gia. Tôi cho anh một mục tiêu, trong vòng 10 năm nguyên liệu giấy của Tân Quang phải có 1/3 là giấy phế liệu thu hồi trong nước. Đỗ Phi tặc lưỡi, với tình hình thu hồi giấy phế liệu trong nước, Cẩm Hồ mà công bố kế hoạch này,
nói không chừng bị người ta cười cho thối mũi. Ai thích cười cứ cười. Trương Khác cảm khái, không biết mọi người nghĩ gì, tôi luôn thấy một số chuyện tôi cần phải làm, bất kể thế nào cũng cần phải làm. Được, Chu Du đồng ý, hắn theo Trương Khác từ năm 94, rất nhiều cách suy nghĩ của Trương Khác, mặc dù y luôn có chút chủ nghĩa lý tưởng quá mực, nhưng quyết sách của y chưa bao giờ sai lầm, và lại nếu làm mọi chuyện ai cũng thấy, làm theo số đông đã chẳng có Cẩm Hồ ngày nay, thiên tài, luôn khác người. Tào Hổ mặc đồng phục đứng cùng bạn học trên thao trường tham gia quân huấn, cảm thấy mặt trời gay gắt như thiêu cháy da thịt. Kiến nghiệp trung tuần tháng 9 đã nhập thu, so với tháng 8 nóng nực thì đã mát mẻ hơn nhiều, nhưng mặt trời buổi trưa vẫn chẳng dễ chịu chút nào, đứng nửa tiếng đồng hồ trong quân phục, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống người ngứa ngáy vô cùng, lại không thể đưa tay ra lau, lưng, chân mỏi như. Tào Hồ chỉ muốn chui vào dưới bóng cây nằm thoải mái, chỉ là lời cảnh cáo của lão gia tử khi hắn rời khỏi Bắc Kinh vẫn còn văng vẳng bên tai. Cháu đừng có tưởng rời Bắc Kinh rồi là không ở dưới vành mắt của ta nữa. Ta đã đánh tiếng với bên Đại học Đông Hải, không cho cháu hưởng thụ chút đặc thù nào. Nếu cháu dám lấy danh nghĩa ta và cha cháu ra ngoài cáo giả oai hùng, cẩn thận ta xử lý cháu. Cũng đừng gây rắc rối cho bác Giang cháu. Lão gia tử trông mặt mũi hiền từ, nhưng khi nói câu này thì nhìn gườm gườm, cứ như hắn làm việc gì không thể tha thứ vậy. Bởi vì lão gia tử cấm chỉ tùy tiện nói với người khác chuyện trong nhà, nên hắn chẳng biết lão gia tử có đánh tiếng với trường học thật không, những giáo quan quân huấn mời từ bộ đội lại rất dã man thô bạo, Tào Hồ không dám tùy tiện kiếm chuyện. Nếu như bị giáo quan giáo huấn, cho dù có trả thù được cũng lỗ vốn, nên Tào Hồ mặc dù mồ hôi đẫm lưng, vẫn ngoan ngoãn cùng bạn học tham gia diễn tập. Chỉ là mấy giáo quan lúc này trốn vào bãi cỏ dưới bóng cây tán gẫu, mắt thì cứ đảo sang phía nữ sinh, làm Tào Hồ rất khó chịu, nhân lúc giáo quan không chú ý, thả lỏng người. Để cơ thịt dễ chịu hơn, thấy có ba người đứng bên thao trường nói chuyện rất lâu rồi, hạ giọng hỏi Vương Đào bên cạnh, ba thằng ngốc kia là ai, đứng đó nhìn chúng ta quân huấn nửa ngày rồi. Ai mà biết, Vương Đào thấy trong ba người có một nam nhân tuổi khá cao, khí chất có vẻ không giống người bình thường, chẳng lẽ là lãnh đạo trường. Còn bên cạnh là trợ giảng. Nhìn trang phục của bọn họ đi, bằng vào cái trường nghèo kiết xác của chúng ta có mặc nổi quần áo như vậy không? Bên cạnh có người nhỏ giọng xen vào. Chỗ bọn họ cách giáo quan khá xa, bắt đầu buông lỏng. Giáo viên trường mình mà nghèo à? Vương Đào khinh bỉ nói, có biết tiền thưởng hàng năm của giáo viên học viện vi điện tử là bao nhiêu không? Biết kinh phí làm đề tài của họ là bao nhiêu không? Bạn thời cao trung của tao học trong đó, nói giáo viên ở đó mà đi xe ô tô rẻ tiền chút thôi không dám ngẩng mặt nhìn ai. Bạn mày vào trường được mấy ngày? Toàn tin đồn. Tào Hổ mặc kệ hai người bên cạnh tranh cãi. Nhìn thấy giáo quan đưa mắt sang bên này, hắn cũng không nhắc bọn họ, chỉ biết bản thân đứng thật thẳng, đợi giáo quan đưa hai con quỷ xui xẻo bị giáo quan lôi đi giáo huấn. Ánh mắt Tào Hổ vẫn nhìn phía ba người kia, trước khi tới kiến nghiệp, mẹ hắn làm tổng giám đốc quốc tế Tĩnh Mỹ tiết lộ đừng tưởng là cháu ủy viên quốc vụ viên, đừng tưởng có vài đồng tiền của bà ta mà nghĩ bản thân ghê gớm, ở đợi ết Đông Hải ngọa hổ tàng long không kém đợi ết Thanh Hoa, đợi ết Bắc Kinh, phải bớt phóng túng. Sau khi tới kiến nghiệp, chị Giang Mi cũng nói với hắn, ở đợi ết Đông Hải có mấy con địa đầu xà, không thể tùy tiện trêu vào được. Chương 1316, nhà nội cấp phó quốc. Ăn mặc đồ hiệu cũng chẳng có gì đáng nói, thời buổi này thiếu gì hạng dầu sổi, có điều Tào Hổ thường ngày tiếp xúc tầng cấp cao, nhìn ra ba người kia không tầm thường, nên mới thắc mắc bọn họ đứng ở thao trường làm cái gì, chẳng lẽ là địa đầu xà mà chị Giang Mi nói. Mặc dù đã bị cảnh cáo rồi, nhưng Tào Hổ chẳng coi vào đâu. Hắn tự cho rằng mình có huyết thống lãnh đạo cách mạng, mặc dù biết phải hành xử kín đáo, nhưng khinh bỉ đám dầu sổi ở địa phương, hắn từng được nghe chú hai hắn làm ở trung kỳ ủy nghị luận với người ta, đám dầu sổi đó làm gì kẻ nào sạch sẽ, tóm kẻ nào là cả đống tội kẻ đó, không động tới bọn chúng là muốn ổn định địa phương, nếu muốn động vào, có thể bóp cho chúng thừa sống thiếu chết, gia sản có hàng tỷ cũng chẳng là cái quái gì. Tào Hổ thấy nhiều biết rộng, biết không ít mâu thuẫn giữa TW và địa phương không ít. Tuy hắn cũng có cái nhìn của mình, nhưng nhìn chung là khinh thường người ở địa phương. Không cần rườm lời, cậu kia nữa, ra khỏi hàng cho tôi, chạy xung quanh thao trường 10 vòng, phạt đứng một tiếng. Giáo quan đi tới, chỉ hai tên bạn học của Tào Hổ kéo ra ngoài trừng phạt. Tào Hổ cười thầm trong lòng, vừa làm vẻ thông cảm với hai người bạn xui xẻo, bên phía bọn họ bắt đầu chạy bộ, đợi đến khi giải tán không thấy bóng dáng ba người đó đâu. Ở chỗ ba người đó vừa đứng có một chiếc Audi đen, đeo biển chính phủ tỉnh,
Tảo Hồ thấy Giang Mi mặc váy đỏ từ trên xe xuống vẫy tay với y, phong tình lộng lẫy thu hút tất cả ánh mắt đám tân sinh viên, nam sinh thì nhìn thèm thuồng, tim đập thình thịch, cả giáo quan cũng chố mắt nhìn. Trời ơi, có thể so với hoa hậu trường ta rồi. Giang Đào tự cho rằng mình đã rất thân thiết với Tảo Hồ, vịn vai hắn nhìn Giang Mi tới ngơ ngẩn, nước dãi thiếu chút nữa chảy ra, lẩm bẩm, có phải cô ấy vẫy tay với tao không? Tên khác ôm ngực kêu, cứu tao, tim tao chịu không nổi nữa. Tào Hổ cười khinh miệt, nhẹ nhàng gạt tay Giang Đào ra, hắn rất khéo léo không để tổn thương lòng tự tôn của Giang Đào, hắn phải học ở đây 4 năm, không có vài tên đệ là không được, có cần tao giới thiệu chị Giang Mi cho mày làm quen không? Hắn nghe nói tới Hoa Khôi Trường rồi, là cô bé học viện ngoại thương, chỉ là chưa gặp bao giờ. Nhưng Hoa Khôi thì trường nào chẳng có, nghe đám bạn học nói mới gặp cô gái đó ai cũng choáng váng, nhưng hắn không tin có cô gái nào đẹp hơn chị Giang Mi của hắn. Tiếc rằng Giang Mi xưa nay chỉ coi hắn là em trai. Cái gì, mày quen à? Đám nam sinh bên cạnh tất nhiên há hốc một. Chị Giang Mi, chị tới bao lâu rồi, sao em không biết nhỉ? Quay sang một cái đã thấy xe đỗ bên đường, anh Thiết đâu ạ? Tào Hồ đưa tay chào Giang Mi lại đi tới thân thiết khoác tay Tào Hồ, không hề nghĩ xem động tác này có sức sát thương thế nào với một thanh niên 20 tuổi. Cô ta rất thích cảm giác được mọi người ngắm nhìn, chỉ xe nói, anh ấy ở trong xe. Ghé sát tai Tào Hổ nói nhỏ, giờ em vừa ý rồi, cảm ơn chị ra sao đây. Tào Hổ cười đắc ý, cùng Giang Mi đi về phía xe. Mặc dù lão gia tử cảnh cáo hắn không được cáo mượn oai hùng, không được tùy tiện tiết lộ thân phận cho bạn học, nhưng Tào Hổ sao chịu ngoan ngoãn nghe lời, đường đường cháu ủy viên quốc vụ viện, nếu phải đóng giả một học sinh bình thường 4 năm trời thì sao hắn cam tâm được. Có điều hắn sợ lão gia tử. Thầm nghĩ bảo chị Giang Mi tới khiến người ta chú ý thì không liên quan gì tới mình nữa, hắn gần như cảm giác được ánh mắt tất cả mọi người trên thao trường đều hội tụ vào mình, cảm giác không tệ chút nào. Tiết Minh Lâu mặc dù hơi ghen tuông với động tác thân mật giữa Giang Mi và Tào Hồ, nhưng mặt không hề để lộ ra, còn thân thiết nghiêng người mở cửa, hai chị em ngồi sau mà trò chuyện, anh làm lái xe. Cảm ơn anh Tiết, Tào Hồ cho rằng Tiết Minh Lâu không xứng với Giang Mi. Nhưng Giang Mẫn Chi lại hết sức tín nhiệm tán thưởng Tiết Minh Lâu. Mai là cuối tuần rồi, em định đi đâu chơi, tỉnh trưởng Giang đặc biệt phê chuẩn cho anh nghỉ 2 ngày, để anh làm lái xe đưa hai chị em đi chơi. Tiết Minh Lâu khởi động xe đi về cổng trường. Giang gia và Tào gia có thể nói là thế giao, Tào Binh làm thư ký cho Giang Tĩnh Hàn thời gian dài, trong cách mạng văn hóa, cùng Giang Tĩnh Hàm bị đưa xuống Trại Châu. Sau cải cách mở cửa, Tào Binh do năng lực nổi bật, trình độ lý luận cao, có thêm sự hỗ trợ của Giang Tĩnh Hàm nên thăng tiến vùn vụt, tới năm 98 đổi khóa lên làm ủy viên quốc vũ viện, coi như một trong số đại lão của TW rồi. Tào Hổ ngồi trong xe kể lể với Giang Mi thống khổ của hơn 10 ngày quân huấn, khi xe đi qua nhà ăn trường, có một bóng hình yểu điệu mặc váy trắng loáng qua cửa sổ xe, tức thì thu hút ánh mắt của Tào Hổ, hắn quay đầu lại, cô gái đó tay cầm bình nước đó tựa hồ nghe thấy có người gọi mình, cũng quay đầu lại, khuôn mặt thanh thuần dập dờn tỏa sáng dưới ánh chiều tà. Như một đóa hoa trắng tỏa hương trong u cốc. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là, cô ấy chính là hoa khôi của trường. Trước nhà ăn rất đông học sinh, xe đi rất chậm, Giang Mi thấy Tào Hổ nhìn chằm chằm cô gái kia hồi lâu, cười hỏi, sao, lại có cô bé nào làm em bận động lòng rồi, không thấy người ta có bạn trai rồi à? Tào Hổ nhìn thấy một người con trai đi tới nhận lấy bình nước trong tay cô gái, trông dáng vẻ cả hai rất thân thiết, có lẽ là bạn trai thật. Tiết Minh Lâu nhìn thấy cô gái đó qua gương chiếu hậu, nói, cô bé xinh đẹp như thế, người theo đuổi thiếu gì, chưa chắc là bạn trai đâu, tiểu Tào còn có cơ hội. Hắn ta thực sự sợ Tào Hồ đeo bám Giang Minh, hắn thừa biết sức dụ hoặc chí mạng của Giang Mi với nam nhân ra sao. Tào Hồ chỉ cười không nói gì, xe đi vào đường ra cổng, học sinh ít hơn, hắn tưởng Tiết Minh Lâu sẽ tăng tốc, không ngờ Tiết Minh Lâu đột nhiên phanh gấp, Tào Hồ đang lấy làm lạ, định hỏi thì một chiếc Mercedes đi qua. Hắn nhận ra Tiết Minh Lâu nhường đường cho chiếc Mercedes đó, ngạc nhiên vô cùng, Tiết Minh Lâu đang lái xe của Giang Mẫn Chi còn phải nhường đường cho ai? Ở đời ít Đông Hải có đứa mẹ nào có tư cách như vậy? Nhìn thấy xe Giang Mẫn Chi, không chắc ông ta có ở bên trong hay không, Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lái vẫn theo thông lệ bảo lái xe đi chậm lại, quay đầu nói với Trương Khác. Khi Trương Khác nhìn sang thì thấy chiếc Audi giảm tốc độ, còn tưởng Giang Mẫn Chi có điều muốn nói với mình, bảo lái xe đi tới. Đến gần mới biết không có Giang Mẫn Chi trong xe, chỉ có một tân sinh viên mặc quân phục và Giang Mi, Tiết Minh Lâu làm lái xe, hiểu hắn nhường đường mình, Trương Khác chẳng có gì muốn nói với, bảo lái xe tăng tốc vượt qua.
Đỗ Phi qua đầu nhìn chiếc xe Giang Mẫn Chi một lúc lâu, hỏi Trương Khác, thằng đó chắc là nha nội cấp phó quốc hả? Thủ tướng, phó thủ tướng, ủy viên quốc vụ viện tổng cộng chỉ có mười mấy người, cho nên Trương Khác hơi biết tào binh, có năng lực, có thanh danh, chỉ là khu vực phân quản không liên quan tới Cẩm Hồ, nên y chẳng tìm hiểu sâu thêm. Giang gia và Tào gia cũng gần giống quan hệ giữa Diệp gia và Cố gia, Giang Mi ngồi cạnh tên nha nội kia cũng là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ lại lái xe Giang Mẫn Chi tới. Trương Khắc cười, có lẽ trường có một trận kinh động hụt. Đỗ Phi cười hì hì, nếu có ai đó trong trường nhìn thấy xe Giang Mẫn Chi luống cuống tổ chức nghi thức đón tiếp thì vui phải biết, Giang Mẫn Chi chắc không coi trọng vị nha nội này tới mức đó đâu, nghe nói Tiết Minh Lâu cũng là người thận trọng, quá nửa là vị nha nội kia thích khoe khoang, suối bảy Giang Mi ép Tiết Minh Lâu lái xe riêng của Giang Mẫn Chi tới trường ra oai cho hắn đây mà. Chương 1317, đừng làm chuyện dại dột. Đỗ Phi nhìn đời thấu triệt chín chắn hơn nhiều rồi, Trương Khác cũng đoán như thế, chẳng có gì bất ngờ. Đỗ Phi nghĩ tên nha nội này cấp bậc cao, rất có khả năng đã biết trước nội tình của Cẩm Hồ, chẳng sợ xảy ra xung đột gì với hắn, ngứa mắt thì lờ đi là được, Samsung không mời chúng ta, đột nhiên chạy tới lễ giới thiệu sản phẩm của họ, liệu có bị người ta đuổi ra ngoài không? Hắn và Trương Khác đang đi tới khách sạn Hilton nơi tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm mùa thu của Samsung, chỉ có điều là khách không mời. Thì cũng phải đến mới biết bọn họ có đuổi đi hay không chứ. Trương Khác nói câu này vẻ mặt rất nghiêm túc. Trung tuần tháng 7, sau lần gặp Lý Hinh Dự ở sân bay, nghe nói cô về Hàn Quốc nghỉ, còn nhớ khi đó cũng nói sau kỳ nghỉ sẽ gặp lại. Lý Hinh Dự về tới Seoul còn gọi điện báo tin bình an cho y, nhưng tới giờ không có tin tức gì. Mới đầu Trương Khác không cảm thấy gì, thời gian qua y cũng vướng hết việc nó tới việc kia, tới cuối tháng 8 mới nhận ra một tháng rồi Lý Hinh Dự không liên hệ với mình. Chuyện này từ khi quan hệ hai người thân mật hơn là điều chưa từng có, và lại học kỳ mới sắp bắt đầu, Lý Hinh Dư còn chưa lộ diện, Trương Khác cảm thấy có chút vấn đề. Khi tất cả phương thức liên hệ mà Lý Hinh Dư để lại cho y đều không liên hệ được, Trương Khác mới đoán khả năng quan hệ giữa y và Lý Hinh Dư đã chuyển tới tai Lý Kiện Hy, cô đã bị cấm túc. Trên thế giới này người có thể hạn chế tự do của Lý Hinh Dư đại khái chỉ có Lý Kiện Hy thôi, chắc ông ta coi quan hệ giữa y và con gái thành tai tiếng gia tộc. Nếu là người khác, có lẽ Trương Khác sẽ coi đây như mây khói trôi qua trước mặt, nhưng y không thể quên được kết thúc bi thảm trong kiếp trước của Lý Hinh Dư. Đêm qua nằm mơ thấy Lý Hinh Dư dùng khăn mặt buộc vào vòi nước, cả người nằm úp trong bồn tắm, khăn mặt thắt trên cổ làm y choàng tỉnh mồ hôi lạnh tuôn như suối, cứ thế ngồi tới tận trời sáng. Trương Khác nhớ lại từng chuyện một từ khi hai người quen nhau tới nay, từ khi y gọi đùa cô là đèn ô tô, mấy lần gặp nhau trên tàu hỏa rồi lần dẫn cô bỏ chạy dưới vành mắt của vệ sĩ ở Hải Châu. Lý Hinh Dư là một cô gái nhìn một cái là biết nhu nhược nghe lời, ai thể ngờ cô có thể dùng phương thức đó kết thúc tuổi xuân rực rỡ của mình. Lý Hinh Dư cũng có mặt quyết liệt không chịu khuất phục của cô, Trương Khác say rượu ngủ trong phòng Lý Hinh Dư bị Lý Tại Thù, chỉ tá Tú Tàng hiểu lầm, cô lựa chọn không thèm giải thích tới chung cư thanh niên ở. Trương Khác không tự sướng tới mức cho rằng Lý Hinh Dư nhào vào lòng mình, biết đó là sự phản kháng trong im lặng với cuộc sống trước đó của cô. Trương Khác đem lo lắng chôn sâu trong lòng, chuyện này khó mà nói với ai được, cũng không thể nói được, nếu đột nhiên nói Lý Hinh Dư rất có khả năng dùng một phương thức kịch liệt cực đoan im lặng kháng cự người khác an bài cuộc sống của mình, sẽ chẳng ai tin y. Muốn mau chóng liên hệ được với Lý Hinh Dư chỉ có cách thông qua Lý Tại Thù, nếu Lý Kiện Hy đã cấm chỉ Lý Hinh Dư liên hệ với bên ngoài. Đặc biệt là liên hệ với y, Trương Khác biết khả năng thông qua Lý Tại Thù liên hệ với Lý Hinh Dư là rất nhỏ, huống hồ quan hệ giữa y và Lý Tại Thù trước giờ luôn tệ hại, nhưng Trương Khác cần phải thử. Trong phòng tổ chức tiệc ở tầng thượng khách sạn Hilton, Samsung đang mời truyền thông và quan khách tới tham dự lễ công bố sản phẩm, hoa tươi răng khắp nơi, đèn bật sáng choang, danh lưu nữ sĩ qua lại tấp nập, máy ảnh chớp lên liên tục. Tuy không rõ bọn họ đang chụp sản phẩm mới của Samsung hay là chụp những cô người mẫu chân dài xinh đẹp, hoặc theo đuôi người nổi tiếng, dù sao Lý Tại Thù rất hài lòng. Samsung thường tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm ở những nơi khác nhau, do Cẩm Hồ thúc đẩy, kiến nghiệp đã trở thành trung tâm di động của Trung Quốc, cho nên Samsung mới chọn tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm ở đây. Samsung chuyên môn nhắm vào thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thiết kế di động hai màn hình. Khác với di động trước đó Samsung đưa ra ở Trung Quốc, bề ngoài đường nét nhu hòa, tạo hình đơn giản mà đẹp đẽ, nhỏ nhắn nhẹ nhàng, thực sự thu hút ánh mắt người khác, đương nhiên công năng kết nối mạng cũng là điều làm Lý Tại Thù đắc ý. Lý Tại Thù có lòng tin mạnh mẽ chiếc di động mới này sẽ có thành tích thị trường hơn hẳn bất kỳ chiếc di động nào trên thị trường Trung Quốc,
hắn phấn chấn nhìn từng người ở buổi lễ, áp ức suốt một năm qua lúc này được tiết ra hết, mùa hè hai chiếc di động mà Cẩm Hồ đưa ra tuy có chỗ xuất sắc nhưng còn có thua kém nhất định. Lý Tại Thù đang đắc ý thì thấy Kim Nam Dũng hớt ha hớt hải xuyên qua đám đông chạy tới cạnh hắn nói nhỏ, Trương Khác tới. Y tới làm cái gì? Lý Tại Thù dùng mình, tiếp đó nhận ra mình phản ứng hơi quá, trấn tĩnh lại hỏi, chúng ta có gửi thiếp mới cho y không? Không, Kim Nam Dung lắc đầu, do dự nói, hay là y tới vì chuyện tiểu thư Hinh Dư? Không thể nào, y đâu phải loại người ngu xuẩn như thế. Lý Tại Thù quả quyết phủ nhận khả năng này, nếu y là kẻ không biết nặng nhẹ thì đã chẳng khiến người khác sợ hãi. Kim Nam Dũng nghĩ cũng đúng, nữ nhân của Trương Khác vô số, tuy Lý Hinh Dư thân phận đặc thù, nhưng Trương Khác phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nếu y tiếp tục dây dưa là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, chẳng lẽ y cho rằng Lý gia sẽ cho phép một vụ tai tiếng như vậy xuất hiện sao? Nói thật lòng, Kim Nam Dung đoán Lý Kiện Hy sợ Trương Khác lợi dụng tai tiếng này đả kích Samsung nên mới quyết đoán giữ Lý Hinh Dư ở Seoul không cho về kiến nghiệp, nếu Trương Khác là kẻ thông minh, phải nên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần này Samsung lựa chọn trang web thương mại điện tử của Hải Thúc làm nơi phát tin giới thiệu di động mới của Samsung, Nghiêm Văn Giới là đối tác trọng yếu của Samsung Trung Quốc cho nên cũng tham gia buổi lễ này cùng Trương Văn Tín. Bọn chúng nhìn thấy Trương Khác xuất hiện cũng rất ngạc nhiên, tiếp đó thấy Trương Khác đi thẳng tới chỗ Lý Tại Thù. Lý Tại Thù đoán không ra ý đồ của Trương Khác, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc của y khác hẳn thái độ có chút thiếu nghiêm túc thường thành đâm ra hơi sợ, đành phải đi tới đón, khóe miệng giật giật mấy cái mới nặn ra được nụ cười, đúng là vị khách không mời đầy bất ngờ, chắc Khác thiếu gia có cao kiến gì về buổi lễ giới thiệu sản phẩm này của chúng tôi muốn chỉ giáo trước mặt phải không? Làm sao mới có thể liên hệ được với thiên kim của quý hội trưởng? Trương Khác không khách sáo, không giả dối gì hết, nói thẳng ra ý đồ của y. Ngay cả Đỗ Phi và Phó Tuấn cũng kinh ngạc, Lý Tại Thù càng đứng như trời trồng, hắn hoàn toàn không ngờ Trương Khác lại là kẻ không biết tiến lui như thế, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Vì sao chúng tôi phải nói cho anh biết? Kim Nam Dũng chen vào. Anh không có tư cách nói chuyện với tôi, xéo qua một bên. Trương Khác liếc nhìn Kim Nam Dung, nói một câu không có chút nể nang gì, giọng lại chẳng hề nhỏ, làm người xung quanh ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt tới phía bọn họ, y chẳng bận tâm, hỏi lại rõ ràng lần nữa, làm sao mới có thể liên hệ được với thiên kim của quý hội trưởng. Y biết muốn moi được gì đó từ miệng Lý Tại Thù chỉ có cách gây áp lực với hắn, hy vọng thông qua hắn hoặc nhân viên của Samsung truyền tới Lý Hinh Dư một thông điệp, ngoài kia vẫn có y quan tâm lo lắng cho cô, ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột. Chương 1318, tai tiếng chấn động. Nghe Trương Khác bảo mình xéo qua một bên, oán hận sộc thẳng lên đầu Kim Nam Dũng, mặt đỏ phừng phừng, cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình đồng tình, trong tiềm thức định gọi nhân viên công tác tới đuổi Trương Khác ra khỏi đại sảnh, sau đó dùng một vẻ mặt thật chấn định, lạnh nhạt nói với y, đây không phải chỗ cho mày ngông cuồng. Kim Nam Dũng nghĩ thế, thậm chí hắn muốn xông tới tát cho Trương Khác vài cái mới hả căm hận trong lòng, nhưng hắn biết chuyện này hắn không làm chủ được. Lời của Trương Khác không sai chút nào, hắn không có tư cách nói xen vào, hắn chỉ hận Trương Khác không chút lịch sự làm mất sạch tự tôn của hắn trước mặt người khác. Kim Nam Dũng cố kìm nén lửa giận trong lòng, lúc này chỉ có Lý Tại Thù mới đủ tư cách gọi nhân viên công tác đuổi Trương Khác đi, hắn tin Lý Tại Thù có thể cảm thụ được nhục nhã của hắn khi bị Trương Khác làm bẽ mặt trước đám đông. Nhưng hắn đợi 4-5 giây lên chỉ thấy Lý Tại Thù hơi nhíu mày, môi mím chặt, so với nói vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng bằng nói bị khí thế dữ dội của Trương Khác chân áp. Ít hầu Lý Tại Thù cuộn lên mấy lần mới gian nan nói ra được một câu hoàn chỉnh, xin lỗi, mong anh đừng can thiệp vào chuyện nội bộ gia tộc chúng tôi. Kim Nam Dũng lòng lạnh ngắt, hắn không ngờ Lý Tại Thù lại yếu đuối như thiếu nữ sắp bị cưỡng bức van nài đối phương dừng tay, không thèm để ý tới nhục nhã mà hắn phải chịu, giống như con chó bị đá mà chủ nhân không ra mặt, chớp mắt bao phẫn hận nhục nhã hắn chuyển thành thù oán Lý Tại Thù không coi trọng mình. Kim Nam Dũng mặt âm trầm đứng đó, khống chế lắm mới không quy người bỏ đi. Khách khứa ở đây đa phần không biết thân phận của đám Trương Khác, chỉ thấy y đi thẳng tới yêu cầu tổng phụ trách Samsung Trung Quốc liên hệ với con gái Lý Kiện Hy, cằm như rớt ra, ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng dựng tên lên nghe ngóng. Tuy không dám chắc lắm, nhưng đoán công chúa của Samsung lại có người yêu Trung Quốc, còn chạy thẳng tới lễ giới thiệu sản phẩm của Samsung công khai đòi người, đây đúng là tin động trời. Những phóng viên nhạy bén thậm chí đã giơ máy ảnh lên, có điều Phó Tuấn phản ứng rất nhanh, đi tới che mặt Trương Khác, hai vệ sĩ khác cũng tiến tới che trước ống kính. Kim Nam Dũng biết lúc này phản ứng chính xác nhất là lập tức thông báo cho nhân viên theo dõi sát mỗi một phóng viên,
cho dù phải đút cho họ mỗi người một phong bì cũng không thể để chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ là oán hận trong lòng hắn chưa tan, thấy Lý Tại Thù không có phản ứng gì, hắn cũng vờ như không nhận thức được điều đó. Nghiêm Văn Giới và Trương Văn Tín đưa mặt nhìn nhau, chuyện Trương Khắc say rượu qua đêm ở chỗ Lý Hinh Dư, rồi phát sinh xung đột với Lý Tại Thù, chỉ tá Tú Tàng bị Lâm Tuyết nhìn thấy hết, cô ta đã kể cho bọn chúng. Bọn chúng chỉ cho rằng tên khốn kiếp Trương Khắc này dụ dỗ được công chúa Samsung thôi, còn không biết chuyện mùa hè Lý Hinh Dư bay về Seoul tới nay chưa trở lại, thấy Trương Khắc xông tới sinh sự tìm người, đều ngạc nhiên hết sức. Lúc Trương Khắc vừa đi vào, Nghiêm Văn Giới không biết y tới làm gì, tự động né tránh, nhớ lại lời hùng hồn khi lần đầu tiên gặp Trương Khắc ở ngõ học phủ, tự hắn cũng thấy xấu hổ. Nghiêm Văn Giới và Trương Văn Tín lùi lại phía sau, bàng quan theo dõi diễn biến. Nghiêm Văn Giới hỏi nhỏ, chuyện gì thế này? Chắc là Lý Tại Thù trước giờ không dám lộ chuyện Trương Khắc và Lý Hinh Dư chung sống với nhau truyền về nước, sau đó bị người khác làm bại lộ, Lý Hinh Dư bị cấm chỉ qua lại với Trương Khắc, nên y mới tới đây sinh sự. Trương Văn Tín biết vài chuyện, nên suy đoán không lệch nhiều lắm. Cũng có khả năng là Cẩm Hồ muốn lợi dụng chuyện xấu này đàn áp Samsung. Nghiêm Văn Giới ác ý suy đoán, hắn chưa được gặp cô công chúa Samsung này, chỉ nghe người khác kể. Nhưng hắn cho rằng Trương Khắc không thiếu mỹ nhân, sao có thể đơn thuần vì một nữ nhân làm chuyện càn quấy như thế. Cho dù có tiếc cô gái đó thật, thì cũng không nên làm lớn chuyện, khiến mâu thuẫn với Samsung trở nên công khai, trừ khi có mưu đồ khác. Đương nhiên Cẩm Hồ có muốn đàn áp khí thế của Samsung cũng đâu cần Trương Khắc đích thân ra mặt. Nghiêm Văn Giới không hiểu Lý Hinh Dư, tất nhiên không đoán ra được ý đồ của Trương Khắc, bất kể thế nào. Nếu Cẩm Hồ và Samsung vì một nữ nhân mà mâu thuẫn đẩy lên cao là điều bọn chúng muốn thấy. Trương Khắc nhìn Lý Tại Thù mấy giây liền, biết không hỏi được gì từ miệng hắn, quay sang nhìn tủ triển lãm, chiếc di động Samsung trọng điểm giới thiệu ở buổi lễ này tỏa sáng dập dờn dưới ánh đèn, đây là vũ khí sát thủ của quý công ty nhắm vào thị trường Trung Quốc phải không? Lý Tại Thù không muốn trả lời Trương Khắc, không muốn bị y sách mũi dắt đi, nhưng Trương Khắc rất biết lôi kéo sự chú ý của người xung quanh. Không trả lời thành hắn sợ hãi, chửi thầm trong lòng một tiếng, cố làm vẻ lạnh lùng hỏi, không biết có điều gì chỉ giáo. Chẳng có gì để chỉ giáo, thị trường sẽ cho anh biết câu trả lời. Trương Khắc nói xong câu này liền xoay người đi, Đỗ Phi, Phó Tuấn và các vệ sĩ vội vàng đi theo. Lý Tại Thù cứ ngớ người ra nhìn bóng dáng Trương Khắc biến mất khỏi cửa phòng tiệc, nhìn phóng viên đuổi theo sau Trương Khắc bị vệ sĩ ngăn lại mới ý thức được không thể để đám phóng viên này viết bậy viết bạ về chuyện xấu của Samsung. Mặc dù hắn chỉ nói với Trương Khắc có vài câu, nhưng câu nào cũng khiến người ta nảy sinh liên tưởng, vội vàng bảo Kim Nam Dung sai nhân viên đi làm công tác với đám phóng viên, nhưng trừ phóng viên ra, còn bao nhiêu khách khứa nữa, Lý Tại Thù đau đầu vô cùng, nhưng sao có thể cưỡng chế yêu cầu bọn họ giữ bí mật chuyện xảy ra hôm nay, đành khống chế giới truyền thông trước. Đồng thời Lý Tại Thù cũng nghiền ngẫm câu nói của Trương Khắc trước khi bỏ đi, thế nào là thị trường sẽ cho câu trả lời. Lý Tại Thù tất nhiên không tin Trương Khắc chỉ tùy tiện nói thế để đả kích lòng tin của Samsung, chờ mong có di động mới để cho Samsung thấy câu trả lời. Trương Khắc ra khỏi khách sạn Hilton thì trời đã sẩm tối, đèn đường đã sáng, Đỗ Phi và Phó Tuấn đi sau mặc dù bị hành động của Trương Khắc làm hoàn toàn bất ngờ, nhưng vẫn khống chế không hỏi, cùng y vào xe. Trương Khắc lấy di động ra gọi cho Trần Tín Sinh, chắc anh có tư liệu về chiếc di động mới nhất của Samsung rồi phải không? Tôi muốn Ái Đạt lập tức mở họp báo, công cố sẽ đưa ra 3 di động hoàn toàn mới vào buổi lễ giới thiệu sản phẩm mới mùa thu, bảo phòng thị trường đưa phương án cho tôi ngay đêm nay. Đỗ Phi nhìn bóng tối ngoài cửa xe, đoán giờ này Dương Vân chắc về ăn cơm cùng vợ con, nhưng sau cú điện thoại này hắn có một đêm không ngủ yên rồi, di động Ái Đạt đưa ra đã có dạng thanh, dạng gập và hai màn hình, Đỗ Phi không tham dự vào sự vụ của Ái Đạt nên nghe Trương Khắc nói đưa ra di động hoàn toàn mới, mặt mày trở nên hưng phấn. Chăm chú lắng nghe Trương Khắc nói chuyện. Ngoài ra 2 ngày nữa tôi sẽ cùng Trương Á Bình đi Hàn Quốc, tôi đích thân tham dự đàm phán chuyện mua nghiệp vụ LCD của Hyundai. Đỗ Phi nghĩ đàm phán cái quái gì, rõ ràng tới Hàn Quốc vì Lý Hinh Dư, có điều cho dù vì Lý Hinh Dư thì hắn cũng không hiểu vì sao vừa rồi Trương Khắc đại náo lễ giới thiệu sản phẩm của Samsung. Lý Hinh Dư khả năng gặp chút chuyện rắc rối rồi. Trương Khắc cúp điện thoại nói một câu, lý do thực sự khó mà thuyết phục được người khác. Nên với Đỗ Phi và Phó Tuấn cũng phải nửa thật nửa giả, trước đó cô ấy có nói một vài chuyện, đột nhiên bị giữ ở Hàn Quốc, cho nên tao phải gặp cô ấy một lần mới yên tâm. Trừ an bài chuyện đi Hàn Quốc, anh bảo phía công ty Hàn Quốc chú ý tìm hiểu tình hình gần đây của cô ấy. Câu cuối là dặn Phó Tuấn.
Nếu như trước đó Lý Hình Dư nhắc tới một vài chuyện với Trương Khác mới khiến y lo lắng đến thế, thì đây là lý do chấp nhận được, bọn họ không hỏi đó là chuyện gì, Phó Tuấn chỉ hỏi thêm một câu, trước khi xuất phát có cần liên hệ với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán ở Hàn Quốc không? Chuyến đi này của Trương Khác bề ngoài là đàm phán thương nghiệp, kỳ thực là vì Lý Hình Dư, nói không chừng sẽ nổ ra xung đột gì đó với gia tộc Lý Thị, ảnh hưởng của Lý gia ở Hàn Quốc là điều người thường khó mà tưởng tượng nổi. Nếu khó xung đột khó đảm bảo đối phương không có hành động quá khích, thông báo cho Đại sứ quán ở Hàn Quốc là để đề phòng vạn nhất. Trương Khác gật đầu, nói không chừng tới lúc đó có vấn đề cần Đại sứ quán ra mặt giải quyết. Gần đây tao cũng không có việc gì, để tao đi Hàn Quốc với mày. Đỗ Phi thấy Trương Khác định từ chối, bồi thêm một câu, mày yên tâm miệng tao kín lắm, không lộ ra tí nào đâu. Trương Khác chỉ còn biết cười, lúc này Dương Vân gọi điện tới, vì Trương Khác đưa ra yêu cầu bất ngờ. Cho nên nhận được điện thoại của Trần Tín Sinh, Dương Vân liền gọi cho Trương Khác xác nhận thêm một số chi tiết, xem Trương Khác có yêu cầu gì khác không. Trương Khác nghĩ, tối nay anh kéo đội ngũ phụ trách việc này tới kiến nghiệp cho tôi, vừa vặn tôi đang rảnh. Chương 1319, con thỏ trắng. Sau khi Trương Khác đi không lâu, Nghiêm Văn Giới cũng rời đi, chỉ nói với Lý Tại Thù một tiếng, nhìn dáng vẻ hồn vía đâu đâu của hắn, tựa hồ không còn tâm tư gì với bữa tiệc nữa. Cẩm Hồ và Samsung đánh nhau là chó căn chó thôi, Nghiêm Văn Giới đang rất hả hê, nhưng đột nhiên nhận ra cuộc đấu tranh này vượt ngoài tầng cấp Hoành Tín có thể xen vào, điều này là đả kích rất lớn với sự tự tin của hắn. Cho dù ở một số lĩnh vực, Hoành Tín có thể cạnh tranh với Cẩm Hồ, ví dụ như ở sản nghiệp sắt thép, xây dựng, nhưng tổng thể, Cẩm Hồ đã bỏ Hoành Tín lại ở rất xa, mặc dù hôm nay Trương Khắc hùng hổ đi vào quát đuổi Kim Nam Dũng không chút nể nang, chất vấn Lý Tại Thù có hơi mất lịch sự. Nhưng Nghiêm Văn Giới biết mình hoàn toàn không có tư cách như thế. Trương Văn Tín nhận ra vẻ ngẩn ngơ của Nghiêm Văn Giới, thầm thở dài nhưng không nói gì, website thương mại điện tử vốn chỉ là công cụ thao tác vốn của Nghiêm Văn Giới, hắn không thể khống chế được, ngay từ đầu hắn đã chẳng tin tưởng gì vào 8818, nhưng thế cục đã tới mức không thể vãn hồi, nên chẳng cũng phải nghĩ tới đường lui của mình. Trương Văn Tín mặc dù tham gia Hoành Tín chưa lâu, nhưng hiểu rất rõ Hoành Tín, về Nghiêm Văn Giới. Thậm chí với cả Nghiêm gia cũng không lạ gì. Mặc dù Hoành Tín trông rất hoành tráng, nhưng vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nếu nguy cơ lần này không thể thuận lợi hóa giải, sẽ có nguy hiểm. Mấy năm qua Nghiêm Văn Giới và Nghiêm gia hành sự quá mức ngông cuồng, không để lại đường lui cho người khác, vì như năm 98 Hoành Tín cố chen vào Hải Châu hái quả ngọt, không hề bận tâm tới đó là địa bàn của Cẩm Hồ, người ta cũng sẽ không cho chúng đường lui. Khi Hoành Tín đang thời thịnh còn dễ nói, chỉ sợ khó khăn một chút là không ít người góp một tay ném đá vào bọn chúng. Trợ lý Nghiêm Văn Giới ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại nói, vừa mới liên hệ với Phó tỉnh trưởng Lưu, ông ấy vừa về, chúng ta tới ngay chứ. Ừ, Nghiêm Văn Giới gật đầu, bảo lái xe tới nhà chiêu đãi chính phủ, Lưu Văn Đảo sau khi lên làm Phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp và tài sản quốc hữu tạm thời ở đó. Trương Văn Tín thấy Lưu Văn Đảo cũng khốn khổ. Ở Hải Châu bị chèn ép không sống nổi mới chạy đi quy thuận Giang Mẫn Chi, lúc này hoàn toàn thành con chó của Giang Mẫn Chi, có khi đã quên hết giao tình trước kia với Nghiêm gia rồi. Nhìn sắc mặt của Nghiêm Văn Giới qua gương, có vẻ như không ôm nhiều hy vọng lắm vào Lưu Văn Đào, nhưng chuyến đi này ít nhất cũng có thể gây chút áp lực tâm lý với Lưu Văn Đào, để hắn ta có muốn bán đứng Hoành Tín cũng phải kiêng dè chút ít. Lưu Văn Đào đứng cửa sổ nhìn ra khoảng trống ngoài sân, đây là một tòa tiểu lâu trong nhà chiêu đãi chính phủ. Sinh hoạt ở nơi này rất thoải mái, nhưng lúc này hắn chẳng thoải mái chút nào, trong đầu đang suy tính phải từ chối Nghiêm Văn Giới ra sao. Tuy nói Hải Túc đã trở thành phiền toái lớn nhất của Hoành Tín, nhưng căn cơ của Hoành Tín bày ra đó, trước khi không thể chắc chắn Hoành Tín và Nghiêm gia hoàn toàn sụp đổ vào lần này, Lưu Văn Đào cũng không muốn đắc tội quá mức với Nghiêm Văn Giới. Sau khi được điều lên tỉnh, Lưu Văn Đào tìm đủ cách tránh chuyện của Hải Túc, nhưng Giang Mẫn Chi hiển nhiên không cho hắn toại nguyện. Ngay từ lúc hắn nhậm chức đã bắt phụ trách toàn diện điều tra về Hải Túc, coi như lập công ra mắt của hắn. Nhìn vào tư liệu hiện có là biết vấn đề tồn tại ở Hải Túc rất lớn, từ việc khai phát khu sản nghiệp phần mềm cho tới mua xí nghiệp dược Giang Nguyên mượn xác lên TTCK, rồi sau đó thao tác cổ phiếu, mỗi một mắt xích đều có hành vi làm trái nghiêm trọng, thậm chí là phạm pháp. Việc khai phát khu sản nghiệp phần mềm liên quan tới một số quan viên chủ yếu của kiến nghiệp, xí nghiệp dược Giang Nguyên liên quan tới sở trưởng sở vệ sinh cùng phó tỉnh trưởng phân quản, thao tác cổ phiếu dính líu tới ủy ban chứng giám, ủy ban phát triển. Đám quan viên liên quan đó ra sức ngăn cản điều tra vấn đề của Hải Thúc, lấy giọng điệu bọn chúng mà nói là, cải cách phát triển là ném đá qua sông,
cái gì cũng dựa vào quy củ cũ còn gọi là cải cách không? Cho dù có sai lầm, cũng không nên phủ nhận thành tích. Cho dù không có thành tích chúng ta cũng thu được bài học kinh nghiệm, đó là thứ bỏ tiền ra cũng không mua được. Lưu Văn Đào rất tán đồng, nhưng Giang Mẫn Chi lại không nghĩ như thế, mặc dù kế hoạch Hải Túc phát hành cổ phiếu mới có liên quan tới một số quan viên bộ ủy quốc gia, nhưng đã bị ngưng giữa chừng, ít nhất không tạo thành tổn hại thực chất gì, mức độ liên quan của đám quan viên đó không sâu, lực cản từ bộ ủy TW không lớn. Liên quan sâu nhất là quan viên địa phương, mà Giang Mẫn Chi lại đang muốn nhân cơ hội này đụng vào thế lực địa phương, làm gì có chuyện tha cho Hải Túc. Giang Mẫn Chi không muốn bỏ qua cho Hải Túc, nhưng lại không muốn tự mình xử lý, ném củ khoai nóng cho Lưu Văn Đào, làm cho hắn hối hận chạy lên tỉnh làm phó tỉnh trưởng chó má này rồi, mặc dù ở Hải Châu chẳng quản được chuyện gì, nhưng ít nhất được nhàn nhã. Trong khoảng thời gian ở Hải Châu, Lưu Văn Đào hiểu ra, thái độ của Cẩm Hồ là anh chơi đẹp thì Cẩm Hồ chơi đẹp, anh quá đáng thì cẩn thận Cẩm Hồ sẽ càng quá đáng hơn. Lưu Văn Đào tiếp xúc với Giang Mẫn Chi một thời gian rồi, thường bị Giang Mẫn Chi gọi tới báo cáo tình hình của Cẩm Hồ, từ góc độ và phương thức vấn đề ông ta hỏi, có thể nhìn ra Giang Mẫn Chi muốn tìm điểm yếu của Cẩm Hồ. Lưu Văn Đào ngầm bực bội, ông mày đây nằm ở Hải Châu 2 năm rồi, tưởng ông mày chưa bao giờ có suy nghĩ đó à? Cẩm Hồ tẩy bản thân như con thỏ trắng vậy chẳng có sợi lông đen nào để bới. Và lại các sản nghiệp trọng yếu trong nước lại có ảnh hưởng sâu như thế, cho dù có điểm yếu gì đó, cũng chẳng tới lượt Giang Mẫn Chi ông đụng vào. Nhìn thấy có đèn xe ô tô chiếu vào tường, Lưu Văn Đào nhận ra xe của Lưu Văn Giới, hắn bảo giúp việc ra mở cửa mời khách vào. Lão gia tử tinh thần còn tốt chứ? Tôi đang định lúc nào đó tới bái phỏng lão nhân gia, không ngờ sắp 2 năm rồi, bị công việc quấn lấy, chẳng tới được Văn Chu lấy một chuyến. Lưu Văn Đào và Nghiêm Văn Giới tương giao cùng bối phận. Nghiêm Văn Giới không tin lời của hắn, hắn thừa biết Lưu Văn Đào tới Hải Châu bị người ta cho ngồi mát, nhìn thấy Cẩm Hồ thế lớn lực mạnh, liền lựa chọn cách bo bo giữ mình, không chủ động liên hệ với bên Văn Chu nữa, hy vọng không bị Cẩm Hồ dồn ép quá mực, trò khôn lỏi của hắn đã thành công, Cẩm Hồ không tuy đánh một quan viên vờ ngoan ngoãn như thế. Tôi tới đây có ý gì chắc anh Lưu hiểu rồi, vấn đề của Hải Túc khó giải quyết, cho nên mới tới thương thảo đối sách với anh. Nghiêm Văn Giới ngồi xuống. Đợi giúp việc mang trà nước lên là đi thẳng vào vấn đề. Lưu Văn Đào nhíu mày lại, ngồi im không nói một lúc rất lâu, Trương Văn Tín thấy thế là biết không ăn thua rồi. Vậy có thể cho tôi biết tình hình thực sự, tỉnh đã nắm được bao nhiêu tài liệu không? Nghiêm Văn Giới đành hạ bớt yêu cầu. Lưu Văn Đào nhìn Trương Văn Tín, không biết Nghiêm Văn Giới có ý gì, vấn đề này phải để hai người trao đổi riêng với nhau chứ, đương nhiên nếu trao đổi riêng, hắn sẽ không trả lời thẳng câu hỏi này, mày nhướng lên đáo. Cũng chẳng nghiêm trọng lắm, nhưng có người phản ánh, thế nào tỉnh cũng phải kiểm tra một chút, ngoài ra tổ điều tra dù sao cũng muốn làm công tác chu đáo hơn, mọi người hiểu lầm rồi, không cần khẩn trương thế đâu. Nghiêm Văn thầm thở dài, trong tổ điều tra hắn có tay trong khác, quan viên hiện giờ mua dễ như không, nên tới cửa thì hắn biết tổ điều tra nắm được gì rồi, nghe Lưu Văn Đào đáp như thế, biết hắn lại chơi trò ỡm ở. Chương 1320, ma thế mạng phản kích. Nói chuyện không hợp. Ngồi nữa cũng chỉ thêm khó chịu, Nghiêm Văn Giới liền cáo từ. Bên này chắc không hy vọng gì nữa, Giang Mẫn Chi mượn cao giao Lưu Văn Đào đâm chúng ta. Trương Văn Tín nói. Không sao, Hải Thúc cái gì thiếu chứ ma thế mạng thì có cả đống, quan trọng không thể để Hải Thúc thành tảng đá ngáng đường Hoành Tín được. Tôi đoán chừng chúng ta sẽ có đủ thời gian, chỉ cần điều tra còn ở giai đoạn bí mật, sẽ không ảnh hưởng lắm. Trương Văn Tín gật đầu. Nghiêm Văn Giới nóng lòng muốn thoát thân hỏi hơn 2 tỷ cổ phiếu mặc kẹt với Hải Túc, lại còn thêm hơn 1 tỷ của Tinh Điển, chuyện này không những làm tăng thêm cơn khát tài chính của Hoành Tín, còn gây thêm áp lực với ngân hàng Tín Thông. Mặc dù Tín Thông là ngân hàng thương nghiệp toàn quốc, nhưng thời gian phát triển có hạn, lại mang tính chất cổ phần dân doanh, thực lực vốn có hạn, mặt khác Hoành Tín chiếm dụng tài nguyên của Tín Thông quá mức. Trương Văn Tín tuyệt đối không muốn làm ma thế mạng, hắn biết Nghiêm Văn Giới nói chuyện này trước mặt mình là để mình yên tâm. Lưu Kỳ Tuấn cũng không sao, ít nhất hiện Lưu Kỳ Tuấn còn hữu dụng với Hoành Tín, nhưng cũng chưa chắc, Lưu Kỳ Tuấn biểu hiện ở Hải Thúc quá kém, nói không chừng bị Hoành Tín chút giận. Lâm Tuyết thì quá tinh quái, hơn nữa nắm trong tay điểm yếu chí mạng của nhiều người, có lẽ có kẻ thừa cơ bịt miệng cô ta. Lại còn Vương Hải Thúc, nghĩ tới đây Trương Văn Tín mỉm cười, đúng là một con ma thế mạng quá tốt. Vương Hải Thúc biết chuyến đi lần trước của Lâm Tuyết tới Bắc Kinh có thu hoạch. Công hàm qua lại với điện tử Hoa Hạ đột nhiên tăng lên rất nhiều, thêm vào Cát Kiến Đức và các quan viên khác của Hoa Hạ thời gian qua ra sức phát biển nâng đỡ sản nghiệp Internet,
hắn đại khái đoán ra được bọn chúng muốn làm gì. Khác với trước kia, lần này đám Lâm Tuyết, Nghiêm Văn Giới, Lưu Kỳ Tuấn làm trò gì đều giấu hắn, điều này làm Vương Hải Thúc thầm bất mãn, song không suy nghĩ sâu xa, dù sao chức tổng giám đốc đã nhường cho Lưu Kỳ Tuấn rồi, hắn chỉ còn là phó tổng giám đốc, phụ trách nhiệm vụ quán nét. Cộc, 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 tiếng gõ cửa vang lên, Vương Hải Thúc đi ra mở cửa văn phòng, thấy tổng giám sát tài vụ Lý Thu Mai đứng ngoài cửa, cười hỏi, sao có thời gian tới chỗ tôi thế này? Đây là báo cáo tài vụ quý 2, giám đốc Lưu nói trước kia đều do anh phê duyệt. Anh ấy không quen thuộc mảng này, nên theo quy củ cũ để anh ký tên thông qua. Ồ, Vương Hải Thúc hơi ngạc nhiên, nhận lấy tài liệu Lý Thu Mai đưa cho, nhưng cảm thấy không ổn, Lưu Kỳ Tuấn là loại người vì không quen thuộc nghiệp vụ mà trao quyền cho người khác sao? Tôi đi trước đây, giám đốc Vương có thể trả lại tôi trước buổi trưa không? Vương Hải Thúc tạm để Lý Thu Mai đi trước, cầm tài liệu quay về bàn, gọi điện cho Lưu Kỳ Tuấn, Lý Thu Mai vừa mới tới tìm tôi. Báo cáo tài vụ do tôi ký liệu có thích hợp không? Có gì không thích hợp, trong tay tôi đang có rất nhiều việc, không rảnh xem những cái đó, anh chia sẻ với tôi một phần, tôi đang bàn bạc công việc với giám đốc Nghiêm, giám đốc Lâm, nếu không còn việc gì khác tôi cúp điện thoại đây. Vương Hải Thúc thấy hắn lôi Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết ra trấn áp mình, cũng chẳng muốn tranh cãi trong điện thoại, nhưng nghi vấn vẫn còn, trước kia Vương Hải Thúc chỉ ký tên cho có trong báo cáo tài vụ. Dù sao thì nội dung báo cáo đều công khai chi tiết trong cuộc họp rồi, lần này hắn chú ý hơn, bỏ việc khác qua, chăm chú đọc báo cáo. Càng đọc Vương Hải Thúc càng kinh hãi, báo cáo này khác với cuộc họp trước đó 1.8 vạn dặm, hắn lấy ghi chép cuộc họp trước đó ra đối chiếu, phát hiện có rất nhiều con số quan trọng bị sửa đổi. Mặc dù báo cáo tài chính công bố ra bên ngoài có chỗ không thực tế, nhưng luôn nằm trong phạm vi có thể lấp liếm được, nhưng con số sửa đổi tới mức độ này. Một khi đưa ra, nói cỡ nào cũng không giải thích được. Đám Nghiêm Văn Giới muốn thoát thân, nhưng Vương Hải Thúc không cam tâm làm ma thế mạng. Vương Hải Thúc mồ hôi đầm đìa, hắn biết trước mặt Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết, hắn không có sức lực phản kháng, nhưng phía trước mặt là một cái bẫy rõ ràng, hắn cũng không thể nhắm mắt nhảy vào được. Tới trưa Lý Thu Mai lại chạy tới muốn lấy báo cáo, Vương Hải Thúc nói, buổi sáng tôi có chuyện làm lỡ, trước giờ tan ca buổi chiều tôi sẽ xem báo cáo trả cho cô. Ký tên chỉ tốn có vài phút, anh kỳ thẳng luôn không được à. Còn công việc sau đó nữa, tới giờ tan ca anh mới trả báo cáo cho tôi thì tôi phải tăng ca rồi. Lý Thu Mai tỏ ra không vui. Buổi trưa tôi có việc phải ra ngoài, tôi sẽ làm thật nhanh, cho dù các cô phải tăng ca một chút, tối tôi mời cô đi ăn khuya, địa điểm tùy cô chọn. Vương Hải Thúc bình tĩnh ứng phó. Đuổi được Lý Thu Mai đi rồi, Vương Hải Thúc cho báo cáo tài vụ vào cặp, rời văn phòng. Xuống đại sảnh gặp đám người Nghiêm Văn Giới. Nghiêm Văn Giới tỏ vẻ như nói chuyện thường ngày, Hải Thúc, nghe nói báo cáo tài vụ lần này do anh ký à, tranh thủ nhé. Tôi đang bận việc, sáng chưa có thời gian xem, giờ phải ra ngoài một chút, chiều về tôi ký tên rồi chuyển cho phòng tài vụ. Nói dối trước mặt Nghiêm Văn Giới làm Vương Hải Thúc cảm thấy rất áp lực, ứng phó vài câu rồi rời khỏi tòa nhà, vào trong xe ngồi, tim đập thình thịch, vẫn chưa biết phải làm gì. Hắn có nghĩ tới Trương Khác. Nhưng đi tìm Trương Khác là hoàn toàn không còn đường lui nữa, mặt khác hắn cũng không chắc Trương Khác sẽ xen vào việc này, chỉ sợ với địa vị của Trương Khác, cơ hội gặp mặt cũng chẳng có. Lúc này Vương Hải Thúc thậm chí còn không dám lái xe tới ngõ học phủ, sợ lọt vào mắt kẻ có dụng tâm rồi truyền về tai đám Nghiêm Văn Giới, khiến bọn chúng hoài nghi, nhưng ngồi lì trong xe cũng không được, lái xe tới bờ Tây Yến Quy Hồ, đỗ lại ở đó. Vương Hải Thúc tìm những số máy quen. Đột nhiên thấy số di động của Trương Khác vẫn lưu trong máy, hắn giật mình, chắc là lưu ở đó rất lâu rồi chưa xóa. Từ khi đoán ra phương án sản nghiệp phần mềm rất có khả năng do Trương Khác cố ý để lại trong xe, từ đó Trương Khác thành bóng ma ám ảnh trong đầu hắn, Vương Hải Thúc theo bản năng muốn xóa hình ảnh đó đi, nên tưởng đã xóa sổ máy của Trương Khác rồi. Ngồi trong xe suốt một tiếng đồng hồ mà không nghĩ ra cách gì, Vương Hải Thúc đành cắn răng gọi điện cho Trương Khác, sau đó hít sâu một hơi chờ đợi. Cứ như phạm nhân tử hình đợi thời khắc phán quyết, khi nhìn thấy màn hình báo máy thông, còn giật bắn mình. 20 phút sau, một chiếc Lincoln, một chiếc bác đi tới, người trong xe bác đi xuống nói với hắn, ngài Trương mời anh tới, tôi sẽ giúp anh lái xe đi chỗ khác. Thấy cửa chiếc Lincoln mở ra, Vương Hải Thúc cầm cặp chui vào, thấy Trương Khác, Đỗ Phi, thời học bân ngồi ở ghế sau, để lại một chỗ cho hắn. Trương Khác cầm lấy báo cáo tài vụ của Hải Thúc lật xem qua loa. Sau đó đưa cho Đỗ Phi và thời học bân đọc, nói với Vương Hải Thúc, nếu anh dứt khoát không chịu ký, còn sợ bọn chúng cắn chim anh sao?
Thời Học Bân cười hì hì, nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của Vương Hải Túc khiến hắn hả hê lắm. Vương Hải Túc dùng gái gọi giả làm học sinh giới thiệu cho hắn, còn hại hắn và Hồ Kim Tinh đánh nhau, đến giờ oán hận còn chưa tiêu tan. Vì Trương Khác và Đỗ Phi sắp đi Hàn Quốc rồi, cho nên chuyện của Vương Hải Túc ở trong nước cần có người theo dõi. Thời Học Bân quen thuộc các phương diện, năng lực ứng biến cao, cho nên Trương Khác liền kéo hắn tới. Chương 1321, Cẩm Hồ muốn tử chiến với Samsung. Nghe Trương Khác chửi tục một câu, Vương Hải Túc cười ngược, nếu sau lưng hắn có Cẩm Hồ chống lưng thì hắn sợ gì Nghiêm Văn Giới với Lâm Tuyết, nhưng hắn không có chỗ dựa, trở mặt với bọn chúng thì chết thế nào cũng không biết. Xem ra Điện Tử Hoa Hạ muốn đầu tư vào Hải Túc thật rồi. Đỗ Phi lật xem báo cáo, thở dài, bọn chúng đúng là chuyện gì cũng dám làm. Vương Hải Túc giật mình, hắn từ những dấu hiệu gần đây mới nhìn ra chút ít manh mối, còn chưa nhắc tới với Trương Khác, thấy Đỗ Phi có vẻ như biết trước rồi mới hiểu thì ra Trương Khác luôn chú ý tới Hải Túc. Trương Khác nhìn Vương Hải Túc bình thản nói, Cẩm Hồ không có vị trí của anh, nếu anh muốn lấy đây làm công đầu thì anh tính nhầm rồi. Điều tôi nghĩ anh nên làm hiện nay là tránh thành con ma thế mạng, anh phải coi như không có cuộc gặp lần này, cũng không được để ảnh hưởng tới quan hệ giữa Tịch Sư Tỷ và Mông Nhạc. Vương Hải Túc đúng là có chút hy vọng xa vời, nghĩ mình có lẽ có ích cho Cẩm Hồ, không ngờ Trương Khác nhìn thấu tâm tư của hắn, thẳng thắn từ chối, Vương Hải Túc nhìn mặt Trương Khác là biết không có khả năng khác nữa, cũng không thể mặc cả gì, đành nói, tôi chỉ không muốn bị đẩy ra làm ma thế mạng thôi. Được, tôi hiểu rồi. Trương Khác lấy báo cáo tài vụ của Hải Túc từ trong tay Thời Học Bân trả cho Vương Hải Túc, tôi sẽ chú ý tới sự kiện này, làm thế nào thì anh tự quyết định, phải rồi lúc tôi tới đây thấy có người bày quán thiết kế ký tên nghệ thuật cho người ta đấy. Rồi bảo Vương Hải Túc xuống xe. Vương Hải Túc nhìn xe của Trương Khác rời đi, vào xe rồi mới nhận ra vừa rồi Trương Khác nói cũng bằng không nói, chuyện vẫn do hắn quyết định. Trương Khác không tỏ thái độ, nhưng đột nhiên nhắc nhở một câu kỳ lạ, Vương Hải Túc nghĩ không thấu. Lái xe đi về phía trước, qua ngõ quản gia, đúng là có thanh niên tóc dài ngồi bên hè đường thiết kế chữ ký cho người khác, lòng máy động, hiểu Trương Khác ám thị cái gì, hắn lấy một tờ giấy trắng ký tên mình vào, sau đó gọi thanh niên tóc dài tới, đưa tờ giấy có ký tên ra, mô phỏng được không? Thanh niên tóc dài cầm lấy tờ giấy, bắt chước chữ ký của hắn, trông khá giống, chỉ có điều không liền mạch cho lắm, nhưng thế là đủ, hắn lấy báo cáo tài vụ và 100 đồng ra, đưa cho thanh niên tóc dài ký hộ, lòng thầm nghĩ. Bọn mày muốn tao làm ma thế mạng, tao cho bọn mày uống nước rửa chân. Vương Hải Túc ăn cơm trưa bên ngoài rồi mới quay về công ty, tới văn phòng chưa được bao lâu thì Lý Thu Mai đến đòi báo cáo, khi Vương Hải Túc thoải mái đưa báo cáo có chữ ký giả cho cô ta, còn thấy Lý Thu Mai tỏ vẻ bất ngờ, hắn nhìn thấy hết, cười gằn trong lòng, ngay cô cũng biết tôi bị đẩy ra làm ma thế mạng à. Nếu không có Trương Khác ám thị, Vương Hải Túc không nghĩ ra đường lui này, mà nếu hắn có nghĩ ra, không có Trương Khác đỡ lưng đằng sau, sự việc bại lộ, với thế lực của Lâm Tuyết và Nghiêm gia, chữ ký giả cũng biến thành chữ ký thật, hắn vẫn là ma thế mạng, tình cảnh có khi còn bi thảm hơn. Lý Thu Mai cầm báo cáo đi được một lúc thì Nghiêm Văn Giới gọi điện thoại tới, nói ngày mai tổ đàm phán của Hoa Hạ từ Bắc Kinh tới, buổi chiều an bài thảo luận trước đàm phán, muốn hắn tham gia. Vương Hải Túc biết Nghiêm Văn Giới thấy mình ngoan ngoãn nghe lời nên cho chút quả ngọt vỗ về mình, hắn phụ trách nghiệp vụ quán nét. Mà lần này Hoa Hạ muốn tiến vào thương vụ điện tử và sản nghiệp phần mềm, an bài tiếp xúc trước đàm phán đều không có phần của hắn, giờ lại bảo hắn tham gia, không phải muốn trấn an hắn thì là cái gì, nếu không cũng chẳng cần Nghiêm Văn Giới đích thân gọi điện cho hắn, chẳng lẽ Nghiêm Văn Giới ngu xuẩn tới mức nghĩ hắn không xem báo cáo đã ký. Vương Hải Túc đoán chuyện hợp tác này đều do mấy kẻ đằng sau quyết định hết rồi, đàm phán chỉ gọi là cho có mà thôi, trông có vẻ như hợp trình tự. Dù hắn có tham gia vào tổ đàm phán chăng nữa cũng không thể biết những nội dung giao dịch đằng sau. Lề mề tới tận thời gian hẹn Vương Hải Túc mới tới phòng, Nghiêm Văn Giới thấy hắn vào còn mỉm cười gật đầu, bảo hắn ngồi. Vương Hải Túc không thấy Lâm Tuyết đâu, Trương Văn Tín cũng không tới, Hồ Kim Tinh lại tham gia, vụ án của Trần Kỳ Bân còn chưa điều tra xong, Trần Dũng bị cơ quan tư pháp giam giữ hiệp trợ điều tra, Hồ Kim Tinh vẫn bình an vô sự, tốt nghiệp xong còn tới thẳng tổng bộ làm trợ lý cho Lưu Kỳ Tuấn. Thậm chí được tham dự cuộc họp cấp bậc này. Vương Hải Túc thầm cảm khái, có một người chú tốt đúng là vô cùng quan trọng, thậm chí ác ý nghĩ, có khi Hồ Kim Tinh là con ruột của Hồ Tôn Khánh thật, trong Xạ Điêu Anh Hùng chuyện của Kim Dung, Tây Độc Âu Dương Phong ngủ với chị dâu sinh ra Âu Dương Khắc, tiếng là chú cháu, thực chất là cha con còn gì, nhà họ Hồ này có khi. Vương Hải Túc lúc ở văn phòng vẫn lo chuyện chữ ký giả bị lộ,
giờ vào phòng họp vừa bị ánh mắt Nghiêm Văn Giới nhìn vào liền chột dạ, tìm vị trí tránh được ánh mắt của Nghiêm Văn Giới ngồi xuống. Do điện tử Hoa Hạ mạnh mẽ tham dự, khiến thị trường vốn trước đó hết sức thê lương lúc này khôi phục lòng tin, hắn thì khoái trá nhìn người khác nhảy xuống hố, chuyện này Trương Khác đã nhúng tay vào thì đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết, Cát Kiến Đức không chết là may, còn muốn kiếm chắc gì đều là mơ tưởng hão huyền. Một lúc sau Lâm Tuyết và Trương Văn Tín cùng đi vào, nói, vừa được tin CEO bộ phận thị trường tập đoàn Ái Đạt là Dương Vân đã phát thư cho giới truyền thông, tuyên bố Ái Đạt tối nay sẽ tổ chức bữa tiệc ở khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ để công bố buổi giới thiệu sản phẩm mới. Bộ phận thị trường của Ái Đạt cũng có CEO rồi. Tổng giám sát thị trường của 8818 muốn làm không khí sôi nổi hơn nên cười nhạo Dương Vân, nhưng không ai phụ họa hắn, giờ giám đốc, tổng giám đốc, CEO nhan nhản ra đó. Nhưng mấy ai ở Trung Quốc có thể quyết định khoản chi tới 2 tỷ mỗi năm cho thị trường Đông Nam Á như Dương Văn, ở đây ai có tư cách cười nhạo Dương Văn, đúng là không biết điều. Nghiêm Văn Giới nhìn Trương Văn Tín hỏi, Cẩm Hồ muốn tử chiến với Samsung hả? Vương Hải Thúc còn chưa biết chuyện ở lễ giới thiệu sản phẩm của Samsung, nghe Nghiêm Văn Giới nói thế thì rất kỳ quái, thời gian này các doanh nghiệp liên tục tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm, đâu có gì lạ. Những người khác cũng không hiểu. Nghiêm Văn Giới tất nhiên không lý nào che giấu hộ Trương Khác, kể lại một lượt chuyện hôm qua, còn cười khẩy, tên đó nhìn thế nào cũng không giống hạng si tình, có lẽ là muốn lấy bê bối chèn ép Samsung, hoặc có toan tính khác làm người ta không nhìn thấu. Tuy nhìn không thấu, nhưng Nghiêm Văn Giới vẫn rất hứng thú với chuyện này, hắn ngày càng nhận rõ Cẩm Hồ đang từng bước bỏ lại Hoành Tín ở đằng xa, hắn thầm kỳ vọng buổi giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt lần này sẽ đổ bể. Có điều hắn phải thừa nhận, mong đối thủ phạm sai lầm là tâm thái của kẻ yếu. Lý Tại Thù biết tin tức giận đập vỡ ly nước trong tay, hắn cũng nhận được thư mời của phía Ái Đạt. Hiện Lý Tại Thù đang ra sức che giấu tổng bộ chuyện xảy ra hôm qua, nếu chuyện truyền tới tai chú hắn nhất định đoán ra hắn đã biết chuyện Lý Hinh Dư có quan hệ với tên khốn kiếp kia từ lâu, điều này sẽ khiến hắn rơi vào thế bị động, nói không chừng sẽ bị điều khỏi Trung Quốc, cho ngồi uống gió ở đâu đó. Đương nhiên người tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua nhiều như thế, không chỉ có nhân viên cao trung tầng của Samsung, còn có cả phóng viên tới từ Hàn Quốc, muốn giấu giếm chuyện này là không thể, Lý Tại Thù đang bối rối thì Ái Đạt ngay hôm sau đã có hành động đối địch rồi. Lý Tại Thù nhớ lại câu nói Trương Khác bỏ lại trước khi rời đi, so với chuyện quan hệ giữa Lý Hinh Dư và tên khốn kiếp đó bại lộ, nếu di động của Samsung lần nữa bị Ái Đạt áp chế ở Trung Quốc, hắn càng thảm hơn. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi thư ký đi vào thì hắn ôn hòa bảo thư ký dọn dẹp cái lý vỡ, gọi điện bảo Kim Nam Dũng tới, hắn vốn định để Kim Nam Dũng đi thăm dò tình hình, nhưng nghĩ lại thì đích thân đi một chuyến tốt hơn, hắn rất lo lắng câu nói kia của Trương Khác không phải là dọa dẫm. Bồn chồn xem tài liệu trong văn phòng suốt buổi chiều, xem tài liệu tình báo về Cẩm Hồ, tới khi Kim Nam Dũng vào thông báo xe đã chuẩn bị xong, hắn mới tĩnh tâm lại. Anh đoán bọn chúng sẽ đưa ra di động mới gì? Lý Tại Thù vừa vào trong xe lại có chút sốt ruột hỏi. Câu này rất khó trả lời, phát triển phù hợp với xu thế chung là một chuyện, kỹ thuật có đáp ứng không lại chuyện khác, dù có ưu thế về kỹ thuật nhưng chưa chắc chuyển thành ưu thế thị trường được, dù Cẩm Hồ có đưa ra được một chiếc di động hoàn mỹ, tính năng chắc tuyệt cũng có thể vì giá thành cất cao, hoặc không phù hợp thẩm mỹ thời thượng nên không chiếm được thị trường, không tạo thành uy hiếp gì với doanh nghiệp khác. Khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Hiện đang trong thời gian vận hành thử, xe đỗ lại, Kim Nam Dũng đi xuống ngẩng đầu nhìn khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ, trước khi tòa nhà siêu cao tầng đông khu thương nghiệp mới xây xong, thì đây là tòa nhà cao nhất khu thương nghiệp Đông Hồ, là kiến trúc mang tính tiêu chí ở đây. Kim Nam Dũng cùng Lý Tại Thù vào đại đường khách sạn, lập tức có nhân viên công tác dẫn bọn họ đi thang máy lên đại sảnh yến hội ở tầng thượng. Bởi vì đa số phóng viên và khách khứa hôm qua đều tham dự buổi lễ giới thiệu sản phẩm hôm nay. Cho nên Lý Tại Thù xuất hiện tất nhiên khiến bọn họ hết sức hứng thú, lập tức có người tới hỏi, chuyên vụ Lý, xin hỏi anh có cái nhìn thế nào về di động dòng M mà Ái Đạt sắp công bố? Di động dòng M, Lý Tại Thù ngớ người, ánh mắt bất giác nhìn tấm áp phích lớn được trùm vải đen ở bên hội trường, hẳn đợi lúc nữa mới vén màn. M, Mysigic, chẳng lẽ Ái Đạt đã có năng lực gộp công năng của ePlayer vào di động rồi? Chương 1322 Dã tâm bành trướng 1. Cao tầng của điện tử Samsung đã sớm mẫn cảm ý thức được tổng thể cũng thể hiện tính năng giải trí càng muôn màu muôn vẻ, đó là xu thế chủ lưu của điện thoại di động tương lai. Vào 2 năm trước khi ePlayer còn chưa thịnh hành toàn cầu,
Các nhân viên nghiên cứu của điện tử Samsung tại Hàn Quốc đã đề xuất muốn chuyển công năng truyền phát âm tần từ iPlayer vào trong điện thoại di động, nhưng phát hiện trong đó dây dưa vấn đề độc quyền phức tạp. iPlayer liên quan đến độc quyền chủ yếu bao gồm hai loại. Loại đầu tiên là bộ giải mã âm tần các định dạng như MP3, WMA, độc quyền nắm giữ trong tay các công ty như Microsoft, Thomson. Các hãng thiết bị bộ giải mã khi cung cấp chip cũng đã giải quyết vấn đề trao quyền độc quyền loại đầu tiên. Bản thân Cẩm Hồ cũng là một trong những nhà cung ứng chip bộ giải mã iPlayer chủ yếu, đã sớm thu được độc quyền về kỹ thuật tương quan. Loại thứ hai chính là độc quyền phát minh của bản thân máy phát iPlayer, cùng độc quyền nhiều loại ứng dụng. Nhà sở hữu độc quyền tương quan có thể là hãng điện thoại, cũng có thể là nhà cung ứng linh kiện, nhưng Cẩm Hồ là người sở hữu chủ yếu những độc quyền này. Trong cả cái ao độc quyền chiếm gần 80%, cũng ý nghĩa Cẩm Hồ sản xuất iPlayer có thể rất dễ vòng qua độc quyền của công ty khác. Công ty khác lại mơ tưởng qua được độc quyền của Cẩm Hồ. Năm 97-98 Cẩm Hồ bắt đầu toàn cầu mở rộng iPlayer, từng tiến hành trao quyền rộng khắp đối với kỹ thuật độc quyền. Nhưng loại trao quyền này minh xác giới hạn bản thân sản phẩm iPlayer, ngăn chặn các xí nghiệp được trao quyền chuyển rời kỹ thuật độc quyền tương quan đến các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Samsung từng nỗ lực phát triển kỹ thuật độc quyền mới vòng qua cản trở độc quyền của Cẩm Hồ, mãi cho đến trong năm 99 mới phát hiện bố cục độc quyền của Cẩm Hồ trên iPlayer còn tập trung, rộng rãi hơn so với tưởng tượng của họ, chỉ có thể vứt bỏ cố gắng phát triển kỹ thuật tân mới. Bởi quan hệ với Cẩm Hồ rất gay gắt, ý thức thu được trao quyền của Cẩm Hồ sẽ có khả năng rất thấp, hạng mục này liền tạm thời bị gác lại. Từ trên bố cục độc quyền kỹ thuật của Cẩm Hồ không khó suy đoán ra họ cũng đang tiến hành cố gắng ở các phương diện tương quan, nhưng trên điện thoại di động di rời công năng phát âm tần của iPlayer yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cực cao, chipset băng tần cơ sở trước kia không thể cung cấp cho máy phát âm tần năng lực xử lý tính toán dư thừa, yêu cầu tăng thêm vi xử lý mới, hình thành cơ cấu bộ xử lý hai băng tần. Từ trước đến nay Samsung không cho rằng Cẩm Hồ vừa mới bước vào ngành điện thoại di động chỉ 3 năm sẽ sở hữu thực lực kỹ thuật mạnh như vậy. Cho nên dù Cẩm Hồ sở hữu đa số độc quyền ứng dụng cùng thiết bị của iPlayer, đa số người trong nội bộ Samsung cũng không cho rằng chiếc Music Phone đầu tiên sẽ do Cẩm Hồ phát triển ra trước. Lòng tin của Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng cũng không phải rất mạnh, dù sao trong thời gian hơn một năm tại quá khứ. Cẩm Hồ lần lượt đưa ra các sản phẩm mũi nhọn vượt xa tưởng tượng của thường nhân như chip băng tần cơ sở cùng với vi xử lý các thiết bị PDA. Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng vừa mới vào hội trường liền bị ký giả vây quanh hỏi cái nhìn của họ thế nào đối với dòng điện thoại M, series mà Ái Đạt mới đưa ra. Ý nghĩ đầu tiên của họ đều nghĩ đến Ái Đạt phát triển ra điện thoại di động nghe nhạc iPlayer rồi. Đáp án thủy chung bị ba tấm vải đen che kín, Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng lòng không yên ứng phó với ký giả. Vẫn chờ mong cao tầng của Ái Đạt tới vạch trần đáp án, các ký giả cùng khách quý ở đây cũng có chờ mong như vậy. Năm 99 cùng với nửa đầu năm nay, sự quật khởi của các hãng điện thoại di động nội địa khiến cho thị phần của các thương hiệu điện thoại di động hải ngoại tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh. Motorola tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc bài danh đệ nhất nửa đầu năm nay thị phần đã giảm xuống đến khoảng 21%, Nokia hơi thấp hơn, là 18%, Ái Đạt ở vào vị trí thứ 3. Thị phần 16%, ý nghĩa Ái Đạt hơi cố gắng thì có khả năng vượt qua Motorola cùng Nokia trở thành thương hiệu số 1 tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc. Trong đó có lẽ có ưu thế tự nhiên của thị trường bản thổ, nhưng tại lĩnh vực kỹ thuật cao tân, các xí nghiệp trong nước lần đầu tại thị trường cục bộ sở hữu thực lực tổng hợp toàn diện áp chế các hãng hải ngoại, mà không phải là một mặt dựa vào giá thành rẻ, chỉ khả năng loại này ngẫm lại khiến người ta hưng phấn không ngớt. Sản phẩm mới của Ái Đạt sẽ tự nhiên càng có thể khiêu khích thần kinh mẫn cảm của giới truyền thông trong nước hơn điện tử Samsung. Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng không có hứng thú với tiệc tùng, họ thỉnh thoảng thấy được Trần Tín Sinh cùng Dương Vân trong hành lang ngoài phòng yến hội đang thì thầm gì với Trương Khác, ngay sau đó thì thấy Trương Khác xoay người đi ra ngoài. Trần Tín Sinh cùng Dương Vân bước nhanh đi tới, hầu như đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh yến hội. Nghi thức đơn giản qua đi. Dương Vân trước tiên vén tấm vải đen che trên áp phích, để nội dung hình ảnh trong áp phích hiện ra trước mắt mọi người tham dự hội nghị. Nhìn hình ảnh nốt nhạc trôi ra từ màn hình chiếc điện thoại di động mới màu sắc rực rỡ, Kim Nam Dũng vô ý thức nhìn phản ứng của Lý Tại Thù, thấy Lý Tại Thù nhìn chằm chằm vào tấm áp phích. Lần này Cẩm Hồ đưa ra model điện thoại di động nghe nhạc sẽ không khiến họ đặc biệt bất ngờ, nhưng Cẩm Hồ khi nào trên kỹ thuật tinh thể lỏng STN đa màu sắc đạt được đột phá có tính then chốt này. Đòn sát thủ lần này Cẩm Hồ đưa ra không ngờ là điện thoại di động nghe nhạc màn hình màu, hoàn toàn ngoài dữ liệu của Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng.
Điện thoại di động màn hình tinh thể lỏng STN đa màu sắc từ đầu năm 98 đã được ra đời, chỉ là màn hình 3 màu còn chưa được gọi là điện thoại di động màn hình màu chân chính. Chiếc điện thoại di động màn hình màu đầu tiên chân chính vào tháng 9 năm ngoái được đưa ra tại Nhật Bản. Sau đó điện thoại màn hình màu nhanh chóng thịnh hành tại Nhật Bản. Nửa đầu năm nay, lượng tiêu thụ điện thoại di động màn hình màu của Nhật Bản đột phá 8 triệu máy, chiếm 30% lượng tiêu thụ cùng kỳ của Nhật Bản. Mặc dù trên lý luận màn hình TFT cũng có thể dùng để làm màn hình đa màu cho điện thoại di động, hơn nữa màu càng tươi đẹp, nhưng giá thành chế tạo cùng hao điện của màn hình TFT là cản trở rất khó khắc phục trước mắt. Hiện tại đa số điện thoại di động màn hình màu của thị trường Nhật Bản đều chọn dùng kỹ thuật tinh thể lỏng STN cải tiến, mặc dù hiển thị màu sắc có hơi kém, nhưng rõ ràng có ưu thế trên giá thành chế tạo cùng tiết kiệm điện. Năm ngoái Samsung cũng nhanh chóng truy tìm điểm nóng của kỹ thuật mới tiến hành phát triển điện thoại di động màn hình màu, Lý Tại Thù cũng suy nghĩ qua cẩm hồ không có khả năng không nhìn thấy biến hóa của thị trường điện thoại di động Nhật Bản, nhưng căn cứ vào tình báo thu thập được, cẩm hồ vẫn không có dấu hiệu tiếp xúc với nhà cung ứng màn hình tinh thể lỏng STN đa màu sắc, hoàn toàn không nghĩ đến cẩm hồ bằng vào thực lực kỹ thuật của mình đột phá cản trở màu sắc của tinh thể lỏng STN. Lại liên tưởng đến lúc này cẩm hồ gấp gáp thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai, Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng đều ý thức được dã tâm tại lĩnh vực tinh thể lỏng của cẩm hồ. Chương 1323, dã tâm bành trướng 2. Xem như một trong những bước đi tuyên truyền, cẩm hồ sẽ cung cấp cho giới truyền thông chuyên nghiệp mẫu điện thoại mới để kiểm tra ứng dụng. Trên tiệc rượu, nhân viên cũng thao tác biểu diễn công năng mới nhất của mẫu điện thoại di động mới của cẩm hồ. Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng khoảng 9 giờ rời khỏi tiệc rượu, ngồi vào trong xe, cảm giác tương đối không dễ chịu. So với kỹ thuật CSTN loại cải tiến của tinh thể lỏng STN thông thường, màn sắc màn hình của điện thoại di động nghe nhạc có độ bão hòa cao hơn, mặc dù không thể mở máy kiểm tra. Lý Tại Thù hoài nghi cẩm hồ đã nắm giữ kỹ thuật cao cấp STN 2 tầng, đây đã là kỹ thuật cao cấp nhất của thị trường điện thoại di động màn hình màu trước mắt. Có thể khiến độ bão hòa màu sắc của màn hình chiếc điện thoại 2 inch đạt được 16 bit color, cũng chính là kỹ thuật Samsung dự định đưa vào từ hạ phổ. Cho dù không có cản trở trên độc quyền, giai đoạn hiện tại Samsung muốn phát triển một chiếc điện thoại di động màn hình màu 16 bit color nghe nhạc có bộ nhớ 256 MB lại tập hợp các công năng ứng dụng GPRS như UAP, MQ, điều đó cũng muôn phần trắc trở, đối mặt với phiêu lưu thất bại rất cao. Nhưng cẩm hồ lại đã đưa ra, cũng khó trách những lời nói đêm qua của Trương Khác lại kiêu ngạo như thế. Mặc dù ưu thế trên kỹ thuật chưa hẳn có thể chuyển hóa thành ưu thế trên thị trường, dù sao giá bán trên thị trường của chiếc điện thoại di động nghe nhạc màn hình màu M1808 này của cẩm hồ sẽ trên vạn tệ, nhằm vào một mảng thị trường cao cấp khá hẹp, tại thị trường điện thoại di động thương vụ cao cấp cũng chưa hẳn được hoan nghênh. Lúc này cẩm hồ đồng thời đưa ra hai mẫu điện thoại GPRS trung cấp mới Y, Series, D, Series tập hợp công năng xoay tròn FM mới là quân chủ lực chân chính tranh giành thị trường. Lúc này nói điện tử Samsung đưa ra mẫu A288 mới nhất định sẽ bị cẩm hồ áp chế vẫn còn hơi sớm, nhưng trong lòng Lý Tại Thù vẫn rất khó chịu. Kim Nam Dũng còn chú ý tới vẻ mặt các đại biểu hãng điện thoại di động hải ngoại như Motorola, Nokia trên tiệc rượu, những hãng điện thoại di động hải ngoại lần này hùng tâm tráng trí, dự định mượn cơ hội China Mobile toàn diện thăng cấp mạng lưới thông tin di động, mượn ưu thế thị trường không ngừng đưa ra các mẫu sản phẩm mới. Triệt để bao phủ dòng điện thoại di động nội địa của Trung Quốc, họ không nghĩ đến kỹ thuật điện thoại di động của cẩm hồ đã phát triển đến trình độ như vậy. Chỉ tại thời đại GPRS, cẩm hồ đã hoàn toàn không sợ hãi chiến thuật biển máy của các hãng điện thoại di động hải ngoại. Cẩm hồ có cơ sở kỹ thuật hùng hậu chống đỡ, lại có trung tâm thiết kế sản phẩm cùng khai phát khắp các nơi trên thế giới có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp thiết kế sản phẩm mới. Hơn nữa lần này cẩm hồ sẽ tại toàn cầu đồng bộ phát hành model điện thoại nghe nhạc. Thật không biết giới truyền thông của Trung Quốc sẽ đưa tin thế nào với dòng sản phẩm mùa thu mới của cẩm hồ ái đạt, giới thiệu trên tiệc rượu, Kim Nam Dũng yên lặng suy nghĩ, dọc theo đường đi cũng không nói gì với Lý Tại Thù. Thăng 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 có thể trông thấy cảnh đêm núi Yến Quy, hồ Yến Quy từ xa. Trương Khác nhìn chiếc điện thoại nghe nhạc màn hình màu M1808 trong tay, mặc dù mẫu điện thoại di động này trên tính năng chi tiết còn có chỗ không ngừng nâng cấp, nhưng y tin tưởng trước đó smartphone được ra đời, mẫu điện thoại di động này trên thị trường cũng sẽ không ảm đạm.
Trần Tĩnh tay ôm trước ngực, cửa sổ thông gió trên đỉnh mở toang, gió ùa vào, làm cho đêm thu hơi lạnh lẽo. Trần Tĩnh không mặc áo sơ mi thể thao Trương Khác khoác cho cô, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào, cô có vẻ háo thắng, không muốn người khác nói thành công của khoa Vương Cao Khoa là bởi vì quan hệ đặc biệt giữa cô và Trương Khác. Ngày kia đi Hàn Quốc hả? Trần Tĩnh xoay người hỏi Trương Khác, con mắt của cô dưới ánh đèn thật mê người. Cũng không biết ngày kia có thể đi được hay không, gần đây rất nhiều việc. Trương Khác ném điện thoại di động lên bàn, vẫn không quá yên lòng, gặp mặt một lần sẽ trở về, tôi nghĩ cũng có tư cách đi gặp Lý Kiện Hy một lần rồi. Cơ sở sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn cũng sắp hoàn thành, đều nói Lý Kiện Hy là thần kinh doanh của Hàn Quốc, nếu như Lý Kiện Hy còn khinh thường cầm hồ, vậy cũng không gánh nổi thừa nhận như vậy rồi. Trần Tĩnh không tỉ mỉ hỏi việc của Hình Dư Lý Hình Dư, lúc nào đó anh được quốc nội phong danh hiệu thần kinh doanh cũng nói không chừng, nếu như anh công khai đi tới trước đài. Trương Khác lắc đầu, y còn chưa có tâm tư đi đến trước đài, không quen cuộc sống bị ánh mắt của công chúng cùng giới truyền thông tập trung, đó cũng không phải là cuộc sống y hướng tới. Loại hư danh này ai thích mang thì mang đi, dù sao thì tôi không cần. Y lại nhìn đồng hồ và hỏi Trần Tĩnh, hiện tại thời gian còn sớm, ban đêm chạy tới Kim Sơn, còn có thể thoải mái ngủ một giấc, ngày mai dậy sớm đi xem cơ sở điện thoại di động rồi sẽ trở về kiến nghiệp cũng không vướng bận, chỉ theo tôi đến Kim Sơn chứ. Cơ sở sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn đã khởi công xây dựng gần một năm, nhà xưởng Kim Sơn của Trung Tinh Vi Tâm ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể hoàn thành, ngoại trừ nhà xưởng lắp ráp của khoa Vương Cao Khoa cùng điện khí Tân Nguyên, năng lực đồng bộ của các nhà xưởng khác còn tương đối yếu kém, nhưng cũng làm cho Kim Sơn có đủ năng lực 20 triệu máy một năm. Năm nay cung cấp cho China Anicom 3 triệu điện thoại di động định chế, phần lớn đều sẽ do nhà xưởng điện thoại di động tại Kim Sơn của khoa Vương Cao Khoa cùng điện khí Tân Nguyên cung cấp, cũng vận chuyển hàng loạt điện thoại di động từ nơi này do điện khí Tân Nguyên cùng khoa Vương đến khu vực Đông Nam Á cùng Nam Á, then chốt cẩm hồ cũng yêu cầu dựa vào năng lực sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn. Cơ sở sản xuất điện thoại di động của cẩm hồ tại Hải Châu, sản lượng năm chỉ 8 triệu máy. Mà mục tiêu tiêu thụ năm nay của Cẩm Hồ ở trong nước chính là 8 triệu máy, chỗ hổng hình thành tại thị trường hải ngoại đều ủy thác cho điện khí Tân Nguyên sản xuất OEM. Trong nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ, thị phần hải ngoại trước đó rất ít, năm nay trước quý 3 tích lũy tiêu thụ mới 2 triệu máy, đại khái mới chiếm 1% lượng tiêu thụ điện thoại di động toàn cầu. Đối với một hãng điện thoại di động bình thường thì tại thị trường hải ngoại đã có thành công không tệ rồi. Nhưng mục tiêu của Trương Khác chính là muốn lượng tiêu thụ vào năm tới phải bước vào hàng ngũ 6 hãng điện thoại di động lớn toàn cầu. Dự tính lượng tiêu thụ điện thoại di động toàn cầu sang năm có thể đạt được 350 triệu máy, Cẩm Hồ muốn chen chân vào 6 hãng điện thoại di động lớn toàn cầu, dựa vào tiêu chuẩn thị phần năm nay, sang năm Cẩm Hồ chí ít phải sản xuất tiêu thụ 20 triệu chiếc điện thoại di động mới đủ. Đến sang năm, hệ thống nhà xưởng của bản thân Cẩm Hồ mới có thể thỏa mãn nhu cầu sản lượng 12 triệu máy. Mục tiêu sản xuất khác phải nhờ cơ sở sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn hoàn thành. Mà Cẩm Hồ lấy kỹ thuật chip băng tần cơ sở ISS chiếm trước thị trường chip điện thoại di động tầm trung và thấp, tư tưởng chiến lược sang năm bước vào hàng ngũ 6 nhà cung ứng chip điện thoại di động lớn toàn cầu cũng yêu cầu cơ sở sản xuất Kim Sơn hoàn thành. Mặc dù cơ sở sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn xây dựng chủ yếu do Tân Nguyên cùng khoa Vương Cao Khoa liên hợp gánh chịu, nhưng phương hướng phát triển chiến lược của xí nghiệp quan hệ đến tương lai của Cẩm Hồ. Sang năm lại gánh chịu trọng trách sản xuất trên 30 triệu máy, các cao tầng Cẩm Hồ bao gồm Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đều đặt mắt nhìn chằm chằm bên Kim Sơn, không cho phép xảy ra chút sai lầm. Chí ít khi hạng mục cơ sở sản xuất điện thoại di động tại Kim Sơn tách ra bắt đầu tiến hành, còn chưa ai có thể dự đoán được sản nghiệp điện thoại di động của Kim Sơn sẽ trong thời gian 1-2 năm quật khởi mạnh, sang năm phải đảm nhận trọng trách sản xuất 30 triệu đến 50 triệu chiếc điện thoại di động, giá trị sản lượng công nghiệp khoảng 50 tỷ tới 100 tỷ. Chương 1324, Quyền Mưu 1. Sau khi Trương Khác đến Kim Sơn, lại bị Đường Học Khiêm kéo đến Tân Đình, Trần Tĩnh thì về kiến nghiệp trước. Trải qua gần 2 năm kiến thiết, công trình xây cảng đảo Đông Sơn kỳ 1 đã gần hoàn thành, năm nay Thủ tướng Triệu Tể Đông cũng vài lần gửi thư hỏi tình huống tiến triển của hạng mục. Trong tỉnh cùng trong thành phố Tân Đình dự định đợi ngày hoàn thành sẽ mời Thủ tướng Triệu Tể Đông đến Tân Đình. Thường ủy tỉnh ủy Giang Nam, Bí thư Thành ủy Kim Sơn Triệu Hữu Luân đi cùng đến Tân Đình khảo sát, học tập. Hắn cũng là nóng lòng. Tân Đình dựa vào đầu tư công nghiệp quy mô lớn đi lên, quy mô phát triển kinh tế đuổi theo sát Kim Sơn. Hai năm trước, GDP của Tân Đình còn chưa bằng 40% của Kim Sơn, hai năm nay đã tăng gấp đôi.
Đợi cảng Đông Sơn cùng các hạng mục công nghiệp cỡ lớn bên trong khu công nghiệp trước cảng đều khởi động, sẽ càng thúc đẩy nền kinh tế của Tân Đình hơn nữa. Một mặt bị Tân Đình đuổi kịp, một mặt chênh lệch cùng kiến nghiệp tiếp tục kéo đại. Vào năm 97, tổng GDP của kiến nghiệp là 60 tỷ, của Kim Sơn là 40 tỷ. Tuy nói hai nơi có chút chênh lệch, nhưng cũng không quá khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, TP. Kim Sơn cùng với tỉnh Giang Nam lúc đó đều rất có lòng tin rút ngắn cách biệt với Kim Sơn cùng kiến nghiệp. 3 năm ngắn ngủi trôi qua, GDP năm nay của kiến nghiệp gần đột phá 130 tỷ, Kim Sơn vẫn còn lấy mục tiêu 50 tỷ để không ngừng nỗ lực. Chênh lệch lớn như vậy khiến người khó mà tiếp nhận. Mặc dù rất nhiều vấn đề đều là mấy nhiệm kỳ bí thư thành ủy trước để lại, nhưng trong 2 năm nay Triệu Hữu Luân chủ chính tại TP. Kim Sơn, từ trên xuống dưới đều đặt ánh mắt vào người hắn. Áp lực mà hắn phải tiếp nhận tự nhiên có thể nghĩ. Trung ương có tin tức nói là quân sắp điều động rồi. Triệu Hữu Luân lén lút cùng Trương Khác cũng đặc biệt kiêng dè gì, hắn trao đổi với Trương Khác tin tức nghe được mới nhất. Tin tức là quân sắp điều động đầu năm ngoái đã có nghe nói, chỉ là La Quân cũng không vội mưu cầu chức vị cao khác, hiện tại có tin tức như vậy truyền ra, Trương Khác cũng thấy hết sức bình thường. Ngẫm lại mấy năm nay kiến nghiệp phát triển nhanh chóng, chỉ tiêu tổng sản lượng phát triển kinh tế trong hai thành phố trung tâm tuyến hai gần với Thiên Tân, nếu như lấy chỉ tiêu theo đầu người mà tính, kiến nghiệp có thể so sánh với Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Quảng Châu, kinh tế của kiến nghiệp phát triển nhanh chóng chủ yếu thể hiện trong thời gian 4 năm La Quân chủ chính kiến nghiệp, La Quân điều động đến chức vị khác, cũng không khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Trương Khác cười nói, đợi tin tức được xác thực thêm, tôi còn phải qua đó chúc mừng. Quan viên đảng chính của TP, kiến nghiệp bổ nhiệm, kiến nghị của tỉnh ủy Đông Hải cũng sẽ không được Trung ương coi trọng, Trương Khác sẽ không cố đi hỏi xem ai sẽ tiếp nhận vị trí của La Quân. Đơn giản có hai loại khả năng, hoặc là Tiêu Minh Kiến thay thế, hoặc là từ địa phương khác điều một thư thành ủy tới, cả hai đều sẽ ảnh hưởng đến bố cục sản nghiệp của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp. Triệu Hữu Luân đưa ra ý này, chẳng qua chỉ hy vọng trọng điểm đầu tư của Cẩm Hồ bước tiếp theo sẽ hướng về Kim Sơn càng trọng điểm hơn. Hai năm nay kiến nghiệp có thể có được quy mô phát triển lớn như vậy, không ngoài hai điểm, lấy Cẩm Hồ làm trung tâm khởi động chiến lược hành lang số, thúc đẩy sản nghiệp kỹ thuật cao tân phát triển, còn nữa là lượng ngoại tư hoa thương Indonesia năm 98 đổ vào, việc này có quan hệ không thể tách rời với Cẩm Hồ tích cực dẫn dắt. Trương Khác cũng chỉ có thể cười khổ với việc này, lấy cơ sở sản xuất điện tử Kim Sơn của Trung Tinh Vi Tâm làm trung tâm, tuyệt đối không thể tính là hạng mục nhỏ. 3 năm sau công trình kỳ 2 hoàn thành sẽ thực hiện năng suất điện thoại di động 100 triệu máy một năm. Kế hoạch này nếu như công bố tuyệt đối có thể làm mọi người giật mình, dù sao tổng sản lượng tiêu thụ điện thoại di động toàn cầu năm 99 cũng chỉ 300 triệu máy mà thôi. Có một số việc đương nhiên từng có liên hệ với Triệu Hữu Luân, có lẽ là kế hoạch khổng lồ đến nỗi Triệu Hữu Luân cũng khó có thể tin, dù sao mục tiêu tiêu thụ điện thoại di động trong nước của Cẩm Hồ năm nay mới 8 triệu máy. Chênh lệch giữa 8 triệu cùng 100 triệu lớn thế nào, trong lòng Triệu Hữu Luân rất rõ ràng. Hắn lo lắng Trương Khác lại đang chơi bánh vẽ. Giống như hạng mục chế tương, mặc dù cuối cùng coi như đã thuận lợi khởi động tại Hải Châu, quy mô đầu tư cũng vượt dự tính 6 tỷ lúc trước, đạt được 10 tỷ, nhưng dù sao kéo dài hơn 4 năm, quan viên như hắn có tới mấy cái 4 năm có thể kéo dài. La Quân khả năng sẽ điều khỏi kiến nghiệp, bất kể là Tiêu Minh Kiến thượng vị hay là Trung ương khác những người khác. Cẩm Hồ tại kiến nghiệp đều không có khả năng như cá gặp nước như dĩ vãng, Triệu Hữu Luân là hy vọng lúc này Trương Khác có một thái độ rõ ràng với Kim Sơn. Trương Khác cũng không thể nói rõ cùng đưa ra bảo đảm quá tỉ mỉ với Triệu Hữu Luân, đợi đến sang năm năng suất bên Kim Sơn từng bước đưa ra, Triệu Hữu Luân sẽ biết mình nhét vào miệng hắn một cái bánh thịt hay chỉ là một cái bánh vẽ. Thăng 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 thăng. Trương Khác trở lại kiến nghiệp, cũng không lập tức tách khỏi hành trình đến Hàn Quốc. La Quân tìm y để nói chuyện về vấn đề hắn sắp điều động sắp tới. Mâu thuẫn giữa những người lãnh đạo của đảng chính tỉnh Vân Âm tương đối gay gắt, TW suy nghĩ điều đi bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng của tỉnh Vân Âm. Mặc dù đến một tỉnh nghèo như Vân Âm làm tỉnh trưởng chưa hẳn phong quang như làm bí thư thành ủy tại kiến nghiệp, nhưng La Quân phải an bài cho chu đáo cuộc đời chính trị còn lại của hắn. Trước nhiệm kỳ mới vào mùa đông năm 2002, hắn có thể có thêm lý lịch 2 năm cấp chính bộ, điều này đối với hắn mà nói sẽ rất quan trọng. Hơn nữa đồng thời đến tỉnh Vân Âm đảm nhiệm cái ghế bí thư tỉnh ủy, rất khả năng sau năm 2002 sẽ tiến thêm một bước điều đến TW, cho nên lần này La Quân sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Loại chuyện điều động này, thường thì quan viên sẽ không trước khi tin tức được xác định nói chuyện với người ngoài, nhưng Trương Khác thì khác. Một mặt La Quân tin tưởng Trương Khác có thể từ con đường khác biết đồn đãi tương quan, mặt khác, La Quân tại kiến nghiệp hơn 4 năm, hắn cũng có cảm tình với địa phương này, nên không hy vọng đi chính thức, cũng không hy vọng Cẩm Hồ bởi vì chuyện này mà trở tay không kịp. Đương nhiên rồi, căn cơ sản nghiệp điện tử tiêu dùng của Cẩm Hồ tại kiến nghiệp, tại Hải Châu, La Quân không hy vọng xa vời có thể tại phương diện này kéo đầu tư với quy mô lớn cùng hắn cùng đi Tây Nam, cũng hy vọng ít nhiều có thể kéo một ít, sẽ có xúc tiến với sản nghiệp cao tân lạc hậu tại tỉnh Vân Âm. Mặt khác, tài nguyên đất rừng của tỉnh Vân Âm mặc dù còn kém hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, nhưng nếu so với hai tỉnh Đông Hải, Giang Nam thì vẫn giàu hơn. La Quân từng suy nghĩ kéo lâm nghiệp Tân Quang, giấy Tân Quang qua đó giúp hắn thúc đẩy công tác phương diện này, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đứng vững gót chân tại tỉnh Vân Âm. Một điều khác nữa chính là Cẩm Hồ có ảnh hưởng rất lớn trong quần thể Hoa Thương Đông Nam Á, cho dù Cẩm Hồ bởi hạn chế của sản nghiệp, không thể tiến hành đầu tư đại quy mô đối với tỉnh Vân Âm, La Quân vẫn hy vọng có thể thông qua Cẩm Hồ đạt được liên hệ càng mật thiết hơn cùng các nhà đầu tư Đông Nam Á. Chương 1325, Quyền Mưu 2. Phía trên hỏi tôi ai thích hợp tiếp nhận vị trí của tôi hơn, việc này cũng chỉ là lệ cũ mà thôi, có ít nhiều tác dụng cũng nói không chừng. Tôi đang do dự phải trả lời thế nào mới tốt, cậu cảm thấy tương lai kiến nghiệp do ai đảm đương càng thích hợp hơn. Lúc Trương Khác sắp cáo từ, La Quân nhắc tới vấn đề người kế nhiệm. Trương Khác biết trên nhân tuyển bí thư thành ủy kiến nghiệp, quyền đề danh của La Quân không có nhiều tác dụng, thấy hắn đột nhiên nhắc tới việc này, Trương Khác cũng sửng sốt, hắn muốn đem việc này làm nhân tình để tặng cho mình. Thị trưởng Tiêu Minh Kiến cùng bí thư Vương Duy Quân có lẽ sẽ dễ hợp tác hơn. Trương Khác nói. À. La Quân hiểu ý nở nụ cười, có lẽ. Trương Khác cười cười cáo từ rời khỏi. Ngày kế sẽ lên đường đi Nhật Bản, ở Nhật Bản 2 ngày sẽ đi vòng đến Hàn Quốc tiến hành đàm phán cuối cùng thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai. Thăng 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 thăng. Việc La Quân đề cử sau khi hắn rời khỏi kiến nghiệp do Tiêu Minh Kiến cùng Vương Duy Quân vào ban, thậm chí Giang Mẫn chỉ biết tin tức sớm hơn cả Lý Viễn Hồ. Sau khi tan tầm, Tiết Minh Lâu rời khỏi chính phủ tỉnh lại bị Giang Mi kéo đến Đại học Đông Hải. Tào Hổ vừa mới kết thúc quân huấn cho tân sinh, ngày hôm nay lại đúng lúc là sinh nhật 20 của hắn, Giang Mi kéo Tiết Minh Lâu đi chúc mừng cho hắn. Tiết Minh Lâu có vẻ không thích khi Giang Mi cùng Tào Hổ quá thân cận, nhưng sau khi Giang Mi tốt nghiệp chính thức đến quốc tế Tịnh Mỹ do Đồng Tương, vợ của Tào Chi Nhất trưởng tử của Tào Binh nhậm chức. Tuy nói quốc tế Tịnh Mỹ tại kiến nghiệp vẫn chưa có nghiệp vụ gì, Đồng Tương vẫn tại kiến nghiệp thiết lập một văn phòng, do Giang Mi tạm giữ chức tổng giám đốc văn phòng, lương cao, xe thể thao, có nữ thư ký. Chỉ bằng nhân tình này, Tiết Minh Lâu cũng không thể oán hận gì. Đúng rồi, bí thư thành ủy La Quân sắp điều đi rồi, nghe nói La Quân đã đề cử thị trưởng Tiêu Minh Kiến kế nhiệm vị trí của ông ta, bác Giang có cái nhìn gì với việc này? Vừa đến lầu 21 nhà hàng cơm Tây trong con hẻm học phủ, Tào Hổ đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Tiết Minh Lâu thì càng giật mình. Tiết Minh Lâu cũng là buổi sáng mới biết tin tức La Quân đề cử Tiêu Minh Kiến thế thân mình. Tào Hổ một sinh viên trong trường sao có thể đồng thời biết tin tức này, cho dù ủy viên quốc hội Tào Binh biết một số tin tức, cũng không có khả năng nói với con cháu của ông ta mà. Tiết Minh Lâu vô ý thức nghĩ đến Tào Gia hoặc là một cá nhân nào đó thân cận với Tào Gia cũng muốn tranh vị trí này, lúc này mới nghĩ thông qua Tào Hổ thử phản ứng của địa phương đối với việc La Quân đề cử Tiêu Minh Kiến. Dù sao Giang Mẫn chỉ đến tỉnh Đông Hải nhậm chức đã 5 tháng rồi. La Quân đề cử Tiêu Minh Kiến. Giang Mi cảm thấy tin tức này quá giả, nở nụ cười, điều này sao có thể. Ai ở kiến nghiệp 2 tháng thì biết La Quân tuyệt đối sẽ không hy vọng Tiêu Minh Kiến thế thân vị trí của ông ta. Thật không, tỉnh trưởng Giang vẫn còn chưa biết chuyện này. Từ đâu mà cậu biết chuyện này? Tiết Minh Lâu giả bộ hồ đồ hỏi lại Tào Hổ, hắn cũng không giải thích về sự kinh ngạc của Giang Mi, trong lòng hắn cười thầm. Từ có người thông qua Tào Hổ bức thiết thử phản ứng của địa phương, biết là La Quân đề cử Tiêu Minh Kiến thực chất là đưa Tiêu Minh Kiến lên lửa nướng. Tốc độ phát triển mấy năm nay của kiến nghiệp thì không cần nói, tình thế phát triển mấy năm sau sẽ không yếu, độ sinh động của kinh tế tương đối cao, vượt qua Thiên Tân trong 10 năm trở thành thành phố tuyến một thứ năm trong nước cũng có khả năng. Mặt khác, quy hoạch phát triển quần thành phố lưu vực Tiểu Giang do hai tỉnh Đông Hải cùng Giang Nam chủ trương, trải qua gần 2 năm thực nghiệm cùng thúc đẩy. Thành tựu đã rất nổi bật, sắp tới rất khả năng thông qua đặc phê của Quốc vụ viện, trở thành kế hoạch chiến lược phát triển khu vực cấp quốc gia.
Đến lúc đó địa vị TP, kiến nghiệp nằm ở trung tâm quần thành phố lưu vực Tiểu Giang sẽ càng thêm quan trọng. Không chỉ nói bí thư thành ủy kiến nghiệp càng tiện lợi tiến quân lên tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy, chấp chính thành phố có mức độ kinh tế sinh động cao như vậy, hơi biến động trên chính sách có thể dẫn đến lợi ích nghiêng đến mấy trăm triệu, mấy tỷ, đây mới là chỗ béo bở chân chính. Thật vất vả mới đợi được La Quân đồng ý di chuyển, miếng thịt béo ở đây hiểu được có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Lại nói, quan hệ nhân mạch phía sau Tiêu Minh Kiến vốn không đủ cho hắn ăn được miếng thịt béo ở đây. Nếu Tiêu Minh Kiến có thể thành thật nhận rõ tình thế, không đi tranh vị trí này, chí ít có thể bảo trụ vị trí thị trưởng của hắn, thậm chí có thể trước khi đứng vững gót chân tại cái ghế tân nhiệm bí thư thành ủy tại kiến nghiệp, vãn hồi một chút hoàn cảnh xấu cho mình, tình thế hiện tại khác rồi, hiện tại không quản Tiêu Minh Kiến có thể bo bo giữ mình hay không, các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng đều sẽ xem Tiêu Minh Kiến trở thành đối tượng muốn áp chế đầu tiên. Không những sẽ không để cho Tiêu Minh Kiến trở thành chướng ngại vật, càng sẽ tiến thêm một bước suy tính đá Tiêu Minh Kiến ra khỏi kiến nghiệp, để tránh khỏi thành cản trở cho họ đến kiến nghiệp chấp chính nắm quyền. Hiện tại Tiết Minh Lâu còn không biết có người nào xếp Trung ương vào đối tượng khảo sát, nhưng hiện tại có thể khẳng định, trong đó có một người là Tào Gia hoặc là người có quan hệ mật thiết với Tào Gia. Tiết Minh Lâu suy nghĩ có nên lập tức báo cáo chuyện này cùng Giang Mẫn Chi hay không, căn cứ vào điều tra hiện tại đối với khoa học công nghệ Hải Túc. Trên vấn đề khu công nghiệp phần mềm của khoa học công nghệ Hải Túc, Tiêu Minh Kiến có khuyết điểm thất trách liều lĩnh. Đổi lại bình thường, điểm này vốn không đủ để hình thành uy hiếp gì đối với Tiêu Minh Kiến, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, việc này đã trở thành nhược điểm vi diệu quan hệ đến tiến thối. Sau khi Giang Mẫn Chi đến Đông Hải, cho dù điều Lưu Văn Đào vào trong tỉnh, vẫn tương đối thế đơn lực mỏng, nếu như kéo người kế nhiệm của La Quân vào cùng trận doanh, lòng tin cũng sẽ đủ lớn hơn. Hiện tại một số tài liệu điều tra đối với khoa học công nghệ Hải Thúc cũng có thể đổi lại những nhân tình này. Tiết Minh Lâu không thể thay Giang Mẫn Chi quyết định, cho nên hời hợt đối với vấn đề của Tào Hổ, ăn xong cơm tối, liền cùng Giang Nghi trở về Tân Mai Uyển, báo cáo tin tức với Giang Mẫn Chi. Ai? Giang Mẫn Chi khẽ thở dài, hỏi Tiết Minh Lâu, cậu cảm thấy có khả năng nhất là ai ở sau lưng giở trò? Cẩm Hồ sao? Tiết Minh Lâu hỏi, hắn vốn không nghĩ đến điểm ấy. Cho Giang Mẫn Chi vừa hỏi, tự nhiên nghĩ đến Cẩm Hồ, nghĩ đến Trương Khác. Cho dù không phải, an bài như thế cũng phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ nhất. Giang Mẫn Chi nói, La Quân đề cử với Trung ương sau khi hắn đi sẽ do Tiêu Minh Kiến cùng Vương Duy Quân vào ban, cậu cũng có thể thấy được chiêu này của La Quân thực chất là muốn đá Tiêu Minh Kiến ra khỏi Đông Hải. La Quân không có khả năng không rõ hắn không có tư cách đề cử người kế nhiệm với Trung ương. Nhân tuyển của TW bí thư trên bí thư thành ủy kiến nghiệp có thể không suy nghĩ đến ý kiến của địa phương, nhưng cũng không thể không cho chút mặt mũi nào. Những năm gần đây, Trung ương rất biết giữ cân bằng với địa phương. Tiêu Minh Kiến không đi, tự nhiên không có người đến tranh vị trí thị trưởng với hắn. Tiêu Minh Kiến vừa đi, nhân tuyển thị trưởng, TW sẽ có xu thế nghe ý kiến trên địa phương, ý kiến của La Quân lúc này sẽ phát huy tác dụng then chốt. Hắn thực chất muốn đá Tiêu Minh Kiến ra khỏi kiến nghiệp do Vương Duy Quân đảm nhiệm thị trưởng. Thời khắc mấu chốt Lý Viễn Hồ sẽ đứng ra tỏ thái độ, Vương Duy Quân làm thị trưởng hầu như là việc chắc chắn. Tiết Minh Lâu đã nghĩ thông suốt, rất có thể Cẩm Hồ ở sau lưng giở trò, dù sao nhân tuyển của bí thư thành ủy kiến nghiệp là Cẩm Hồ thậm chí Lý Viễn Hồ đều không thể chi phối. Lui mà cầu thứ hai, để Vương Duy Quân đảm nhiệm thị trưởng, đích xác phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ nhất. Chương 1326 sẽ là ai? Suy đoán thì suy đoán, ai cũng không thể khẳng định nói là Cẩm Hồ ở sau lưng gian lận, dù sao La Quân không phải là người dễ dàng để cho người khác dắt mũi, càng nhiều có thể là La Quân thông qua việc này làm chút giao dịch với Cẩm Hồ. Tin tức của Giang Mẫn Chi tương đối linh thông, lão nhân mặc dù lui ra đã mấy năm, lực ảnh hưởng vẫn còn, hắn có thể biết hướng đi của La Quân sau khi rời khỏi kiến nghiệp, chỗ La Quân có thể mượn Cẩm Hồ cũng nhiều. Không quản nói như thế nào, La Quân cũng không có thể đơn giản vứt bỏ quan hệ mật thiết giữa hắn và Cẩm Hồ, kiến nghiệp mấy năm nay, song phương đều có thể xưng là tuần trăng mật. Mặt khác, sau khi Tiêu Minh Kiến bị đá đi, Vương Duy Quân cũng có tư cách thế thân vị trí thị trưởng, sau khi Vương Duy Quân đảm nhiệm thường ủy thành ủy kiến nghiệp, phó thị trưởng 2 năm, thì đảm nhiệm chủ nhiệm, bí thư công ủy khu Cao Tân, có thể nói là người chấp hành chính của chiến lược hành lang số của kiến nghiệp, là công thần chủ yếu cho phát triển nhảy vọt về kinh tế 2 năm nay của kiến nghiệp. Đem so sánh thì, phó thị trưởng thường vụ Hồ Tôn Khánh bài danh trước Vương Duy Quân, mấy năm nay biểu hiện thường thường, không có tư cách tranh vị trí thị trưởng cùng Vương Duy Quân. Chí ít tại địa phương, Vương Duy Quân đảm nhiệm thị trưởng là mục đích chung,
Cản trở duy nhất có lẽ chính là Tiêu Minh Kiến không xê dịch trên vị trí. La Quân đề cử với Trung ương Tiêu Minh Kiến tiếp nhận bí thư thành ủy, lại do Vương Duy Quân cùng hắn vào ban, trên lý luận là không có một chút vấn đề. Trên thực chất lại là giúp Vương Duy Quân đá Tiêu Minh Kiến đi. Về phần thái độ trong tỉnh, bản thân Giang Mẫn Chi cũng không đưa ra được lý do phản đối Vương Duy Quân thượng vị, chẳng lẽ còn muốn Lý Viễn Hồ sẽ phản đối. Giang Mẫn Chi hai tay ôm ngực, mày nhíu lại, chìm vào trong suy nghĩ, một lát sau mới nói với Giang Mi, Tiết Minh Lâu, tôi đi vào gọi điện thoại. Giang Mi thế mới biết những lời Tào Hổ nói lúc ăn cơm tối tại ngõ học phủ là thật, hơn nữa ba cô và Tiết Minh Lâu cũng đã biết từ lâu. Cô trừng mắt với Tiết Minh Lâu, nhìn ba mình đi vào thư phòng, còn véo cánh tay hắn một cái, oán giận trước đó không nói cho cô biết. Tiết Minh Lâu xin lỗi cười cười, mặc dù hắn đối với Giang Mi ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nặng nhẹ còn phân biệt được rõ ràng, không thể trước khi Giang Mẫn Chi đưa ra quyết định, ở trước mặt Tào Hổ để lộ nội tình, hai nhà Tào Giang là thế giao không sai, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức giao cả lòng cho người khác. Giang Mi nghe ba và Tiết Minh Lâu nói tất cả mọi việc có thể là con tiểu hồ ly kia ở phía sau phá rối, cô vô ý thức giận dữ, bàn tay anh ta cũng với quá dài rồi, nếu để anh ta thực hiện được thì sao? Tiết Minh Lâu chờ Giang Mẫn Chi làm quyết định, lời Giang Mi nói hắn chỉ nghe một chút mà thôi, ngã tay ý bảo mình cũng không thể nói rõ cái gì. Cách làm của La Quân vốn không có chỗ chỉ trích, quan trọng nhất chính là Tiêu Minh Kiến đã bị đưa lên lò thiêu. Lại nói Vương Duy Quân vốn là tâm phúc của La Quân. Trước khi La Quân rời khỏi kiến nghiệp giúp Vương Duy Quân một chút cũng là việc trong tình lý. Nếu nói Trương Khác ở sau lưng phá rối, trái lại sẽ là cái cớ bị người khác chỉ trích quá nhằm vào Cẩm Hồ. Đó không phải là triệt để đẩy bản thân đến mặt đối lập với Cẩm Hồ sao, lúc này Cẩm Hồ đâu phải là trái hồng để mặc người vân vê. Hiện tại đối với Giang Mẫn Chi mà nói, hoặc là bàng quan xem hổ đấu, hoặc là tham dự vào bỏ đá xuống giếng với Tiêu Minh Kiến, đối với Giang Mẫn Chi có rất nhiều lợi ích để tường ngã mọi người đẩy. Lợi ích rõ ràng nhất chính là Tiêu Minh Kiến cùng khoa học công nghệ Hải Túc có liên lụy, chỉ cần lộ ra tin tức, điều tra đối với khoa học công nghệ Hải Túc sẽ giảm đi trở lực, thậm chí sẽ có người tích cực thúc đẩy để triệt để đánh chết Tiêu Minh Kiến không trở thành uy hiếp. Tiết Minh Lâu cũng có thể suy đoán ra Giang Mẫn Chi đi vào gọi điện thoại hơn phân nửa là hỏi thăm Tào gia tới cùng là ai trở thành đối tượng khảo sát cho bí thư thành ủy kiến nghiệp, nếu như khả năng tại Đông Hải có được nhiều trợ lực hết sức quan trọng. Tiết Minh Lâu nghĩ thầm cho dù Trương Khác ở sau lưng phá rối, có lẽ cũng không ngờ được điểm này. Sau một lúc lâu Giang Mẫn Chi nói chuyện điện thoại xong đi ra, nói ra tên một người, Đổng Giản Niên. Tiết Minh Lâu thầm hít một hơi lạnh, lúc này hắn cũng đoán không ra Giang Mẫn Chi sẽ đưa ra quyết định gì, hắn hỏi thêm một câu, ủy viên Tào có ý kiến gì? Lão gia tử Tào gia không làm công tác gì, Đổng gia cũng không phải không có ảnh hưởng lực. Giang Mẫn Chi nói. Tiết Minh Lâu không nói gì nữa, hắn cũng biết nhiều cố sự của hai nhà Giang, Tào, Đổng Giản Niên là anh của Đổng Tương, vợ của Tào Chi Nhất, có quan hệ rất mật thiết với phu phụ Tào Chi Nhất, Đổng Tương cũng không phải loại người Tào binh thích. Nếu là Tào binh ở sau lưng cực lực ủng hộ Đổng Giản Niên đến kiến nghiệp nhậm chức, sự tình sẽ đơn giản hơn, then chốt là Tào binh không tỏ thái độ trên thực tế cũng gián tiếp cho thấy Tào binh không ủng hộ Đổng Giản Niên đến kiến nghiệp, cũng khiến người khác chần chờ. Nhưng nhìn biểu hiện ngày hôm nay của Tào Hổ, không có khả năng chỉ là cá nhân Đổng Giản Niên bày mưu đặt kế, Đổng Tương hẳn là phát huy được tác dụng, nói không chừng Tào Chi Nhất cũng là người ủng hộ. Loại sự tình này nội bộ Tào gia đều có ý kiến bất đồng, Giang Mẫn Chi tự nhiên càng khó lấy hay bỏ. Giang Mẫn Chi ngồi vào ghế sofa, cầm lấy ly trà, nói với Giang Mi, chú Chi Nhất ngày mai sẽ đến kiến nghiệp, còn suy nghĩ xem phải tiếp đãi thế nào. Tào Chi Nhất muốn đến kiến nghiệp đảm đương thuyết khách. Tiết Minh Lâu thầm nghĩ, xem ra ngày hôm nay phản ứng của mình ở trước mắt Tào Hổ hình như hơi lộ, xem ra sau này cũng không thể khinh thường hắn còn quá trẻ. Có lẽ Giang Mẫn Chi cũng muốn bỏ lại chuyện này, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà mở TV, vừa lúc đưa tin ba mẫu điện thoại mới của Ái Đạt ngày hôm nay đưa ra thị trường tại quầy chuyên doanh của Điện Tín Thịnh Hâm. Trong màn hình, quầy chuyên doanh bị người bu kín mít, Tiết Minh Lâu cảm khái, người Trung Quốc lắm kẻ có tiền thật. Ba mẫu điện thoại mới Ái Đạt đưa ra thị trường lần này giá thấp nhất cũng 3.500 tệ, mẫu M1808 cao nhất có giá bán thị trường trên 1 vạn tệ. Ngày hôm qua Ái Đạt công bố với giới truyền thông lượng đặt hàng trong một tuần của M1808 đã vượt quá 5 vạn máy, bởi sản lượng của mẫu điện thoại này có hạn. Đợt hàng đầu tiên của Ái Đạt chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của 1 vạn người đặt hàng trước, những người khác phải chờ tới 1 tháng sau mới có được nguồn cung ứng nhiều hơn.
càng hiếm, thị trường càng tranh giành kịch liệt. Chương 1327, thỉnh cầu gặp mặt 1. Tiết Minh Lâu cũng nghiên cứu qua sách lược sản phẩm của Cẩm Hồ, lấy sản phẩm cao cấp tạo hình tượng thương hiệu, còn có thể phát triển hàng loạt sản phẩm trung cấp để duy trì quy mô thành tích, tiến hành bao trùm toàn tuyến đối với người tiêu thụ trung cấp đến người tiêu thụ cao cấp thương vụ. Phía sau đương nhiên là thực lực kỹ thuật ngày càng hùng hậu của Cẩm Hồ làm điểm dựa. Đến hiện tại Cẩm Hồ đã có 12 mẫu điện thoại di động mới đưa ra thị trường, còn tuyên bố trước cuối năm sẽ có 4 đến 6 mẫu điện thoại di động mới. Hiện tại đã đến tháng 10 rồi, cũng ý nghĩa Cẩm Hồ phải mỗi tháng đưa ra thị trường 2 mẫu điện thoại di động mới. Mấy tin tức này có gì hay, còn không biết họ đã mời bao nhiêu người vây quanh trước quầy hàng. Giang Mi giành lấy cái remote từ trong tay ba mình, đang định chuyển kênh khác thì vừa lúc tin tức này hết. Giang Mi trả lại remote cho ba. Cô biết một trong công việc mỗi ngày của ba chính là xem tin tức từ trung ương cùng địa phương, cô chỉ có loại phản cảm theo bản năng đối với tin tức của Ái Đạt mà thôi. Không ngờ Giang Mi vừa mới trả lại remote, người dẫn chương trình lại phát tin tức có quan hệ với Cẩm Hồ. Buổi chiều hôm nay, Ái Đạt tuyên bố lấy lượng tiền 160 triệu hoàn thành thu mua nghiệp vụ PC của điện tử Tân Thái Cự Lãng, theo Phó Tổng Giám đốc Lỗ Khánh Sinh, người phụ trách sự vụ cấp cao của tập đoàn Ái Đạt tham gia nghi thức ký tên ngày hôm nay giới thiệu. Ái Đạt kế hoạch sẽ lần này thu mua tiến quân vào thị trường máy tính cá nhân, sẽ đầu tư càng nhiều tài nguyên hơn để phát triển sản phẩm máy tính laptop. Tiết Minh Lâu sừng sốt, Giang Mi bĩu môi nói, họ cũng phải kiên trì đến cùng, đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Nguy cơ bong bóng đót, com đã kéo dài hơn nửa năm, cũng từng bước kéo dài đến sản nghiệp thực thể, các hãng máy tính trong nước nửa năm qua thành tích cũng trượt dốc trên diện rộng. Đặc biệt là sản nghiệp laptop. Hai năm nay đã bị làn sóng sóng chiều làm cho chới với, cho rằng thị trường laptop blowout ngay tại trước mắt, các hãng máy tính lớn trong nước như Lenovo, Tongfang đều đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Là xí nghiệp máy tính lớn ở khu vực Hoa Đông, điện tử Cự Lãng cũng đầu tư mạnh. Ai ngờ thị trường laptop trong hai năm nay tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mong muốn, lúc này tự nhiên rơi vào nguy cơ càng sâu. Không ngờ Cẩm Hồ lặng yên thu mua nghiệp vụ PC của điện tử Cự Lãng. Chuẩn bị coi đây là tấm ván tiến vào thị trường máy tính, nghe thuyết minh trong TV, hình như Cẩm Hồ rất coi trọng thị trường laptop. Tiết Minh Lâu biết Giang Mi nói như vậy là oán khí không hiểu trong lòng cô ta đối với Cẩm Hồ, ít nhiều cũng là tính tình đại tiểu thư của cô phát tác. Cẩm Hồ sao có thể tính là lợn chết chứ? Hắn cũng rất bội phục Cẩm Hồ nắm bắt đúng thời cơ. Nhắc lại nửa năm trước, điện tử Cự Lãng có lẽ sẽ không đơn giản cúi đầu đồng ý Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ PC của họ. Đàm phán giữa Cẩm Hồ cùng bán dẫn Hyundai cũng không có khả năng sẽ có tiến triển gì. Bởi một số xí nghiệp cùng tổ chức Hàn Quốc âm thầm cản trở, tin tức Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai đã sớm bị giới truyền thông Hàn Quốc làm cho xôn xao. Nguyên nhân chính là vì nguy cơ bong bóng đót, com đang kéo dài tới sản nghiệp thực thể tương quan, bán dẫn Hyundai mới có thể đứng vững trước áp lực dư luận của Hàn Quốc cùng Cẩm Hồ tiến hành một loạt đàm phán. Mặc dù Tiết Minh Lâu trước đó chưa từng nghe qua chút tin tức nào, hiện tại nghĩ đến cũng không cảm thấy khó hiểu lắm. Hiện tại nhu cầu tinh thể lỏng TFT lớn nhất sẽ từ laptop. Trong laptop, màn hình tinh thể lỏng là một trong những linh kiện chính yếu, chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong giá thành chế tạo. Nếu Cẩm Hồ tốn công thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng TFT của bán dẫn Hyundai như vậy, lại thuận thế tiến quân vào thị trường laptop, điều này cũng phù hợp với chiến lược sản nghiệp làm quần sản nghiệp lớn, thu được ưu thế giá thành càng lớn hơn của Cẩm Hồ xưa nay. Nghĩ đến Cẩm Hồ bố cục cực mạnh của Cẩm Hồ trên sản nghiệp điện tử tiêu dùng, trừ phi bản thân Cẩm Hồ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, Tiết Minh Lâu vô pháp tưởng tượng trong nước còn có xí nghiệp nào có thể hình thành uy hiếp đối với Cẩm Hồ. Hiện tại người sáng suốt cũng biết điện tử Hoa Hạ là A đấu không đỡ nổi rồi. Liên Tín kiếm tiền nhiều nhất dưới cờ điện tử Hoa Hạ thực chất đã dựa vào Cẩm Hồ. Trong bảng top 100 xí nghiệp công nghiệp điện tử mạnh, Lenovo, Hải Nhĩ coi như là nhân tài mới xuất hiện. Nhưng bố cục hoàn chỉnh của chuỗi sản nghiệp đều không thể so sánh với Cẩm Hồ. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, khí hậu mùa thu của đảo Vĩnh Tông rất thoải mái, giữa đại sảnh có một bức tượng điêu khắc chiếc điện thoại di động của điện tử Samsung, hầu như toàn bộ lữ khách từ nước ngoài đến Hàn Quốc đều sẽ bị bức tượng cao bằng thân người này hấp dẫn ánh mắt. Điện tử Samsung đã được quốc dân Hàn Quốc coi là biểu tượng của nền kinh tế quốc dân. Trên máy bay, có một thiếu nữ Hàn Quốc bên cạnh Trương Khác. Có khuôn mặt hình chứng điển hình của phụ nữ Hàn Quốc, cùng mắt một mí, da trắng nõn, tên là Hàn Tú Châu, từ TP Tsukuba của Nhật Bản đến Incheon. Hành trình trên máy bay không đến 2 giờ,
có một cô gái xinh đẹp Hàn Quốc không biết là nhân tạo hay là tự nhiên làm bạn, điều đó vẫn khá vui vẻ. Nhưng từ cô ta rời đề tài khỏi Samsung, có thể cảm giác được rõ ràng Samsung đã thẩm thấu đến mỗi mốt ngóc ngách trong cuộc sống của người dân Hàn Quốc, Trương Khắc cảm thấy Cẩm Hồ còn có rất nhiều việc phải làm. Sau khi đến sân bay, cô gái Hàn Quốc có chút lưu luyến không rời, muốn xung phong làm hướng dẫn viên du lịch cho Trương Khắc. Trương Khắc đến Hàn Quốc hoàn toàn không có tâm tư du ngoạn, tự nhiên xin Nguyễn Hảo Ý cùng một số ám chỉ khác của cô ta. Đợi cô gái Hàn Quốc không còn thấy hy vọng gì nữa xách ba lô rời khỏi, họ mới đi tới chỗ hành lễ. Đỗ Phi tự nhiên rất ước ao mị lực hấp dẫn gái của Trương Khắc, nhưng hắn biết Trương Khắc đang lo lắng cái gì. Trước khi lên máy bay còn nói đùa với Trương Khắc là nói không chừng Lý Hinh Dư sẽ chạy tới sân bay đón họ. Nhưng cách cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại không có mảy may bóng hình của Lý Hinh Dư. Nửa tháng trước, trên buổi tiệc tuyên bố sản phẩm mới mùa thu của điện tử Samsung họ đường hoàng gây rối như vậy, Lý Tại Thù muốn phong tỏa tin tức không truyền về đến Hàn Quốc hầu như không có khả năng. Trong số khách quý ngày đó, có ký giả của giới truyền thông Hàn Quốc cùng với một số cao tầng của tổng bộ Samsung dự thính, Lý Tại Thù không thể khóa cái miệng của họ được. Chương 1328, thỉnh cầu gặp mặt 2. Tin tức Cẩm Hồ cùng bán dẫn Hyundai tuyên bố với bên ngoài đều là minh xác ám chỉ Cẩm Hồ sẽ có đại nhân vật có tính quyết định trong đàm phán lần này. Đàm phán lần này bất kể là thành công hay là thất bại, đều sẽ trở thành đàm phán cuối cùng. Trên thực tế đã nửa công khai hóa tin tức Trương Khắc muốn tới Hàn Quốc rồi. Lý Hinh Dư không xuất hiện tại sân bay, việc này ít nhiều khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Trương Khắc cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nếu như Lý Hinh Dư có thể xuất hiện tại sân bay thì cũng có thể thở phào một hơi, nỗi lo lắng trong lòng hiện tại nặng thêm vài phần. Trương Khắc thấy người phụ trách của City Hàn Quốc Triệu Văn Dục cùng người khác đều đang chờ ở bên ngoài đại sảnh, Trương Á Bình nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh Triệu Văn Dục mặc áo sơ mi màu xám là đại sứ Bộ Ngoại giao Trần Vĩnh Ba, còn có tham tán kinh tế Tiêu Hành, Trương Khắc trái lại không nghĩ đến Trần Vĩnh Ba sẽ đích thân đến sân bay đón y. Trương Khắc bước nhanh đi ra ngoài, nắm tay Trần Vĩnh Ba, trước khi lên máy bay chú Diệp còn phân phó nhất định đến đại sứ quán thăm ngài đại sứ Trần, sao lại vất vả ngài đến sân bay thế này. Đây là lần đầu tư thu mua đại quy mô đầu tiên của xí nghiệp Trung Quốc tại hải ngoại. Giới truyền thông Hàn Quốc thậm chí đã đưa tin phải cảnh giác với sự đi lên của con rồng Trung Quốc, cậu nói tôi có nên đến sân bay hay không? Trần Vĩnh Ba vừa cười vừa nói, Bộ Ngoại giao tương đối độc lập, ít lẫn vào tranh cãi lợi ích với trong nước, mà Trần Vĩnh Ba tại Hàn Quốc đảm nhiệm đại sứ đã nhiều năm, biết mức độ được yêu thích của Samsung tại Hàn Quốc, trong nước có thể có một xí nghiệp hình thành một số uy hiếp đối với Samsung, tự đáy lòng hắn cảm thấy tự hào. Sau khi đơn giản chào hỏi, đoàn người đều lên xe. Trần Vĩnh Ba đã an bài tiệc tẩy trần tại đại sứ quán. Trương Khắc bảo Triệu Văn Dục ngồi vào xe hắn. Lên xe, Triệu Văn Dục đưa một sấp báo cho Trương Khắc và báo cáo, đây là những tin mấy ngày nay giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về sự kiện trên tiệc rượu tuyên bố sản phẩm mới của điện tử Samsung. Tại Hàn Quốc, thành viên của gia tộc Lý Kiện Hy xưa nay đều là đối tượng giới truyền thông tranh giành đưa tin. Tiểu thư Lý Hinh Dư lại được dân chúng Hàn Quốc coi là biểu tượng hoàn mỹ của giới nữ Hàn Quốc, tuy nhiên thành viên gia tộc Lý Kiện Hy sẽ không để giới truyền thông dễ dàng tiếp cận. Trước đó cũng không có đưa tin về Lý Hinh Dư, lần này cho họ một cơ hội rêu rao chuyện xấu. Trương Khắc mở báo ra, tin tức thấy được đầu tiên dùng một tiêu đề khá khoa trương tình nhân Trung Quốc của nữ quốc dân Hàn Quốc bởi lúc đó quay phim chụp ảnh trên tiệc rượu đều bị ngăn trở kịp thời, hình phối hợp trên bản tin chỉ lộ ra một bên mặt của y. Bằng không thì y quả thật phải suy nghĩ có nên mang thêm vài bảo tiêu đến Hàn Quốc, hoặc để cho Triệu Văn Dục an bài thêm những nhân thủ này. Có một số tin càng khoa trương hơn, cũng có thể nhìn ra tập đoàn Samsung ở phía sau đã phát huy tác dụng, tận lực làm bê bối hành vi của Trương Khắc trên tiệc rượu. Lý Hinh Dư thấy được những tin tức này có thể hiểu lầm hay không, dù sao miệng mọc trên người khác. Đỗ Phi lo lắng hỏi. Không đâu, cổ sẽ hiểu tâm tư của tôi. Trương Khắc nói. Ở chung lâu như vậy, chút hiểu ý ấy vẫn phải có, hiện tại chuyện đau đầu nhất chính là liên hệ không được Lý Hinh Dư. Thủ đoạn thẩm thấu của Cẩm Hồ tại Hàn Quốc không có khả năng mạnh hơn giới truyền thông chỗ nào cũng nhúng tay vào, dưới bóng ma xì căng đan náo nhiệt như vậy, cũng không đưa tin tức gần đây về Lý Hinh Dư, yêu cầu công ty tại Hàn Quốc nắm giữ được tình hình của cô ấy có vẻ hơi ép buộc. Trương Khắc suy nghĩ một chút mới nói với Triệu Văn Dục, anh đàm phán với điện tử Samsung. Lần này tôi hy vọng có thể có cơ hội tiếp xúc với cao tầng của điện tử Samsung. Nếu không tìm được Lý Hinh Dư, vậy chỉ có thể trực tiếp tìm Lý Kiện Hy thôi,
tuy nhiên Trương Khác không nắm chắc cho rằng Lý Kiện Hy sẽ ra mặt gặp y. Thăng 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 thăng. Seoul Hán Nam Động, trong một khu nhà cấp cao kiểu đình viện của gia tộc Lý Thị. Lý Kiện Hy ngồi trước bàn trà, trước bàn trà cũng đặt bài báo gần đây nhất giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc điện tử Samsung tuyên bố sản phẩm mới mùa thu trên tiệc rượu, những bài báo này xếp nhất tề đặt trước mặt ông ta. Lý Kiện Hy tay chống bắp đùi, thong thả xem báo, rất lâu mà chưa nói tiếng nào. Lý Tại Thủ vội vội vàng vàng chạy về Hàn Quốc thì đang bình ổn hô hấp, bởi vì nhìn không thấu trong lòng chú đang suy nghĩ cái gì, hắn mới cảm thấy trong lòng đè nén không thở nổi. Việc bao lâu rồi? Lý Kiện Hy bình thản hỏi, hình như ông ta không có cảm xúc gì với việc này. Lý Tại Thủ nói, lần đầu tiên Hình Dư đến Trung Quốc, bọn cháu đã tranh cãi một chút với cậu ta. Hình Dư hẳn là chưa có nhiều cơ hội đơn độc tiếp xúc với cậu ta. Hình Dư đột nhiên quyết định đến Trung Quốc lưu học có hơi ngoài dự đoán của mọi người. Lý Tại Thù còn chưa dám nói ra việc Trương Khác ngủ lại nơi ở của Lý Hình Dư, nghĩ chỉ tá Tú Tàng không có khả năng rêu rao chuyện này. Kim Nam Dũng cũng không phải là kẻ lắm miệng, hắn thà rằng bị chỉ trích tắc trách, cũng không muốn để cho người khác biết hắn cố ý dung túng thậm chí có tâm tư lấy Hình Dư làm điều kiện. Lý Kiện Hy ngẩng đầu nhìn Lý Tại Thù, không nói gì, lại cúi đầu xem báo, ta vừa mới nhận được điện thoại. Công ty của Cẩm Hồ tại Hàn Quốc phát điện hàm, có ý gặp mặt tiếp xúc. Cháu cảm thấy ta nên trả lời thế nào? Lý Tại Thù bị ánh mắt của ông ta nhìn khiến chột dạ, trong lòng lại giận Trương Khác thật không chừng mực. Hắn hỏi, Hình Dư thấy được những bài báo này chưa ạ? Sao lại không thấy, ta lại không thể nhốt nó ở nhà như phạm nhân, gây ra xì căng đan như vậy, mặt mũi của cả gia tộc bị nó làm mất hết rồi. Ngày hôm nay thậm chí có vài ký giả canh ở ngoài xưởng. Đợi có cơ hội sẽ hỏi Phác Thất Trường có cái nhìn thế nào với chuyện này, mấy đứa ở ngoài không thể khiến cho ta bớt lo chút sao. Lý Kiện Hy nặng lời hơn. Lúc này một phụ nữ mặc hàn phục đi tới, Lý Tại Thù chuyển hướng cúi đầu ân cần thăm hỏi bà ta, thím. Được rồi, người trong nhà không cần rườm rà như thế. Bà ta phất tay, lại nói với Lý Kiện Hy, con bé nói muốn gặp mặt người từ Trung Quốc tới, nó sẽ ghi nhớ trách nhiệm mà gia tộc phải gánh chịu. Lý Kiện Hy chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo trên bàn trà, qua một lát mới nói, nó muốn thế nào mới cam tâm. Muốn gánh chịu trách nhiệm thì đừng để cho tôn nghiêm của gia tộc bị người ngoài dẫm đạp, nếu để nó đi, có biết bao ký giả đang trầu trực ở ngoài, bà không thể khuyên bảo nó sao. Khi nói những lời này, ông ta cũng không ngẩng đầu lên. Bà ta đợi một lúc, thấy Lý Kiện Hy không có ý buông lỏng, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bà cũng chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Đợi bà ta đi rồi, Lý Kiện Hy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Tại Thù, các người sơ suất quá, tài nguyên phía Trung Quốc yêu cầu, bên tổng bộ đều cực lực cung ứng, thành tích lại không lý tưởng, cháu đi nghiêm túc nghiên cứu công ty này lại đi, tại châu Á, họ sẽ là kình địch của Samsung, lúc này đã là kình địch rồi, làm sao có thể trả lại cho nó một vụ bê bối như vậy. Thăng 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 thăng. Lý Hình Dư nhìn mẹ đi vào hỏi. Ba nói thế nào? Ba lắc đầu, sao con lại khờ như vậy, bị lợi dụng một lần còn chưa đủ. Con tin tưởng anh ta, cho dù bị lợi dụng một lần, cũng phải sau khi gặp mặt mới biết được. Con dựa vào cái gì mà tin tưởng nó, chỉ bởi vì nó trên tiệc rượu ở Trung Quốc đem chuyện của con và nó làm ầm ĩ lên. Con cho rằng nó có dụng ý gì? Lý Hình Dư không biết nói gì mà phản bác, trong lòng có nỗi ấm ức nói không nên lời, làm cho cô có loại cảm giác khó thở. Nếu con còn thích đến trường, vậy đến Nhật Bản đi, mọi thứ sẽ thay con an bài tốt. Tốt nhất ngày mai đi đi, con không thể gây thêm phiền phức cho ba nữa. Con bị lợi dụng thêm một lần cũng không sao, con phải suy nghĩ ảnh hưởng đối với toàn bộ Samsung. Mẹ nghe nói xí nghiệp này tương lai rất có khả năng trở thành kình địch của Samsung, những năm gần đây mẹ nhìn cũng nhiều rồi, vô thương bất gian. Cho tới bây giờ đều không có khả năng tồn tại chuyện tốt, mà gặp mặt thì có thể làm gì. Sao con cứ khiến người khác không bớt lo vậy? Cuối cùng vẫn không thể gặp mặt sao? Lý Hình Dư nghĩ thầm, người khác sao không thể lý giải loại cảm giác tín nhiệm này chứ? Loại tâm tình chán nản bị cấm đoán tại Seoul này như một giọt mực nhỏ trên giấy thủy chung không tan ra được, làm người ta luôn có cảm giác nhân sinh không tìm thấy được hy vọng gì. Chương 1329, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được một. Lý Tại Thù từ nhà Lý Kiện Hy đi ra, Kim Nam Dũng đợi bên ngoài suốt nãy giờ. Đợi hắn vào xe hỏi vội, hội trưởng nói sao? Hội trưởng chẳng nói gì nhiều.
Lý Tại Thủ vẫn không hiểu được suy nghĩ thực sự của chú mình, đoán, bất kể tính toán thực sự của tên kia là gì, nhưng chuyện ở bữa tiệc đó đã bị giới truyền thông trong nước loan tin ầm ĩ, giảm bớt áp lực dư luận cho phương án thu mua nghiệp vụ LCD của Cẩm Hồ, anh nói xem hội trưởng sẽ nghĩ thế nào. Kim Nam Dũng gật đầu, hắn và Lý Tại Thủ ở Trung Quốc nhiều năm, tiếp xúc với Cẩm Hồ không ít, phần nào đó hiểu phong cách hành sự của Trương Khác, mặc dù chuyện bê bối ở bữa tiệc làm bọn họ có nhiều chỗ không hiểu nổi, nhưng cảm thấy Trương Khác không cần thiết đứng ra tự làm bại lộ việc này. Lý Hinh Dư sau khi vào chung cư thanh niên ở trên thực tế cũng không đặc biệt thân mật với Trương Khác, điều này bọn họ cũng nhìn ra. Ngay từ đầu đã lựa chọn không nói, lúc này Kim Nam Dũng và Lý Tại Thù càng chỉ có thể lựa chọn im lặng, tổng bộ đưa ra phán đoán gì, bọn họ đành ngồi nhìn. Kim Nam Dũng không thể quên được bị Trương Khác sỉ nhục trước mặt mọi người. Lý Tại Thù cũng uất ức vì nghiệp vụ di động của Samsung ở Trung Quốc lại một lần nữa bị Cẩm Hồ vượt mặt, cho nên không cần biết ý đồ thực sự của Trương Khác là gì, bọn họ đều không hy vọng y thành công, chẳng lẽ mong bọn họ tác thành cho Trương Khác và Lý Hinh Dư. Lý Tại Thù vừa định bảo lái xe rời đi thì di động vang lên, thấy số điện thoại của nhà chú mình thì lấy làm lạ, sao vừa mới đi vài bước đã gọi cho mình rồi, nhưng chớp mắt cái đoán ra là Lý Hinh Dư gọi, do dự một lúc vẫn nhận máy, quả nhiên là giọng của Lý Hinh Dư. Anh giúp em liên hệ với Trương Khác được không? Em bị cha mẹ em theo dõi không thoát thân được, điện thoại trong phòng em bị hạn chế rồi, Park Yong Ah cũng bị cảnh cáo không được giúp em không thể hại cô ấy bị mắng vì em được, chỉ anh mới có thể giúp em thôi. Trương Khác không đến Seoul một mình, anh nghĩ y không đến đây vì em đâu. Lý Tại Thù trầm giọng nói. Xe còn chưa khởi động, rất yên tĩnh, Kim Nam Dũng nghe Lý Tại Thù thoái thác, mặt lạnh tanh, hắn cũng loáng thoáng nghe được giọng của Lý Hinh Dư trong điện thoại. Đó là giọng nói làm trái tim người ta tan nát. Trong lòng anh tự rõ quan hệ giữa em và Trương Khác thế nào. Lý Tại Thù nghiêm giọng nói, em an tâm đi Nhật Bản đi, nói không chừng anh cũng sắp bị điều tới Nhật Bản rồi. Giọng của hắn hoàn toàn không có chút ý tứ an ủi nào, nói xong cúp máy. Kim Nam Dũng thấy Lý Tại Thù ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ không muốn nói chuyện, hắn cũng im lặng ngồi trong xe. Bên ngoài có cô bé mặc váy đỏ tay cầm chiếc trong chóng mua từ quán bán rong nào đó tung tăng đi qua, nhìn khuôn mặt với nụ cười ngây thơ vô tả đó, trong lòng Kim Nam Dũng xúc động, từng có thời ấn tượng về Lý Hinh Dư khắc sâu trong lòng hắn chính là như thế, cô giống như một thiên sứ giáng trần, vô ưu vô lo. Sau khi Lý Hinh Dư lớn lên, cô rất ít cười, trừ dung mạo làm người khác choáng ngợp, cảm giác cô mang lại cho người ta là nhu nhược nghe lời, trước đó nghe Park Yong Ah kể, 2 năm ở Tokyo. Tâm tình Lý Hinh Dư luôn u uất, không có chút hy vọng nào vào tương lai, luôn lấy trách nhiệm với gia tộc để thuyết phục mình cắn răng sống tiếp. Không đi truy cứu kỹ quan hệ giữa Trương Khác và Lý Hinh Dư là gì, chỉ cần biết 2 năm qua ở kiến nghiệp, tinh thần cô rõ ràng khác trước nhiều, như một con chim nhỏ sổ lồng, có lẽ cô ấy tới giờ phát hiện ra đó là ảo tưởng, luôn có song sắt vô hình bao quanh, Lý Hinh Dư sao có thể thoát được. Phải rồi, nếu như vạch trần thân phận của tên đó, có khi phá hỏng chuyện của Cẩm Hồ. Lý Tại Thù đột nhiên hỏi. Kim Nam Dũng không trả lời câu hỏi đó, kỳ thực hiện giờ ở Samsung còn chưa ai dám đem Lý Hinh Dư ra làm đồ hy sinh, hắn không dám, Lý Tại Thù cũng không dám, thảo luận vấn đề này thật vô nghĩa. Đừng nghiêm túc thế, Lý Tại Thù cười lớn, tựa hồ trong lòng đã quét sạch mây đen khi từ nhà Lý Kiện Hy ra vậy, tôi nói đùa ấy mà. Nhưng nhìn nụ cười đeo trên mép hắn, Kim Nam Dũng nghĩ, chẳng lẽ hắn dám làm bại lộ chuyện đó ra thật? Dù sao nội bộ Samsung không ít người biết thân phận của Trương Khác rồi, chỉ cần hắn dứt khoát không thừa nhận tin tức do hắn làm lộ ra, Lý Kiện Hy cũng chẳng làm gì nổi. Nhớ lại nụ cười của cô bé như thiên sứ trong ký ức, Kim Nam Dũng chỉ biết thở dài. Từ hoàng hôn trời bắt đầu đổ mưa, mưa tí tách rơi trên lá cây Musa ngoài cửa sổ, những cây Musa này đều do cha cô sai người trồng lúc làm căn nhà này, thời thiếu nữ Lý Hinh Dư không hiểu. Cây Musa trồng ở Seoul không thích hợp, tới khi cô lớn lên rồi, bất giác hiểu được ý cảnh khi nghe tiếng mưa đêm rơi trên lá Musa, thầm nghĩ chắc cha mình trồng nó vì thế. Lý Hinh Dư nhìn thấy cha từ phía bên kia hành lang đi lại, cho rằng chuyện có cơ xoay chuyển, cô vội mở cửa phòng đi ra, không để ý tới vệ sĩ canh trước cửa, lấy dũng khí nói, ba ba, vì sao không cho con và Trương Khác gặp nhau? Quan hệ giữa con và anh ấy không giống như mọi người tưởng tượng. Nếu đã không có gì, gặp hay không cũng đâu có sao. Lý Kiện Hy giọng khô khốc nói, nếu như ném ông ta ra đường phố Seoul, có lẽ người ta coi ông ta là người trung niên bình thường bị gia đình và công việc làm không còn hy vọng gì vào cuộc sống,
là loại nam nhân nhân lúc người ta không chú ý sẽ nhìn trộm những cặp đùi nõn nà của các cô nữ sinh trên tàu điện ngầm. Đạo đối đãi với bạn bè mà ba dạy con vẫn còn nhớ mà. Lý Hinh Dư nói Ly Nhi, gần như chẳng phải để cha cô nghe được. Bạn à, Lý Kiện Hy ưỡn thẳng lưng lên, con biết phòng kế sách chiến lược phải tốn bao nhiêu công sức ngăn cản Cẩm Hồ mua nghiệp vụ LCD không? Bao nhiêu nỗ lực trước đó đều vì bông hoa Hàn Quốc và tình nhân người Trung Quốc mà hỏng hết, con xem đi, hiện giới truyền thông và người dân đang thảo luận cái gì. Anh ấy tuyệt đối không có ý như thế, Lý Hinh Dư quả quyết nói. Phòng kế sách chiến lược của Samsung là cơ cấu quyết sách hạch tâm của Samsung. Kim Sương Các của Hyundai và Phó Thất trưởng Phát cười nhạo ba có được cô con gái ngoan. Lý Kiện Hy nghiêm mặt nói, thân là con gái gia tộc, con phải biết, uẩn khúc chỉ là cái cớ. Người khác chỉ tin sự thực bày ra trước mắt. Ba cũng nghĩ như thế à? Lý Hinh Dư giọng chua chát. Lý Kiện Hy trầm ngâm một lúc rồi nghiêm giọng nói, tuổi trẻ phóng túng một chút không phải lỗi lầm gì quá đáng, sai là ở chỗ chìm đắm vào đó, không biết quay lại. Chuẩn bị sẵn sàng đi Tokyo đi, có uẩn khúc thì con đi giải thích với vị đó của nhà trí tá ấy. Ta vừa nhận được điện thoại của vị đó, người ta vừa từ Trung Quốc về Tokyo, mong con tới đó cho khuây khỏa. Con đừng làm chuyện gì khiến gia tộc thất vọng nữa. Nhìn bóng lưng cha biến mất trong mưa, Lý Hinh Dư cảm thấy tuyệt vọng, cô không ngờ cuối cùng vẫn bị cha mình lạnh lùng biết thành một quân cờ. Sự kiện xảy ra ở bữa tiệc làm giảm bớt sự chú ý của công chúng Hàn Quốc vào việc Cẩm Hồ mua nghiệp vụ LCD, dù sao không có phóng viên nào biết thân phận của Trương Khác, còn Samsung che đi còn không kịp, tất nhiên không tự bêu xấu mình. Chưa nói tới tổng bộ Samsung có suy nghĩ gì, ngay cả đám người Trương Á Bình, Tiêu Tấn Thành nghe nói Trương Khác đại náo bữa tiệc của Samsung, cũng hiểu lầm rằng y định chuyển hướng dư luận, hơn nữa hiệu quả vô cùng rõ ràng, có thể gọi là diệu kế. Chương 1330, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được hai. Đỗ Phi hiểu Trương Khác nhưng chẳng thể đứng ra giải thích giúp y được, có điều thấy để người khác nghĩ như thế cũng tốt, nếu không đám Đường Thanh mà biết được không biết sẽ nghĩ gì. Thực ra lúc này nếu như có ai đứng ra vạch trần thân phận của Trương Khác, truyền thông và công chúng sẽ chĩa mũi giáo vào Cẩm Hồ, dù hiệp nghị đạt thành, cơ quan liên quan của chính phủ Hàn Quốc vì sức ép công chúng sẽ đứng ra đặt thêm cản trở việc thẩm hạch hiệp nghị này. Nhưng lo lắng này không xảy ra, trong hai ngày Trương Khác, Trương Á Bình, Tiêu Tấn Thành tới đàm phán vòng cuối cùng, không có chuyện công nhân tụ tập thị uy xảy ra, tổng bộ Hyundai chỉ thu được thư thỉnh nguyện lác đác, không làm dao động ý chí của cao tầng. Tới ngày thứ ba hiệp nghị được nhanh chóng ký kết đồng thời phát ra thông báo công khai. Mặc dù hiệp nghị thu mua sản nghiệp kỹ thuật cao quy mô như thế cuối cùng phải cần chính phủ hai nước thẩm duyệt thông qua mới có hiệu lực, nhưng thực tế công chúng không có phản ứng quá khích, tránh xảy ra va chạm mậu dịch và tranh chấp ngoại giao giữa hai nước chính phủ Hàn Quốc chỉ coi như hành vi thương nghiệp bình thường, không gây thêm cản trở. Cho dù sự chú ý của giới truyền thông và công chúng bị chuyển rời, tập đoàn Ái Đạt vẫn phải mất 1,2 tỷ đô la Mỹ mua nghiệp vụ LCD của Hyundai, là vụ thu mua lớn nhất ở nước ngoài của một xí nghiệp Trung Quốc. Nên vẫn khiến dân chúng và chính phủ hai nước, trong thời gian Phó Bộ trưởng Bộ Kinh tế Hàn Quốc tới thăm, Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh lúc tiếp kiến còn đặc biệt thảo luận chủ đề này, làm bớt không ít áp lực của chính phủ Hàn Quốc. Hiệp nghị thu mua hoàn toàn trả bằng tiền mặt, năm ngân hàng thương nghiệp lớn của Hàn Quốc cung cấp cho Ái Đạt khoản vay thế chấp 600 triệu đô la Mỹ, tập đoàn Ái Đạt cần thêm 600 triệu nữa. Ngoại trừ tài sản cố định như công xưởng LCD. Tập đoàn Ái Đạt còn được quyền sử dụng tài sản vô hình như kỹ thuật LCD còn Hyundai triệt để rút khỏi nghiệp vụ này. Cùng lúc đó ở Kiến Nghiệp, trên bữa tiệc chiêu mộ đầu tư do Chính phủ Thành ủy Liên hợp tổ chức, Trần Tín Sinh đại biểu cho Ái Đạt tuyên bố Ái Đạt sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất màn hình LCD TFT đời 5 ở Kiến Nghiệp, kế hoạch đầu tư tới 1.2 tỷ. Trương Khác vốn không muốn công bố kế hoạch này vội như thế, nhưng ngày thứ hai tới Hàn Quốc được tin Đồng Giản Niên quan hệ mật thiết với hai nhà tạo ra. Giang ra khả năng tới Kiến Nghiệp thay La Quân làm bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp, nên tranh thủ trước khi La Quân đi công bố kế hoạch này, một mặt coi như quả tiễn chân La Quân, vì nó vẫn tính vào thành tích của La Quân, mặt khác là để lại đường lùi cho tương lai, nếu muốn điều chỉnh kế hoạch này sang nơi khác cũng chẳng cần ăn nói với bí thư Thành ủy mới. Sau bữa tiệc mừng công, Trương Khác về khách sạn, ngắm nhìn bóng đêm mê người, nhìn thành phố Seoul như biển đèn lung linh dưới chân, y chẳng hề có cảm giác ưu việt được đứng trên vạn chúng. Mà nghĩ thành phố này cũng có cả triệu người bình thường sống mê mang vì mục tiêu hoặc lớn hoặc nhỏ, bị dòng đời xô đẩy, cảm giác thật nhỏ bé, có lẽ Lý Hinh Dư cũng có cảm giác này. Trương Khác đứng im lặng nhìn ánh đèn đó lập lòe báo máy bay né tránh ở tòa nhà cao tầng đối diện,
Phó Tuấn đi tới đưa di động cho y, nói, điện thoại của giám đốc Diệp. Tạm thời gạt nỗi nhớ Lý Hinh Dư qua một bên, Trương Khắc nhận điện thoại, sao giờ này lại còn nhớ tới tôi mà gọi điện tới. Nói cho cậu một tin tức tốt, Diệp Kiến Bân hưng phấn nói, trên cuộc họp thường vụ của Ủy ban chứng giám, có người đề xuất giao ban ngành hữu quan lập án điều tra vi phạm của Hải Túc. Đề nghị này bị gác qua một bên, nhưng nó phát ra một tín hiệu mạnh mẽ, cuối cùng có người muốn đứng ra đối đầu với Nghiêm gia. Cậu thấy liệu có thể là Đồng Giản Niên không? Người thèm khát ghế bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, muốn lấy sản nghiệp phần mềm của Hải Túc ra đả kích Tiêu Minh Kiến, không phải chỉ mình Đồng Giản Niên đâu, chúng ta đứng bên cạnh mà xem là được. Diệp Kiến Bân cười ha hả, cậu đúng là đồ vô lương tâm, nói chuyện cứ như không liên quan gì tới mình, chẳng phải do cậu gây ra chuyện này sao? Trương Khắc chỉ đáp lại bằng một tiếng cười, cuộc đời đôi khi như ván cờ, đôi khi chỉ cần chen vào phá quấy một chút là có thể lui ra ngoài làm người bàng quan rồi. Y tán gẫu với Diệp Kiến Bân rồi cúp điện thoại, hình ảnh của Lý Hinh Dư lại hiện lên trong lòng, chuyện này không thể đợi được nữa, cầm lấy áo khoác, bảo Phó Tuấn chuẩn bị xe, y muốn đi một chuyến. Điện thoại của Park Yong Ah, Trương Khắc sắp đi thì Đỗ Phi đi vào, đưa cho y một tờ giấy ghi số điện thoại ở Hàn Quốc, Trương Khắc bận xử lý công việc. Còn Đỗ Phi tới Hàn Quốc thuần túy là vì giúp Trương Khắc xử lý chuyện của Lý Hinh Dư, tao hẹn gặp cô ấy nhưng bị từ chối, mày thử gọi xem sao. Park Yong Ah, Park Trinh Nhi, là con gái của Park Hạc Thù, địa vị Park Hạc Thù ở Samsung tương đương với địa vị của Trần Tín Sinh ở Cẩm Hồ. Park Yong Ah đồng thời cũng là bạn thân của Lý Hinh Dư, Trương Khắc từng gặp cô hai lần ở Bắc Kinh và Kiến Nghiệp. Trương Khắc ngồi xuống ghế sofa, nhìn số điện thoại bấm máy gọi tới, bên kia truyền lại giọng nữ quen thuộc. Xin chào, tôi là Trương Khắc, lần này tôi tới Seoul là để gặp Hinh Dư, xin cô đừng vội cúp điện thoại, tôi không làm khó cô nhờ liên lạc với Hinh Dư thay tôi chỉ mong trước khi tôi gặp được Hinh Dư, cô có thể ở bên cô ấy nhiều hơn, tôi lo tâm tình của cô ấy không ổn định. Năm kia gặp Hinh Dư ở Tokyo, tôi cũng có cảm giác này, một cảm giác rất tệ, cho nên tôi mới tới Seoul, không ngờ gây ra chuyện lớn như thế. Seoul cuối thu mưa rơi rả rích, cũng giống mùa mưa ở Hải Châu. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên ngóc xe, Trương Khắc mắt nhìn bên ngoài, trong mưa là trạch viện của Lý gia, ánh đèn trong ngoài sân chiếu màn mưa đêm bóng như lụa, tường trắng ngói đen, nhìn qua ngăn cách của tường bao là hàng trúc xanh mướt, từng góc kín có thể thấy camera an ninh đang mật thiết theo dõi từng động tĩnh xung quanh, trước cửa không một bóng người, cứ như cái nhà tù. Phó Tuấn và phiên dịch đội mưa tới cửa nói vào máy, giao thiệp với người trong nhà, một lúc sau quay về báo cho Trương Khắc, bên trong nói Lý Kiện Hy đã ngủ rồi. Trương Khắc không nói gì, xé một tờ giấy viết vài dòng, giao cho Phó Tuấn, anh bảo người bên trong giao cho hội trưởng Lý. Phó Tuấn nhận tờ giấy, lại đội mưa chạy tới cổng, nương ánh đèn trước cửa, chỉ thấy trên tờ giấy viết, Cẩm Hồ tự có cách thức đường đường chính chính vượt qua Samsung, hôm nay tôi lấy thân phận vãn bối bái phỏng tiến bối trong nghề, hội trưởng Lý muốn ngày sau gặp lại lạnh lùng đối diện với nhau sao. Phó Tuấn là một trong số trợ thủ chủ yếu của Trương Khắc, biết rất nhiều chuyện bí mật trong nội bộ Cẩm Hồ. Nhưng lần đầu tiên thấy Trương Khắc nói có lòng tin vượt qua Samsung, có lẽ có dụng ý khích tướng trong đó. Hắn cũng chẳng biết Lý Kiện Hy có biết tiếng Trung hay không, tránh người không liên quan thấy được nội dung này, không cho cả phiên dịch xem, gấp tờ giấy lại, tuy nội dung bên trong nói ra cũng chẳng có cơ mật thương nghiệp gì, nhưng nếu bị người hiếu sự tiết lộ ra vẫn gây nên sóng gió dư luận. Phó Tuấn giao tờ giấy cho vệ sĩ trong cửa, nhờ hắn đưa cho Lý Kiện Hy, việc bảo ông ta ngủ rồi hoàn toàn là lời lẽ lừa trẻ con lên ba. Chương 1331, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được ba. Đợi ở bên ngoài chừng 15 phút, lần này tới cổng chính ngoài vệ sĩ trước đó có thêm một cô gái trẻ, dung mạo tú lệ, mặc váy bó xanh, tay cầm ô, tựa hồ là trợ thủ của Lý Kiện Hy, chỉ đồng ý cho Trương Khắc vào. Chẳng phải là lo lắng gì, chỉ là với thân phận của Trương Khắc hiện tại, đối đãi với y như thế đã là rất mất lịch sự. Các anh đợi ở ngoài xe đi, tôi vào một mình. Trương Khắc không phải là người so đo những chi tiết vụn vặt này, bảo mọi người đi cùng một tiếng rồi xuống xe, nữ trợ thủ của Lý Kiện Hy đi tới cầm ô che mưa cho y. Đi qua cổng, phát hiện đình viện bên trong rất rộng, con đường trải nhựa quanh co xuyên qua thảm cỏ xanh mượt. Nữ trợ thủ xuất phát từ lễ tiết đi sau Trương Khắc nửa bước, cô ta rất tò mò, chàng trai trẻ tới từ Trung Quốc gần đây gây ra biết bao rắc rối cho Samsung và Lý gia, chính là người sáng lập của Cẩm Hồ sao. Cho dù Samsung thực sự quật khởi trong tay hội trưởng, có điều cũng dựa trên căn cơ chắc chắn hội trưởng trước đã qua đời lập nên, đã gần 40 năm lịch sử rồi,
Cẩm Hồ mới chỉ có 6 năm phát triển. Dẫn Trương Khác tới phòng tiếp khách, nữ trợ thủ khép cửa lại, cung kính ngồi đợi bên ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Trong lòng hội trưởng Lý tự biết, nhiều năm qua rồi chênh lệch giữa Hàn Quốc và các quốc gia phát triển không có gì thay đổi, trong khi đó bước chân Trung Quốc đuổi theo sau ngày càng nhanh, 10 tới 15 năm sau, sản nghiệp Hàn Quốc đang dựa vào có khả năng thu hẹp, sự sốt ruột này chẳng lẽ tới mức khiến hội trưởng Lý lấy cả Thiên Kim tiểu thư ra làm quân cờ để hóa giải. Nữ trợ thù lè lưỡi, thanh niên này đúng là không nể nang gì cả, y cho rằng có thể nhìn thấu nội tâm của hội trưởng sao. Lại dám chêm chọc hội trưởng thực ra không đủ tự tin. Có lẽ hội trưởng sẽ đuổi y ra ngài. Tôi là bạn của Hinh Dư, hội trưởng Lý là cha của Hinh Dư, có lẽ chúng ta có thể lấy thân phận này tiếp tục giao lưu với nhau. Reng reng reng, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, giống như trong bóng đêm âm u đột ngột có hồn ma trắng ẩn xuất hiện trước cửa sổ, nữ trợ thủ giật mình, thiết chút nữa thét lên, tiềm thức cảm thấy cú điện thoại này sẽ mang tới tin tức chẳng lành, cầm vội lấy điện thoại. Nghe đối phương nói vội vàng mà lắp bắp, ngồi bật dây, cầm điện thoại đẩy cửa vào trong, nói với Lý Kiện Hy, hội trưởng, tiểu thư. Kéo cả điện thoại trên bàn rơi xuống đất, gây ra tiếng động lớn, khiến vệ sĩ bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra ùa cả vào. Lý Kiện Hy sắc mặt nặng nề nhợt nhạt, tay cầm điện thoại, tay chỉ vệ sĩ xông vào, chuẩn bị xe. Hình Dư sao rồi, Trương Khác nhìn vẻ mặt của Lý Kiện Hy và nữ trợ thủ, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, lòng nóng như lửa đốt. Lý Kiện Hy không nói không rằng cầm lấy áo đi ra ngoài, đã có xe đợi trước sân, ông ta và trợ lý vào xe, vệ sĩ ngăn cản Trương Khác đi theo, xe khởi động rồi cửa mới mở ra, nữ trợ thủ đi xuống nói với Trương Khác, tiểu thư đêm nay ở trong nhà tại Hán Nam Động Miếu Hương Nương. Vốn định sáng mai bay sang Tokyo. Trương Khác cách cửa xe nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Lý Kiện Hy, người run lên, chẳng lẽ cuối cùng vẫn không thay đổi được số phận của cô ấy. Một cơn đau không kiềm chế nổi trào dâng trong lòng. Cho dù vào lúc này rồi Lý Kiện Hy vẫn không cho Trương Khác đi cùng xe, ông ta vẫn lo có thể khiến giới truyền thông để ý. Giọt mưa lớn dần, Trương Khác chạy theo sau xe Lý Kiện Hy, ra ngoài cổng chính, Phó Tuấn và Đỗ Phi thấy có xe đi ra, tiếp đó Trương Khác đội mưa chạy như bay, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đi theo hai chiếc xe kia, tới Miếu Hương Nương, Trương Khác lao vào trong xe như cơn gió, gấp gáp giục lái xe. Thấy Phó Tuấn và Đỗ Phi kinh hãi nhìn mình, yếu ớt nói, Hinh Dư xảy ra chuyện rồi. Cả hai đều không sao tin được, cô gái xinh đẹp hiền lành ấy mấy tháng trước còn tùy mị cúi mình chào họ nói sau mùa thu gặp lại, vậy mà đã xảy ra chuyện gì rồi. Mặc dù Trương Khác trước khi tới Seoul đã nói với họ rằng y có dự cảm này, nhưng bọn họ không nghĩ thế, trong mắt bọn họ, cho dù Lý Hinh Dư có phải sống kìm kẹp, cô cũng vẫn vui vẻ. Xe Trương Khác bám sát hai chiếc xe phía trước. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, rơi rào rào trên nóc xe, làm không gian tràn ngập không khí bi thương tuyệt vọng, ánh đèn xe lấp loáng, đèn đường đỏ sẫm, cùng ánh sáng phát ra từ những căn nhà không đủ xua đi bóng tối trên đường, bóng tối trong lòng người. Chớp mắt cái đã tới chung cư Miếu Hương Nương, Trương Khác theo Lý Kiện Hy vào thang máy, trước cửa căn hộ nhìn thấy Park Yong Ah ôm mặt khóc, còn cả mấy vệ sĩ mặt mày u ám cúi gằm xuống. Park Yong Ah nhìn thấy Trương Khác tới, khóc lóc nói. Nhận được điện thoại của anh, tôi do dự rất lâu mới tới thăm Hinh Dư, tôi không nên do dự lâu như thế. Trương Khác tim như có ai cào cấu, không nghe hết câu đã lao thẳng vào căn hộ, nhưng bị hai vệ sĩ chặn lại. Anh ấy là bạn của Hinh Dư, Park Yong Ah hét lên với đám vệ sĩ, đám khốn kiếp các ngươi xéo đi. Đám vệ sĩ do dự, nhưng vẫn không cho Trương Khác vào, giữ chặt lấy y, nữ trợ thủ đi ra, bảo vệ sĩ buông tay, nói với Trương Khác. Hội trưởng mời anh vào. Trương Khác chẳng để ý tới phép lịch sự, chạy vào trong, ở phòng khách xa hoa có một bác sĩ mặc áo blue trắng, đang ngồi trước bàn viết cái gì đó. Khi y vào, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào y, một phụ nữ Hàn Quốc lặng lẽ khóc, Lý Kiện Hy nhìn về phía phòng ngủ, ý bảo Trương Khác tự đi vào. Vào trong phòng ngủ, toàn thân Lý Hinh Dư cuốn trong thảm, nước thấm ra ngoài, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt trắng bệnh như xác chết, mắt nhắm nghiền, ở cổ có vết hằn đỏ hết sức bắt mắt. Tích tắc mặt đất dưới chân như sụp đổ, lòng thầm cầu khẩn, đừng, đừng. Lý Hinh Dư nghe tiếng động, mở mắt ra, khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện nụ cười, sao anh lại khóc? Đồ ngốc, anh lo em làm chuyện dại dột, Trương Khác không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình ra sao nữa, cũng chẳng biết nước mắt mình chảy ra từ bao giờ nữa, đưa tay lên lau thế nào cũng không ngăn lại được. Ngồi xuống đi, em lau cho anh. Trương Khác đi tới bên giường, chân mềm nhũn ngồi xuống.
tinh thần vẫn còn hết sức thảng thốt chưa định thần lại được. Lý Hinh Dư cửa mình muốn ngồi dậy, chỗ cổ bị siết đau dữ dội, Trương Khác liền ghé mặt tới, từng giọt nước mắt rơi xuống vết thương trên cổ cô. Được rồi, đừng khóc nữa. Lý Hinh Dư đưa tay vuốt má Trương Khác, lúc đó em cảm giác sắp chết rồi, xung quanh tối om, trong đầu chỉ có mỗi anh thôi, rồi Yong Ah xông vào. Vì còn có anh, em thấy mình không thể chết, em muốn bỏ dậy từ bồn tắm. Trông mọi người hoảng hết cả lên. Nhìn khuôn mặt cực kỳ nhu nhược của Lý Hinh Dư, nghe cô dùng giọng nới hời hợt kể lại chuyện, lòng Trương Khác vừa đau vừa thương, đưa tay đặt lên cổ cô, khẽ sờ vết thương, hỏi, đau không? Không đau nữa rồi, Lý Hinh Dư nói thế, nhưng mặt nhăn lại, rõ ràng đau vô cùng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ với Trương Khác. Trương Khác ngồi trong phòng nói chuyện với Lý Hinh Dư, rất lâu sau cửa phòng bị bên ngoài đẩy ra, Trương Khác quay đầu lại nhìn, vợ chồng Lý Kiện Hy đi vào, Lý Hinh Dư quay mặt đi. Thấy con gái không thèm nhìn mình, Lý Kiện Hy chỉ biết thở dài, không nhìn Trương Khác, mắt chỉ nhìn vào vết thương đáng sợ trên cổ con gái, im lặng một lúc mới nói, ba không ép con đi Tokyo nữa, chỉ yêu cầu con một việc duy nhất, con không thể về Trung Quốc. Ông ta đứng đợi hồi lâu, thấy Lý Hinh Dư không chịu quay lại nhìn mình, vỗ tay vợ rồi đi ra ngoài. Chương 1332, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được bốn. Một lúc sau, Phó Tuấn và Đỗ Phi cùng bác Yong Ah đi vào, Phó Tuấn báo với Trương Khác, đã hỏi qua bác sĩ, vết bầm trên cổ mấy ngày nữa sẽ tự tan đi, có thể dùng ít thuốc xoa, tôi đã sai người đi mua. Hội trưởng Lý đã ngồi xe đi rồi. Phó Tuấn chỉ nói đến đó rồi nhìn ra ngoài phòng khách, Trương Khác hiểu, Lý Hinh Dư bất kể ở lại Hàn Quốc hay tới Trung Quốc, ảnh hưởng đều rất lớn, an bài cho cô ra sao, hiện đều do Trương Khác quyết định. Ba đã hiến dâng tất cả cho Samsung rồi, em không trách ba, chỉ trách bản thân em không đủ kiên cường thôi. Lý Hinh Dư lúc này mới nhắc tới cha mình, nhịn đau ngồi dậy. Về khách sạn trước nhé. Trương Khác không biết an ủi cô ra sao, chỉ ôn nhu nói, lần này gây ra phong ba dư luận lớn như thế, nơi ở của Lý Hinh Dư tại Seoul đã thành đối tượng đám phóng viên bám sát, chỗ này chỉ tạm thời chưa bị bại lộ mà thôi. Căn phòng y ở tại Seoul có thang máy chuyên dụng thông tới thẳng bãi đỗ xe, có thể không cần phải lo phóng viên đeo bám, với Lý Hinh Dư lúc này cần nhất là một hoàn cảnh yên tĩnh, không bị quấy nhiễu. Bảo Lý Hinh Dư ngồi trên giường chỉ dẫn, Trương Khác và Park Yong Ah lấy vật phẩm cá nhân cùng các loại giấy tờ của cô cho hết vào vali, rồi ra ngoài để Park Yong Ah thay đồ cho cô, sau đó mọi người cùng lên xe về khách sạn. Sau khi tới khách sạn, Park Yong Ah nhận được một loạt điện thoại, nói xe của cô ở ngoài chung cư Miếu Hương Nương đã bị phóng viên phát hiện, tiếp đó xe cấp cứu cùng 4 chiếc xe cao cấp xuất hiện khiến đám phóng viên đổ tới đó, chỉ cần bọn họ tiếp tục điều tra, sẽ có thêm nhiều manh mối bại lộ, chỉ e ngày mai thôi sẽ có một lượng tin tức lớn tung ra. Giới truyền thông không tìm được tung tích của Lý Hinh Dư sau khi về nước, Park Yong Ah liền trở thành đối tượng trọng điểm bị theo dõi, vì tránh gây ra thêm chuyện thị phi, Park Yong Ah thừa lúc phóng viên chưa phát hiện cáo từ rời đi. Dù cô vẫn còn chưa yên tâm về tình hình của Lý Hinh Dư. Với đám phóng viên có đề phòng đến đâu cũng không đề phòng hết được, chỉ cần lộ ra chút ít sơ hở là đủ bọn họ kéo nhau tới rồi. Trương Khác không dám chắc khi bọn họ rời khỏi chung cư có bị phóng viên phát hiện ra không, chuyện cấp bách hiện nay là để Lý Hinh Dư rời khỏi Seoul, rời khỏi thành phố mà cô xuất hiện sẽ khiến mọi ánh mắt chăm chăm nhìn vào này. Ngoại trừ Seoul ra chỉ còn Tokyo và Kiến Nghiệp là hai thành phố Lý Hinh Dư quen thuộc. Lý Kiện Hy trước lúc đi vẫn lo chuyện Lý Hinh Dư cùng người tình Trung Quốc sẽ tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng với Samsung, tuyên bố rõ phản đối cô tới Trung Quốc. Thực ra thì Tokyo hay Kiến Nghiệp thì cũng như nhau cả, Lý Hinh Dư tới Tokyo cũng bị giới truyền thông theo dõi, hơn nữa cô cũng chẳng thích gì Tokyo. Trương Khác đau đầu, muốn hỏi Lý Hinh Dư xem cô thích ở đâu, Lý Hinh Dư thích thành phố nào chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải có người chiếu cố, không thể để cô lẻ loi ở một nơi nữa. Lại cảm thấy hỏi cô vào lúc này có hơi tàn khốc, thôi thì đợi thời cơ thích hợp hãng nói cũng được. Kem xoa vết bầm được mang tới, Trương Khác cầm lấy, tự mình xoa lên vết thương trên cổ Lý Hinh Dư. Một lúc sau Phó Tuấn gỗ cửa đi vào, Trương Khác thấy tay hắn cầm di động, nói, còn chuyện gì nữa, không phải bảo anh nói là tôi ngủ rồi sao? Giám đốc Địch gọi từ Perth, Đỗ Phi nói nhỏ, nói khi nào cậu thuận tiện thì gọi điện lại cho cô ấy. Trương Khác nhìn điện thoại di động đặt chế độ rung của mình trên bàn, không thấy có cuộc gọi nào, thầm lấy làm lạ sao Địch Đan Thanh không gọi thẳng vào máy mình. Giám đốc Địch hỏi một số chuyện ở Seoul, Phó Tuấn giải thích. Tôi gọi điện cho cô ấy ngay đây,
Trương Khác thầm nghĩ chẳng lẽ Địch Đan Thanh ngửi được điều gì nên ghen sao? Nhìn Phó Tuấn đi ra, cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng cú điện thoại này không thể không gọi. Cậu lo tôi ghen tuông đòi một khóc hai quấy ba treo cổ chứ gì? Địch Đan Thanh ở đầu kia điện thoại trêu, tôi đã nhận ra chuyến đi Seoul này của cậu không ổn mà, nên gọi điện cho anh Phó trước, đưa cô ấy tới Perth đi. Hay là để tôi nói chuyện với Hình Dư? Trương Khác cảm thấy nhu tình tràn ngập cõi lòng, Perth đúng là chỗ thích hợp nhất, trừ khoáng nghiệp ra thì rất ít liên hệ với bên ngoài, giới truyền thông nơi đó không chú ý mấy tới Cẩm Hồ và Samsung. Một điều nữa, Lý Hình Dư và Vệ Lan, Địch Đan Thanh đều không xa lạ gì, đưa cô tới đó sẽ không lo cô đơn, nhưng Địch Đan Thanh không chủ động nhắc tới, y không thể đưa Lý Hình Dư tới đó. Lý Hình Dư nghi hoặc nhìn Trương Khác đưa di động cho mình, nhận lấy nói chuyện với Địch Đan Thanh một hồi, trước khi cúp máy còn hỏi Địch Đan Thanh có muốn nói chuyện với Trương Khác nữa không thì phía bên kia đã dứt khoát cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn Trương Khác, nói, đưa em tới Perth đi. Ừ, Trương Khác gật đầu, nơi đó có cô gái hiểu lòng người như Địch Đan Thanh, tin rằng có thể giúp Lý Hình Dư nhanh chóng quên đi chuyện không vui, anh sẽ lập tức sai người an bài, chúng ta cùng tới Perth. Ngừng một lúc hỏi thêm, đêm nay muốn anh ở lại đây với em không? Lý Hình Dư lý nhí đồng ý, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích, Trương Khác cởi giày ra, lên giường, ngồi dựa vào thành giường, để Lý Hình Dư gối đầu lên ngực mình, tay ôm lấy hồng y an tâm nằm ngủ, dung nhan cô trong bóng đêm u ám vẫn đẹp vô ngần. Trương Khác chẳng biết mình ngẹo người nằm xuống giường ngủ mất lúc nào, cảm giác có vật gì đó mềm mại chạm vào môi mình, mở mắt ra trời đã sáng, đôi mắt xinh đẹp đáng yêu của Lý Hình Dư ở ngay trước mắt, cô thấy Trương Khác đã tỉnh cũng chẳng hoảng sợ thẹn thùng trốn tránh, mà chăm chú nhìn mắt y, hôn anh một cái, cảm thấy bao ưu phiền trong lòng đều tan biến hết cả. Trương Khác ôm mặt Lý Hình Dư, khẽ hôn lên cặp môi hồng cực kỳ mềm mại của cô, nghe thấy phòng khách tầng dưới có tiếng nói chuyện của Tiêu Tấn Thành và Trương Á Bình. Vỗ nhẹ lên má Lý Hình Dư rồi ngồi dậy, chẳng đánh răng rửa mặt gì đã ra khỏi phòng, đứng ở hành lang tầng 2 nhìn xuống phòng khách hỏi, sao sáng sớm thế này đã tới rồi? Đã 10 giờ rồi, trời âm u, sắp có mưa to, nhìn bên ngoài không nhận ra. Tiêu Tấn Thành giơ đồng hồ đeo tay cho Trương Khác xem, buổi chiều Khác thiếu gia sẽ rời Seoul à? Trương Khác thấy ngoái cửa sổ trời lờ mờ, tưởng chưa sáng hẳn, không ngờ đã 10 giờ rồi. Mấy ngày qua vì chuyện Lý Hình Dư nên chẳng được một giấc ngủ ra hồn, hôm qua là giấc ngủ ngon nhất, chẳng mơ mộng gì, nên chẳng biết ngủ lâu như thế, hỏi Phó Tuấn, chiều có máy bay đi Perth không? Phải tới Sydney trước rồi mới có chuyến bay sang Perth, Phó Tuấn trả lời. Đỗ Phi ở dưới lầu ngẩng lên nói, tao về kiến nghiệp đây, còn cả đống chuyện đang đợi. Trương Khác nhớ ra mình cũng có cả đống chuyện đang đợi xử lý, nhân tuyển bí thư thành ủy kiến nghiệp có thể xác định bất kỳ lúc nào. Còn chuyện Hải Túc nữa, có đứng sau đẩy một phát không sẽ khiến kết quả hoàn toàn khác nhau, nhưng lúc này quan trọng nhất là đưa Lý Hình Dư sang Perth đã. Cuối thu ở Seoul trời đã se se lạnh, nhưng Perth ở Nam bán cầu lại đúng vào mùa xuân, tuy hơi hanh khô, nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn ở Seoul ẩm ướt làm người ta ngột ngạt. Địch Đan Thanh và Vệ Lan ra tận sân bay đón, chuyện xảy ra ở Seoul cả hai cô đều ý biết, Lý Hình Dư quấn một chiếc khăn lụa sáng màu trên cổ, che đi vết thương. Bất kể thế nào giữa mọi người đều có chút cẩn thận dè dặt, Lý Hình Dư không biết Địch Đan Thanh và Vệ Lan có thực sự muốn giữ cô lại Perth hay không, còn hai cô gái thì không biết trong lòng Lý Hình Dư còn bao nhiêu mây đen chưa xua tan được, chỉ sợ nói gì lỡ lời kích thích cô. Nhưng sự cẩn thận đó tới bữa cơm thì hoàn toàn tan biến, Lý Hình Dư ăn cơm chẳng may làm đổ lọ hạt tiêu, bị mùi hạt tiêu bay vào mũi làm hắt hơi liên tục, kết quả khiến hai cái cúc áo trước ngực bị bung ra, một cái bắt trúng mặt Trương Khác. Một cái rơi vào trong bát y, Lý Hình Dư thét lên, hai tay ôm lấy ngực ngồi sụp xuống đất cười xấu hổ, làm cả hai cô gái bật cười lại đều phì cười. Tại nạn kiểu này đúng là độc nhất vô nhị. Chương 1333, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được năm. Vào mùa thu, lá sồi cứ như bị một bó lửa châm vào vậy, đứng ở bờ Bắc Yến Quy Hồ dõi mắt nhìn sang bờ đối diện, vườn sồi như một hải dương màu đỏ, đây là phong cảnh đẹp nhất mùa thu ở kiến nghiệp. 4 năm trước khi tôi vừa tới kiến nghiệp cũng đứng đây nhìn xuống núi, khi đó chẳng có cảnh nào đẹp để ngắm cả, nước hồ thì vàng đục, bọt trắng nổi lềnh phềnh, khu dân cư công xưởng lộn xộn, còn có hai cái ống khói lớn phun khói đen lên trời, lúc đó hạ quyết tâm chỉnh đốn thì rất dễ, thế nhưng lúc thi hành, dính líu tới đủ mọi chuyện, mới biết quyết tâm dễ, làm thì lực cản trùng trùng. La Quân chống nạnh đứng ở sườn núi phía bắc, cảm khái vạn phận, 4 năm trước không thể ngờ có cảnh đẹp hiện giờ, làm tôi thật không muốn rời khỏi nơi này.
Trương Khắc mỉm cười, sau khi y từ Perth về, động tác điều chỉnh của TW với kiến nghiệp nhanh hơn rất nhiều, ngày tháng của La Quân ở kiến nghiệp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vương Duy Quân cười nói, cảnh đẹp trước mắt chưa chắc nỡ để bí thư La đi. La Quân lắc đầu, anh có thể ở lại kiến nghiệp, còn có thể tiếp tục phấn đấu vì thành phố này, đừng chế nhạo người sắp rời đi nữa. Rồi vỗ vai Diêu Văn Thịnh, các cậu hãy nỗ lực vì thành phố này, chúng ta đã hạnh phúc hơn tuyệt đại đa số mọi người rồi, trăm năm cuộc đời, phải để lại chút dấu vết, đó là điều đáng trân trọng. Tiếc là một số kẻ không bao giờ hiểu được. Trương Khắc biết La Quân nói tới đám người Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh. Cậu có muốn gặp Đồng Giản Niên một lần không? Đột nhiên La Quân đổi đề tài, nói với Trương Khắc, cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Trương Khắc trầm ngâm, chắc gì Đồng Giản Niên đã muốn gặp tôi. Sau khi La Quân rời kiến nghiệp, Cẩm Hồ không thể yêu cầu hoặc cự tuyệt ai tới kiến nghiệp thay thế La Quân, mặc dù chưa có tin tức chắc chắn, nhưng khả năng Đồng Giản Niên tới kiến nghiệp là lớn nhất. La Quân sợ Trương Khắc còn trẻ bồng bột, ông ta hiểu rõ quan viên trong nước có khí độ như Từ Học Bình, Lý Viễn Hồ không nhiều. Đồng Giản Niên lại có quan hệ mật thiết với Giang Mẫn Chi, cho dù lúc này bề ngoài Cẩm Hồ và Giang Mẫn Chi vẫn chung sống hòa bình, nhưng bên trong quan hệ căng thẳng, nếu Đồng Giản Niên tới kiến nghiệp liên hợp với Giang Mẫn Chi, sẽ có khả năng áp chế Cẩm Hồ. Quan trọng là lúc này không nắm chắc được 100% có thể đá Tiêu Minh Kiến khỏi kiến nghiệp, như thế Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh thêm vào Giang Mẫn Chi, Đồng Giản Niên thành một cục diện rất tệ cho Cẩm Hồ. La Quân ngẫm lại thấy nghi ngại của Trương Khắc cũng có lý. Đồng Giản Niên chắc đã hiểu thấu nội tình Đông Hải, cũng có lẽ ông ta sẽ cho rằng giao hảo với Cẩm Hồ không đem lại lợi ích gì cho mình, tất nhiên thái độ với Cẩm Hồ sẽ lãnh đạm, mặt khác tiếng tăm của Đồng Giản Niên không được tốt lắm, nếu được lựa chọn, La Quân không muốn Đồng Giản Niên tới kiến nghiệp thay thế mình. Ngồi trên núi một lúc, La Quân và Vương Duy Quân ngồi xe rời đi, Diêu Văn Thịnh xem đồng hồ nói, máy bay của Dịch Hinh sắp hạ cánh rồi, tôi phải ra sân bay đón cô ấy. Cậu còn chuyện gì phải xử lý không? Tôi đi cùng anh ra sân bay vậy, như thế thể hiện thành ý hơn một chút. Trương Khắc cười nói. Trong thời gian Trương Khắc tới Perth, Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh đã về Bắc Kinh tổ chức hôn lễ, mặc dù hai nhà cố Dịch đều có ý làm đơn giản, nhưng Trương Khắc là khách phải mời, còn nhận lời làm phù rể cho Diêu Văn Thịnh, nhưng có chuyện đột xuất vắng mặt, Mông Nhạc khẩn cấp thay thế vị trí cho y. Trương Khắc giải thích là tới Hàn Quốc tham dự đàm phán, không thể bỏ thời gian ra tham dự hôn lễ được. Lời giải thích này với người khác có hơi khiên cưỡng, nhưng Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh biết một vài chuyện cho nên không oán trách gì. Tranh thủ Trương Khắc ở kiến nghiệp, chuyến bay của Dịch Hinh cũng dừng ở kiến nghiệp 2 ngày, hai bọn họ quyết định hôm nay tổ chức tiệc bù, ở bên kiến nghiệp có rất nhiều người không thể tham gia hôn lễ của họ. Ngẩng đầu nhìn tà dương trên đỉnh núi, trước bữa tiệc chẳng làm được việc gì nữa, Trương Khắc liền cùng Diêu Văn Thịnh cùng tới sân bay, xuống núi vừa vặn Tôn Tĩnh Mông gọi điện tới tìm y, liền đưa cô đi cùng. Chị Dịch phải nên vui mừng, may mà phù rể tôi vắng mặt, chứ là tân lang vắng mặt thì chỉ có nước khóc. Từ sân bay ra, Trương Khắc đùa với Dịch Hinh. Phù rể có thể thay thế, nhân tuyển thay thế tân lang còn nhiều hơn, anh ấy có gan cứ vắng mặt cho bà đây xem nào. Dịch Hinh khinh bỉ nhìn Diêu Văn Thịnh, rồi hỏi Trương Khắc, nghe đồng nghiệp chuyến bay Hàn Quốc kể, ngày hôm đó báo chí Hàn Quốc hôm đó thật náo nhiệt, cái gì mà bông hoa Hàn Quốc, cái gì mà người tình Trung Quốc, so với tiểu thuyết Quỳnh Giao còn đặc sắc hơn. Tôi còn bảo đồng nghiệp mang mấy bản tiếng Anh báo Hàn Quốc về, anh muốn xem không? Trương Khắc biết bà cô này không đắc tội nổi, thấy Tôn Tĩnh Mông quay đi muốn lấy báo xem, y ngồi im tại chỗ không dám ho he gì nữa. Dịch Hinh hiển nhiên không muốn buông tha cho Trương Khắc, ghé tới sát mặt y, hôm đó anh ở Hàn Quốc, có tin gì chi tiết hơn báo muốn khoe không? Sau khi anh rời Hàn Quốc, sao lại đột nhiên đi sang Úc? Nếu là cơ mật thương nghiệp thì coi như tôi chưa hỏi. Hẳn là không có bí mật gì để giấu đâu nhỉ. Tôn Tĩnh Mông ngẹo đầu gườm gườm nhìn Trương Khắc, nếu có tật giật mình thì thôi vậy. Nghe Tôn Tĩnh Mông nói vậy, Dịch Hinh ngồi ghế sau cười lớn. Trương Khắc chỉ cảm thấy sống lưng dần dợn, chuyện y an bài Lý Hinh dự ở Perth chưa nói với người liên quan, chuyện này khó ăn nói, định kéo dài ngày nào tốt ngày đó, nhưng khứu giác của mọi người quá nhạy, chưa nói Tôn Tĩnh Mông, ngay người ngoài cuộc với Dịch Hinh cũng thấy bất thường. Di động vang rất đúng lúc. Trương Khắc thở phào, thầm cảm ơn người phát mình ra điện thoại di động, y được nó cứu thoát chết nhiều lần rồi, nếu không giọng Tôn Tĩnh Mông nhìn tựa ngọt ngào, nhưng ánh mắt ẩn chứa sát khí làm y ngạt thở. Cũng phải nói là y được điện thoại cứu nhiều lần cũng vì y nhiều lần đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm thôi, người thường có ai, lắm tội, như thế đâu mà cần điện thoại cứu.
Trương Khác lấy di động ra, thấy điện thoại của Thời Học Bân không khỏi thất vọng, cho rằng hắn chẳng giải vây được cho mình, người vẫn quay sang bên, làm ra vẻ cuộc điện thoại quan trọng lắm, có chuyện gì, sao tìm tôi vào lúc này? Ý là sao không đợi tới khách sạn hãng nói, vì Diêu Văn Thịnh cũng mời Thời Học Bân và bạn gái, nhưng nghe như kiểu có chuyện gì ghê lắm vậy. Vừa rồi Vương Hải Thúc gọi điện vào di động của tôi vừa bắt máy chưa kịp nói đã cúp máy, tôi liền gọi lại, điện thoại chỉ kêu 2 tiếng rồi tắt. Tôi thấy chuyện này có vấn đề, Thời Học Bân ở đầu kia nói. Vương Hải Thúc không cam tâm làm quân cờ cho Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết Lợi dùng rồi vứt bỏ, từng gặp riêng Trương Khác cầu viện, dù Trương Khác chưa từng nhận lời gì với hắn, nhưng bảo Thời Học Bân giữ liên lạc, dù sao làm cho đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết khó chịu là điều y rất vui vẻ mà làm. Cho dù không liên hệ trực tiếp với Vương Hải Túc, cũng có thể đoán ra thời gian qua hắn vì thoát thân mà ra sức tìm kiếm tội chứng của Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết nếu hành động của hắn bị hai kẻ đó phát giác, hậu quả sẽ không khó tưởng tượng. Chương 1334, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được 6. Trương Khác suy nghĩ có nên để cảnh sát tham gia vào hay không, nếu bên phía Vương Hải Túc thực sự xảy ra chuyện, đợi 48 tiếng mới báo mất tích thì chuyện đã muộn quá rồi. Hôm qua Hải Thúc có hoạt động ở Văn Chu, Vương Hải Thúc có tham gia, không biết hắn đã về kiến nghiệp chưa? Thời Học Bân nói thêm. Có lẽ vô ý cúp điện thoại, Trương Khác nghe nói Vương Hải Thúc rất có khả năng ở Văn Chu thì chỉ biết thở dài, trừ khi có chứng cứ xác đáng chứng minh hắn gặp nguy hiểm, nếu không y không thể làm cảnh sát Văn Chu tham dự sớm được, nơi đó hoàn toàn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Nghiêm gia, vì chuyện này kinh động Triệu Dương cũng không thích hợp, tôi sắp tới khách sạn rồi, tới đó ta bàn sau. Diêu Văn Thịnh thấy sắc mặt Trương Khác nghiêm trọng, hỏi, chuyện gì thế? Chẳng liên quan mấy, Trương Khác đáp, đúng thế, Vương Hải Thúc là một người không mấy liên quan tới bọn họ, tổng giám đốc của khoa ký Hải Thúc, vừa rồi gọi điện cho Học Bân rồi đột nhiên cúp máy, hiện không liên lạc lại được. Hải Thúc vấn đề trùng trùng, tỉnh bộ đều lập án điều tra, lúc này xảy ra chuyện như thế, khó làm người ta không liên tưởng. Vương Hải Thúc có liên lạc với các cậu à? Diêu Văn Thịnh không biết chuyện Vương Hải Thúc liên lạc riêng với Trương Khác. Hắn không cam tâm làm ma thế mạng cho Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết. Trương Khác lắc đầu, anh nói tôi có thể nhận lời gì với hắn. Diêu Văn Thịnh nghĩ cũng phải, Vương Hải Thúc ở trước mặt Trương Khác là nhân vật không đáng nhắc tới. Cho dù Trương Khác muốn đả kích Nghiêm gia, đả kích Hoành Tín Hệ thì Vương Hải Thúc chưa phải là con cờ đủ trọng lượng. Huống hồ lúc này Nghiêm gia không còn tạo thành uy hiếp lớn với Cẩm Hồ được nữa. Trương Khác không cần đặt tinh lực vào đó. Thời gian qua, Hải Thúc tập trung quá nhiều tin tức cả xấu lẫn tốt, báo tài chính có người công khai chỉ trích báo cáo tài vụ của Hải Thúc làm giả con số, báo sai lợi nhuận, bên trong nội bộ ủy ban chứng giám cũng có tin đồn điều tra Hải Thúc, mặc dù cuối cùng lại thôi, nhưng cũng bắn ra một tín hiệu nguy hiểm. Diêu Văn Thịnh biết rõ Giang Mẫn chỉ muốn tra vấn đề của Hải Thúc, nhưng thiếu chứng cứ mang tính mấu chốt hỗ trợ, tới giờ vẫn không có hành động gì lớn. Ngược lại điện tử Hoa Hạ đầu tư dồn dập vào khu sản nghiệp phần mềm, thương vụ điện tử, quán net của Hải Thúc trong khi người trong nghề đang rút kinh nghiệm xương máu về bong bóng Internet thì giá cổ phiếu của Hải Thúc xích xác đi lên trong một mớ thông tin phức tạp khó phân biệt thật giả, tưởng chừng như ánh đèn trong đêm đen, mặc dù không thể so với mức giá lúc đỉnh cao, nhưng chỉ cần duy trì được cục diện này, đợi tình thế tốt hơn một chút, đủ cho Hoành Tín, Tinh Điển thoát thân. Diêu Văn Thịnh thở dài, hắn chẳng lo cho vận mệnh của Vương Hải Thúc. Cái xã hội này bản chất vẫn là cá lớn nuốt cá bé, nhìn bên ngoài hài hòa phẳng lặng, phía dưới không thiếu máu tanh, với một số người mà nói, lựa chọn thủ đoạn nào, chỉ suy nghĩ tới mức độ nguy hiểm cao hay thấp, Vương Hải Thúc không có bối cảnh gì, trước giờ luôn làm con rối, khả năng xảy ra chuyện không nhỏ. Đám Trương Khác tới khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ thì đám Đỗ Phi, Thời Học Bân đều có mặt, Trương Khác vỗ vai Diêu Văn Thịnh, bảo hắn đi lo tổ chức tiệc, y và Đỗ Phi, Thời Học Bân. Mông Nhạc tìm một gian phòng yên tĩnh thảo luận chuyện của Vương Hải Thúc, không để cả Tịch Nhược Lâm tham gia. Vương Hải Thúc khi gọi điện thoại thì đang ở Văn Chu, vừa rồi thông qua Hà Kỳ Vân tới công ty di động tỉnh xác nhận việc này. Di động của Vương Hải Thúc đang ở trạng thái tắt máy, muốn xác định vị trí cụ thể, phải cần chi nhánh di động Chiết Đông hiệp trợ, điều này khó mà làm được. Đỗ Phi nói qua một số tình hình cho Trương Khác, hắn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Vương Hải Thúc. Nhưng nghĩ tới một người khả năng đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, không khỏi lo lắng, đúng lúc bên trên muốn lập án điều tra Hải Thúc, hắn chết hoặc mất tích vào lúc này rất đúng lúc. Trương Khác gật đầu, Vương Hải Thúc chết hoặc mất tích, việc điều tra không thể điều tra tiếp được nữa, Vương Hải Thúc lại không có ảnh hưởng lớn với Hải Thúc,
tức là không ảnh hưởng gì lớn tới Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết được, Trương Khác lo bọn chúng sẽ đi tới nước này. Thời Học Bân hỏi, nếu bọn chúng biết Phương Hải Thúc đang liên hệ với chúng ta sẽ suy nghĩ gì? Điều này không cần phải lo, chẳng lẽ còn sợ Nghiêm Văn Giới cắn chúng ta hay sao? Trương Khác lắc đầu, nếu bọn chúng biết Phương Hải Thúc liên hệ với chúng ta, bọn chúng ít nhiều có cố kỵ, nếu Vương Hải Thúc mất tích hoặc chết thật, cho thấy rất có khả năng bọn chúng không biết. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Thời Học Bân hơi sốt ruột, hiện có báo cảnh sát cũng vô ích. Trương Khác trầm ngâm bảo Đỗ Phi, mày liên hệ với Côn Đằng Online, bảo họ tối nay lập tức phát ra một bài viết lời lẽ sắc bén chỉ trích Hải Túc làm giả báo cáo tài vụ, tài liệu cụ thể máy lấy ở TT nghiên cứu kinh tế, mặc dù tao không thích hắn, nhưng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Tới do Trần trừ một lúc nói, tao liên hệ với viện trưởng thôi, lấy danh nghĩa ông ấy viết thì tốt hơn. Mông Nhạc gật đầu, ở chuyện Vương Hải Túc, hắn cũng không muốn tỏ ra quá hèn hạ, mặc dù bên này không vươn tay tới phía Văn Chu được. Nhưng viết bài cho Nghiêm Văn Giới biết bọn họ luôn theo dõi tình hình của Vương Hải Túc, để cảnh cáo bọn chúng đừng có chơi quá giới hạn. Hai ngày sau đó Vương Hải Túc như đá rơi xuống biển, chẳng hề có tin tức nào, sau khi hắn mất tích 48 tiếng, phía bên Hải Túc phái người báo án với cả phía Kiến Nghiệp và Văn Chu, nói Phó Tổng Giám đốc Vương Hải Túc tới Văn Chu tham gia cuộc họp đã mất tích hơn 48 tiếng. Là một trong số quản lý cao cấp của Hải Túc, Vương Hải Thúc mất tích cùng Thôi Quốc Hằng nhà kinh tế học chứ danh trong nước viết bài bóc trần báo cáo tài vụ của Hải Thúc có hiểm nghi làm giả, khiến Hải Thúc lần nữa thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông. Thời Học Bân phản ánh với cảnh sát Kiến Nghiệp chuyện Vương Hải Thúc liên lạc với hắn trước khi mất tích, điều này không trợ giúp được gì. Theo tin tức phản hồi ở phía cảnh sát Văn Chu, một ngày trước khi Vương Hải Thúc gọi điện cho Thời Học Bân đã không về khách sạn nghỉ chân. Cảnh sát Văn Chu kiểm tra phòng của Vương Hải Thúc, hắn chưa làm thủ tục trả phòng. Đồ dùng cá nhân không còn, xem camera theo dõi, trừ nhân viên vệ sinh ra, không một ai vào phòng hắn. Tin tức phía Văn Chu không đáng tin, nhưng không còn cách nào khác tìm kiếm manh mối. Rất có khả năng đối phương biết rõ Vương Hải Thúc liên lạc với Cẩm Hồ vẫn ra tay với hắn, cũng có khả năng bài viết cảnh cáo của Côn Đằng Online đã quá muộn, bất kể thế nào, hành vi không đếm xỉa gì tới giới hạn này làm Trương Khác hết sức căm ghét. Chuyện Hoa Hạ đầu tư vào Hải Thúc, y là người ngoài cuộc. Không có tư cách chỉ tay múa chân, nhưng Tiêu Thụy Dân có thể, cho dù Tiêu Thụy Dân vì một số cố kỵ không tiện công khai chỉ trích, nhưng trong cuộc họp nội bộ dùng thái độ cứng rắn quyết liệt công kích các kiến nước chuyên quyền độc đoán, mang tới tổn thất lớn cho điện tử Hoa Hạ. Tin tức Tiêu Thụy Dân công khai hóa mâu thuẫn với các kiến nước, cùng việc nội bộ Hoa Hạ mâu thuẫn vì việc đầu tư vào Hải Thúc nhanh chóng chuyển đi, khiến cổ phiếu Hải Thúc như quả bóng bị đâm xì hơi, liên tục sụt giảm. Chương 1335, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. 7. Ngày 8 tháng 11, mùa thu ở Kiến Nghiệp đã mang theo hơi lạnh, Trương Khác đứng trước cửa sổ, nhìn lá cây ngô đồng rụng bay theo gió, Tịch Nhược Lâm vừa gọi điện thoại cho y, nói muốn dẫn người tới gặp, là em họ của Vương Hải Thúc học nghiên cứu sinh ở Đại học Công nghiệp Kiến Nghiệp. Trong điện thoại Tịch Nhược Lâm nói, thời gian cô qua lại với Vương Hải Thúc cũng không biết hắn có cô em họ này ở Kiến Nghiệp. Đó là một cô gái không có gì đáng chú ý, da ngăm đen. Chị em con bác với Vương Hải Túc, quan hệ cũng không phải thân thiết lắm. Cô gái cùng Tịch Nhược Lâm đi vào, tay ôm một cái cặp da mà vàng, nói với Trương Khác, khi anh họ tôi rời khỏi Kiến Nghiệp gửi cái cặp này ở chỗ tôi, sau khi tôi biết tin anh ấy mất tích mới mở cặp ra, không biết con nên giao nó cho cảnh sát không, trong cặp có phương thức liên hệ với anh ấy, cùng một tờ giấy bảo tôi tìm chị Tịch. Bác tôi mất sớm, trừ nhà tôi, anh tôi không còn người thân nào nữa. Cô gái nói rồi nhìn Tịch Nhược Lâm. Trương Khác nhận lấy cái cặp, lấy tập hồ sơ giày ra xem qua, nói với Tịch Nhược Lâm, Vương Hải Thúc còn ôm ảo tưởng về bọn chúng, có lẽ anh ta không muốn tự mình phá vỡ giấc mộng đẹp này, ít nhất anh ta muốn hưởng thụ hư vinh và thể diện của giấc mộng đó đem lại. Thầm nghĩ Vương Hải Thúc siêu tầm những tài liệu này đại khái là vì mặc cả với đám Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết, lại nói với em họ Vương Hải Thúc, có lẽ anh họ cô chưa xảy ra chuyện gì đâu, có điều cần cơ cấu chính quyền tham gia vào, tài liệu giao cho tôi cũng vô ích. Tôi dẫn cô đi gặp một người, có lẽ có tác dụng. Bảo Phó Tuấn, liên hệ với văn phòng chính phủ tỉnh, nói tôi có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo với Giang Mẫn Chi. Giang Mẫn Chi vừa tham dự một cuộc họp ở Bắc Kinh về, còn chưa tới chính phủ tỉnh, bảo y tới thẳng Tân Mai Uyển gặp mặt. Từ khi Từ Học Bình rời Kiến Nghiệp, Trương Khác chưa tới Tân Mai Uyển lần nào, chỗ ở hiện giờ của Giang Mẫn Chi là tòa tiểu lâu trước kia Từ Học Bình ở. Trương Khác bảo đám Phó Tuấn ngồi đợi trong xe. Y và em họ Vương Hải Thúc đi vào, Tiết Minh Lâu đón bọn họ ở cửa, sân và nhà không có gì thay đổi,
vẫn quen thuộc như xưa, phòng khách có mấy người Giang Mẫn Chi, Giang Mi cùng một mỹ phụ trung niên rất giống Giang Mi, chắc là mẹ cô ta, nói với Giang Mẫn Chi đứng dậy từ ghế sofa, tỉnh trưởng Giang, tôi có vài chuyện muốn báo cáo, có thể tìm chỗ nói chuyện không? Y hoàn toàn không có ý lập mối quan hệ tư nhân với Giang gia, theo Giang Mẫn Chi vào thư phòng trong ánh mắt tức tối do bị y ngó lơ của Giang Mi, giới thiệu em họ Vương Hải Thúc cho ông ta. Trước khi giám đốc Vương mất tích có giao tài liệu cho Vương Tiểu Thư bảo quản, cô ấy thông qua lời nhắn trong cặp liên hệ với một nhân viên cầm hồ tìm tới chỗ tôi thấy tài liệu này nên giao cho tỉnh tốt hơn. Giang Mẫn Chi nhận lấy cặp, mở tài liệu ra xem, bảo với Tiết Minh Lâu mang trà nước vào, cậu thông báo cho Phó tỉnh trưởng Lưu qua đây. Vấn đề của Hải Thúc dính líu rất sâu rộng, tỉnh do Lưu Văn Đào dẫn đầu được sự hiệp trợ của Ủy ban Thương mại, Cục Chứng giám và Sở Công an, tuy biến Hải Thúc có vấn đề lớn, nhưng do thiếu chứng cứ thuyết phục, nên không lập tổ điều tra chính thức, điều tra vì thế không có tiến triển thực chất gì. Lưu Văn Đào mau chóng lái xe tới, hắn không ngờ Trương Khác cũng có mặt, nhất thời không che giấu được ngạc nhiên trên nét mặt, hắn nhận tài liệu trong tay Giang Mẫn Chi, xem qua một lúc nói, đây toàn là tài liệu sao chép, thiếu bản gốc, từ góc độ chứng cứ mà nói không có sức nặng. Có thể lập án hay không, có lẽ nên mời các đồng chí của Sở Công an giúp xác nhận. Sở trưởng Sở Công an do Bí thư Chính Pháp ủy Kim Quốc Hải kiêm nhiệm, quan hệ giữa Kim Quốc Hải và Cẩm Hồ là gì không phải là bí mật ở tỉnh nữa, Lưu Văn Đào lúc này vẫn không muốn đắc tội với Nghiêm gia, muốn đẩy Kim Quốc Hải ra, ít nhất có thể đem một phần lửa giận của Nghiêm gia chút lên đầu Cẩm Hồ. Khóe miệng Trương Khác hơi nhếch lên, hỏi, tỉnh trưởng Giang thấy sao? Giang Mẫn Chi tức giận Lưu Văn Đào tới lúc này còn muốn rút lui, nếu Trương Khác muốn để Sở Công an tỉnh chủ đạo. Tài liệu này đã chẳng xuất hiện trước mặt bọn họ, nếu ông ta rút lui, sau này còn mặt mũi nào chỉ tay múa chân với Cẩm Hồ. Việc thanh tra các vấn đề của Hải Thúc vẫn lấy tỉnh làm chủ, cơ cấu điều tra chỉ hiệp trợ, ít nhất phải có C hứng cứ xác thực hơn mới tiện giao cho phía công an. Giang Mẫn Chi trầm giọng nói, nếu như tài liệu này nói chữ ký trên báo cáo tài vụ mới nhất của Hải Thúc là giả, Cục Chứng giám tỉnh có quyền yêu cầu Hải Thúc đưa ra báo cáo gốc rồi, chúng ta bắt tay từ đó. Còn vụ án Vương Hải Thúc mất tích Sở Công an tỉnh đốc thúc Cục Công an kiến nghiệp tăng cường điều tra. Giang Mẫn Chi đã nói thế rồi, Lưu Văn Đào chỉ đành im lặng, nếu tài liệu này phản ánh là thật, Nghiêm gia không có cơ hội xoay chuyển ở vụ Hải Thúc nữa. Trương Khác đứng dậy, vậy tôi cáo từ. Trương Khác dẫn em họ Vương Hải Thúc rời đi, ra đến phòng khách, vợ con Giang Mẫn Chi theo mấy người khách ra sân nói chuyện, Trương Khác chỉ gật đầu, không hề có ý hàn huyên, rồi đi ra cổng. Kênh kiệu quá nhỉ. Phụ nữ trung niên nhìn bóng lưng Trương Khác, mặt tỏ vẻ kinh bỉ nói với nam trung niên bên cạnh, anh cả, em thấy anh tới kiến nghiệp chưa chắc dễ sống đâu. Tiết Minh Lâu tiễn Trương Khác ra cổng, đợi xe đi xa mới quay lại, phụ nữ trung niên kia hỏi thẳng, tiểu Tiết, Trương Khác tới tìm Mẫn Chi làm gì? Vì vụ án của Hải Túc, không được Giang Mẫn Chi chỉ thị, Tiết Minh Lâu chỉ nói thế, nhưng Đồng Tương Nguyệt vợ Tào Chi, mẹ Tào Hổ hỏi tới chuyện này, hắn không thể không trả lời. Đấy. Mẫn Chi gọi cả Lưu Văn Đào tới, em đoán ngay ra là vì chuyện này mà. Đồng Tương Nguyệt nhướng mày lên, giọng the thé, cái bài viết của Côn Đằng Online ý đồ quá lộ liễu rồi, hôm sau nhiều tờ báo đăng tải, rồi Tiêu Thụy Dân cứng rắn chống đối Cát Kiến Đức, giờ lại thêm cao tầng Hải Thúc mất tích, cổ phiếu Hải Thúc giờ thành cấm khu của cơ cấu đầu tư rồi. Tào Chi thì thoải mái nói, vấn đề của Hải Thúc nếu tra tiếp, Tiêu Minh Kiến sẽ không ở lại kiến nghiệp được nữa, coi như nhổ một cái đinh cho Giản Niên. Em thấy chưa chắc, Đồng Tương Nguyệt phản bác, chẳng thèm để ý nói thế là không nể mặt chồng trước mặt bao người, anh nhìn dáng vẻ lúc nó rời đi mà xem, em không tin nó không nhận ra anh cả. Tiết Minh Lâu nhìn Đồng Giản Niên, mặc dù Trương Khác chưa từng gặp mặt ông ta, nhưng tin tức Đồng Giản Niên thay thế La Quân đã truyền khắp kiến nghiệp, Tiết Minh Lâu không tin Trương Khác không sưu tập tài liệu của Đồng Giản Niên, cho dù không gặp cũng phải xem qua ảnh. Trương Khác đến rồi đi chẳng hề đứng lại hàn huyên một câu. Chẳng trách Đồng Nguyệt Hoa tức tối như thế, anh em bà ta quen được xung quanh xun xoe nịnh bợ rồi, đã bao giờ bị người ta lạnh nhạt thế đâu. Có tới kiến nghiệp được không còn chưa chắc mà. Đồng Giản Niên cố làm ra vẻ phóng khoáng, cứ như không để bụng chuyện Trương Khác coi ai ra gì. Tiêu Minh Lâu cười thầm, từ lúc tới đây hắn không ngừng thu thập tư liệu về Cẩm Hồ theo lệnh Giang Mẫn Chi, biết năm 97, Lý Viễn Hồ lên thay Từ Học Bình làm tỉnh trưởng. Khi ấy Cẩm Hồ còn kém xa bây giờ mà Trương Khác đã dám xung đột với Lý Viễn Hồ, nói gì tới bây giờ. Đồng Giản Niên nếu tới kiến nghiệp mà giữ cái tâm thái này không chừng thua thiệt lớn. Đây là bệnh chung rồi, các quan lớn TW thường không coi người địa phương ra gì, chẳng nói ai,
chính hắn lúc mới tới chẳng phải dám nhận rượu do Trương Khác rót đấy sao, nghĩ lại thật là. Mai cũng vẫn chưa kết thúc. Không thể kết thúc vì đám rốt làm lịch. Chương 1336, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. 9. Cẩm Hồ là một con rắn độc, bất kể nó có quy mô lớn thế nào, vẫn không thay đổi bản chất của một con rắn độc. Nó ẩn nấp ở góc kín đáo trong thời gian dài không có động tĩnh, không ai chú ý, nhưng đợi khi nó phun nọc ra, sẽ làm người ta đau tận xương. Bài viết của Thôi Quốc Hằng không có mấy sức sát thương, Tiêu Thụy Dân đứng ra chống đối quyết sách Cát Kiến Đức đầu tư vào Hải Túc mới là chí mạng, khi khắp thế giới sản nghiệp kinh tế mới rơi vào thảm họa, Hoa Hạ lại đầu tư vào Hải Túc, dự rất nhiều kẻ đầu cơ tăng lên, dự nhiều nhà đầu tư theo đuổi, kéo cổ phiếu Hải Túc từ đáy vực lên lưng chừng núi. Nhưng lời của Tiêu Thụy Dân lan truyền qua tờ báo kinh tế đã đánh tụt cổ phiếu của Hải Túc xuống. Tiêu Thụy Dân là trường hợp đặc biệt trong Hoa Hạ công khai đứng ra hợp tác với Cẩm Hồ, Tiêu Thụy Dân lựa chọn quyết liệt với Cát Kiến Đức vào lúc này, Nghiêm Văn Giới có dùng đầu gối cũng đoán ra kẻ nào bày mưu sau lưng, làm cơn giận trọng lòng hắn không sao tiêu tan được. Nghiêm Văn Giới tay cầm chiếc lý thủy tinh cao cổ, nhìn rượu vang đỏ tươi trong đó, tưởng tượng đấy là máu của tên khốn kia, nốc một hơi cạn sạch. Hắn nỗ lực ép bản thân bình tĩnh lại, đi tới bàn hội nghị, mọi người nói đi, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Thứ năm thứ sau tuần trước cổ phiếu Hải Túc sụt giá hai lần liên tiếp, đánh tan nát kế hoạch mượn điện tử Hoa Hạ thoát thân của bọn chúng, tới giờ đã có tới 4 tỷ đồng cược vào Hải Túc, bên phía Văn Chu đã cảm thấy áp lực tài chính. Trương Văn Tín đầu óc lúc này chỉ tính toán kiếm cớ gì để rời đi, chuyện Vương Hải Túc mất tích vô cớ không thể không khiến hắn lo sợ. Hắn thậm chí không muốn nghĩ Nghiêm Văn Giới hạ thủ đằng sau, hắn nghĩ có lẽ nghỉ bệnh kiếm chỗ nào đó ở hải ngoại nghỉ ngơi một thời gian có lẽ là một chủ ý không tệ. Hắn chỉ là một nhân viên làm công cao cấp mà thôi, hắn không muốn dính líu vào một vụ án mạng. Lưu Kỳ Tuấn nhíu mày trầm ngâm chốc lát, nói, tôi đang lo ngày kia mở cửa giao dịch sẽ tung ra tin tức oanh động gì đó, bọn chúng nắm côn đằng online, nếu có chút gió lay cỏ động gì, giới truyền thông sẽ hùa theo. Hình thành dư luận bất lợi cho chúng ta chỉ giảm cổ phần một chút có lẽ sẽ bị tụt giá cho tới giới hạn giao dịch. Có cách gì hay không thì nói thẳng ra đi. Lâm Tuyết bực mình nói, hoàn toàn không có vẻ ưu nhã thường ngày, cô ta gửi gắm vô số tâm huyết vào Tinh Điển, hiện thấy nó sắm chìm nghỉm cùng Hải Thúc, làm sao cô ta có tâm tình tốt cho được. Cô ta sớm ngừa mắt cái bản mặt ra vẻ mưu sĩ của Lưu Kỳ Tuấn rồi, lúc nào cũng nói nắm chắc tới 9 phần 10, nhưng lần nào cũng thất bại. Nếu chẳng phải hắn ngọt ngọt dụ dỗ, Lâm Tuyết chẳng động lòng lấy Tinh Điển ra thế chấp Hoành Tín vay 1 tỷ ném vào nâng giá cổ phiếu, để tới mức khốn đốn thế này. Lâm Tuyết còn đình lớn tiếng quát mắng Lưu Kỳ Tuấn vài câu thì di động vang lên, Nghiêm Văn Giới thấy mặt cô ta có chút khác thường, hỏi, điện thoại của ai đấy? Phó thị trưởng Hồ, ông ta gọi điện tới lúc này có chuyện gì chứ? Lâm Tuyết nghi hoặc nói. Hồ Kim Tinh là trợ lý tổng giám đốc ngồi cạnh Lưu Kỳ Tuấn. Nên Nghiêm Văn Giới không nói gì, bảo Lâm Tuyết nhận điện thoại, cuộc họp tạm hoãn. Cái gì, tỉnh chính thức thành lập tổ điều tra liên hợp điều tra vấn đề của Hải Túc chúng tôi. Giọng Lâm Tuyết đột ngột cao vút lên tới mức chói tai. Nghiêm Văn Giới cũng không sao tin nổi, sau khi Vương Hải Túc mất tích, tỉnh muốn điều tra Hải Túc phải nghĩ tới khả năng nếu không tra ra vấn đề gì sẽ phải ăn nói ra sao, ngờ đâu tổ điều tra liên hợp đột ngột được thành lập. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Lưu Kỳ Tuấn nghĩ tới vấn đề quan trọng. Lâm Tuyết lập tức tỉnh ngộ hỏi Hồ Tôn Khánh, câu trả lời tiếp tục làm cô ta chấn động liên tục, cái gì? Giang Mẫn Chi, Lưu Văn Đào chiều họp khẩn cấp thông qua quyết định thành lập tổ điều tra liên hợp. Vương Hải Túc trước khi mất tích giao tài liệu cho em họ giữ, hôm nay thông qua Trương Khác chuyển tới tay Giang Mẫn Chi. Anh có biết tài liệu gì không? Hả, anh không biết thì chúng tôi phải đối phó ra sao? Lâm Tuyết cúp điện thoại, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi nghe giọng Hồ Tôn Khánh trong điện thoại cũng run rẩy, có thể thấy ông ta cũng hoảng sợ cuống lên rồi, ai mà biết sốt cuộc Vương Hải Túc siêu tập được tài liệu gì. Trương Văn Tín vừa như vô ý làm bút trong tay rơi xuống đất, cúi xuống nhặt bút lăn tới cuối bàn họp, đứng lên nói, tôi đã hẹn 3 giờ chiều về Văn Chu, xe chắc là tới dưới lầu rồi, tôi đi trước đây. Nói rồi chuồn thẳng. Hồ Kim Tinh biết được một vài việc, hắn không biết có nên tránh đi không, nhưng hắn cũng muốn biết tình hình có thể xấu tới mức nào. Do dự nhìn sắc mặt Nghiêm Văn Giới, thấy có vẻ không muốn mình đi, liền ngồi lại. Vương Hải Túc không thể tiếp xúc được với tài liệu quan trọng, khi phát hiện hắn đang ngầm thu thập tài liệu tôi đã kiểm tra rất kỹ, mảng tài vụ hắn không thể nhúng tay vào. Lưu Kỳ Tuấn nói để không để mọi người hoảng loạn. Giang Mẫn Chi gan không lớn,
ông ta sẽ không lấy sinh mạng chính trị ra mạo hiểm, trước khi có chứng cứ mà ông ta tự cho là chắc chắn, ông ta sẽ không đưa ra hành động với Hải Túc. Nghiêm Văn Giới cau mày, lo có ngóc ngách nào đó mà bọn họ không chú ý, bị Vương Hải Túc bóc trần. Cú điện thoại của Hồ Tôn Khánh cũng chỉ truyền tin, còn việc có thể làm, vấn đề có thể che đậy, hắn đã làm hết cả rồi, không sao nghĩ ra được vấn đề ở đâu, Nghiêm Văn Giới lòng rất sốt ruột. Ngày 9 tháng 11 với rất nhiều người là ngày đầu tuần bình thường, TTCK cũng thế, không có tin tức gì làm người ta choáng váng, cũng chẳng có gì làm người ta phấn chấn, thời gian qua cổ phiếu Internet tiếp tục đi xuống, cuối tuần trước cổ phiếu Hải Túc sụt giảm 2 phiên liên tục, mặc dù đầu tuần có rất nhiều nhà đầu tư bỏ chạy. Nhưng một số kẻ đầu cơ tự xưng đội cảm tử, đánh cực Hải Túc có tin tức tốt mua vào, khiến giá cổ phiếu Hải Túc bấp bênh, không tụt xuống hẳn. Sau buổi trưa Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh tại Hội nghị Hợp tác Đông Nam Á có phát biểu sẽ ra sức hỗ trợ sản nghiệp công nghệ phát triển, tin truyền về nước, cổ phiếu Hải Túc cùng cổ phiếu công nghệ bật ngược mạnh mẽ, nhưng tới 2 giờ 30 phút chiều, cổ phiếu Hải Túc lại tụt xuống như nhảy cầu, làm người chơi cổ phiếu hoang mang. Giao giác thăm dò khắp nơi xem xảy ra chuyện gì, có người mau chóng vào Côn Đằng Online phát hiện tin vắn về khoa kỹ Hải Túc. Tỉnh Đông Hải hôm nay chính thức ra quyết định do Phó Tỉnh trưởng Lưu Văn Đào dẫn đầu, cùng Cục Chứng khoán, Ủy ban Thương mại tỉnh và Sở Công an thành lập tổ điều tra liên hợp, điều tra vấn đề tồn tại của Hải Túc. 2 giờ 30 cảnh sát đã đưa kế toán trưởng, tổng giám đốc của Hải Túc đi hỏi chuyện. Khi Nghiêm Văn Giới tới Văn Chu thì đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể lực. Hắn biết rõ cái đạo lý cây đổ tàn khỉ tan, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nó xảy ra trên người mình. Hắn vừa về tới nhà, chưa nghỉ chút nào thì cô vợ ngọt ngào dịu hiền đã nói, ba vừa gọi điện thoại, bảo anh về thì tới tòa nhà Tín Thông một chuyến. Nghiêm Văn Giới lấy di động ra, chẳng biết nó hết pin từ khi nào, đó là chuyện chưa từng có từ khi hắn dùng di động. Hắn bị chuyện của Hải Túc làm lẫn lộn hết rồi, hỏi, có chuyện gì không? Không rõ lắm, nghe giọng ba gấp lắm. Vợ hắn lắc đầu. Nghiêm Văn Giới không hỏi thêm nữa, hắn chưa bao giờ nói chuyện của công ty cho vợ, bất giác linh cảm sự tình không đơn giản, cha muốn biết chuyện của Hải Túc có thể bảo mình về thẳng nhà mà. Tòa nhà Tín Thông chính là tổng bộ của ngân hàng Tín Thông, thần kinh hắn sớm mệt tới mức không chịu nổi lại lập tức căng như dây đàn. Chương 1337, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được 10. Nghiêm Khoan Hòa có tham gia công tác thành lập ngân hàng Tín Thông vào đầu thập niên 90, nhưng sau khi ngân hàng Tín Thông chính thức thành lập, ông ta chỉ mang hàm chủ tịch danh dự, đem quyền giao cho con trai nhỏ Nghiêm Văn Giới lúc đó đã thể hiện được tài hoa thương nghiệp ở thị trường địa ốc Hải Nam. Là chủ tịch danh dự, Nghiêm Khoan Hòa trừ một số hoạt động mang tính lễ tiết như chúc mừng, thì không bao giờ bước vào tòa nhà Tín Thông, nhưng cao tầng Tín Thông đều hiểu sức ảnh hưởng của Nghiêm Khoan Hòa với Tín Thông, sức ảnh hưởng của ông ta chỉ cần gọi một cú điện thoại cho giám đốc Đồng Tô Văn là thể hiện được ra rồi. Nghiêm Khoan Hòa gần 80, tóc bạc phơ xuất hiện ở tòa nhà Tín Thông. Tất nhiên khiến mọi người chú ý, không ai biết ông ta tới đây làm gì, nhưng ý thức được sự xuất hiện của ông ta không hề tầm thường. Quả nhiên 2 giờ 30 chiều, cổ phiếu Hải Túc sụt giảm tới giới hạn giao dịch, Côn Đằng Online truyền tin tức tỉnh Đông Hải thành lập tổ điều tra liên hợp điều tra vấn đề của Hải Túc, tổng giám đốc và kế toán trưởng bị đưa đi điều tra. Cho dù Nghiêm Văn Giới không nói, một số cao tầng của Tín Thông cũng biết đầu tư Hoành Tín và địa ốc Tinh Điển thời gian qua nối nhau vay tiền từ Hoành Tín với ý đồ gì. Khi vấn đề của Hải Túc bị vạch trần, những khoản vay đó sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Có điều cao tầng Nghiêm gia đã quen với vấn đề kiểu này rồi, thậm chí cho rằng vấn đề của Hải Túc chẳng qua là Nghiêm gia chưa trao đổi tốt với một số quan viên Đông Hải, cho nên mới thế, chỉ cần Nghiêm gia vận dụng ảnh hưởng của mình ở TW, vấn đề của Hải Túc sẽ theo đó mà được giải quyết. Nhưng một số người thì lại thấy chuyện không đơn giản, còn có một số cao tầng không thuộc Hoành Tín hệ biết trước nội tình, dùng điện thoại riêng liên lạc với bên ngoài. Khi Nghiêm Văn Giới râu ria lởm chởm, mặt mày tiều tụy xuất hiện cũng khiến nhân viên trong tòa nhà chú ý, khuôn mặt quen thuộc này là một trong số người thanh niên có quyền thế nhất Trung Quốc 10 năm qua, nhìn lại quá khứ của hắn, luôn tự tin ung dung, còn lúc này khi được hai vệ sĩ đưa vào thang máy, một góc áo còn lòi ra ngoài quần. Ở Văn Chu, thậm chí là ở trong nội bộ Tín Thông trước đây đều rất ít người biết tới sự tồn tại của Cẩm Hồ, với bọn họ mà nói, biết tới Hoành Tín là đủ. Một tuần trước Viện trưởng Học viện Ngoại thương Đỡ Ết Đông Hải, học giả kinh tế chứ danh trong nước Thôi Quốc Hằng phát biểu nghiêm khắc về vấn đề tồn tại trong báo cáo tài vụ của Hải Túc, lúc đó mới có tin tức truyền ra, Cẩm Hồ muốn chơi Hoành Tín. Phải biết rằng Hồ Nhuận Rupert Hooter, vào hạ tuần tháng 10 năm nay đưa ra top 100 người giàu nhất lần 2, tính toán Nghiêm Văn Giới đại biểu Nghiêm gia nắm giữ 18 tỷ đứng đầu bảng,
trừ Tín Thông ra, tài sản của Hoành Tín hệ chừng trên 50 tỷ. Thế là cao trung tầng Tín Thông mới tranh nhau sưu tập tin tức về Cẩm Hồ, muốn biết Cẩm Hồ là thần thánh phương nào mà dám đánh vỗ mặt Hoành Tín. Phải biết rằng cho dù đánh vào hài túc để đả kích Hoành Tín cũng không thể tổn thương gân cốt của Nghiêm gia. Có những cao tầng sớm biết nội tình lúc này đứng phía sau rèm cửa dày, nhìn dáng vẻ khốn đốn của Nghiêm Văn Giới thì nhếch mép cười lạnh khinh miệt, mày cũng có ngày hôm nay. Nghiêm Văn Giới mở cửa văn phòng Đồng Tô Văn, thấy cha ngồi trong đó, giọng khàn khàn hỏi, xảy ra chuyện gì thế ạ? Hải Túc xảy ra vấn đề lớn như thế, chẳng lẽ con không thấy Tín Thông cần lập tức tiệp tập hội đồng quản trị để thương lượng đối sách sao? Khuôn mặt đầy nếp nhăn và vết nám của Nghiêm Khoan Hòa hết sức nghiêm túc, thấy vẻ mặt con trai hết sức phờ phạc, biết giờ không phải lúc truy cứu sai sót ở Hải Túc, vì còn có vấn đề đau đầu hơn. Nghiêm Văn Giới thấy vẻ mặt cha mình như thế, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn. Dù cho Nghiêm gia có che giấu thế nào thì những người khác cũng đâu phải là đồ ngốc cả, gần đây hắn dùng một số tiền lớn của Tín Thông thao túng giá cổ phiếu của Hải Túc không phải là bí mật gì lớn, chỉ cần người ta không có chứng cứ, chuyện này đành coi như không xảy ra, chẳng lẽ ngân hàng Tín Thông còn chạy đi nổi sao? Có điều liên quan tới khoản tài chính 4 tỷ, mà Tín Thông chỉ được coi là đang ở thời kỳ đầu, đây không phải là chuyện tầm thường. Bất kể là bọn họ chủ động triệu tập hội đồng quản trị thương lượng đối sách, hay là hội đồng quản trị yêu cầu Nghiêm gia, Hoành Tín hệ đưa ra lời hứa an toàn cho khoản vay 4 tỷ cũng là chuyện đương nhiên. Nghiêm Văn Giới thậm chí đã tính tới phải mặc cả thế nào trên cuộc họp hội đồng quản trị, vậy mà lúc này lại chẳng có chút động tĩnh gì, tình hình hiển nhiên nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Tôi muốn khẩn cấp mở cuộc họp hội đồng quản trị qua điện thoại thảo luận vấn đề của Hải Túc. Dù sao đầu tư Hoành Tín có hai khoản vay với danh nghĩa đầu tư Hải Túc theo dạng phát hành cổ phiếu định hướng, Hải Túc đột nhiên bị tỉnh Đông Hải điều tra, cho dù vì hai khoản vay này cũng phải nghiên cứu đối sách. Đông Tô Văn nói, 2 giờ 30, tôi và Nghiêm Lão lần lượt gọi điện cho hội đồng quản trị thông báo việc này, mới biết Cảnh Thiện Học, Hoàng Khắc Bân, Hoàng Kỳ Vân, Mã Sơn hôm nay tới Bắc Kinh, 4 giờ chiều ngân hàng TW có người gọi điện tới, nói 4 người bọn họ vừa bước vào tổng bộ ngân hàng TW. Nghiêm Văn Giới có một tích tắc đầu óc trống rỗng, hơi lạnh chạy dọc sống lưng đâm vào tim, trước khi ngân giám hội thành lập, ngân hàng TW kiêm luôn chức quyền quản lý giám sát ngân hàng, 4 người kia đều là cổ đông, thành viên hội đồng quản trị của Tín Thông, bọn họ đột nhiên cùng tới Bắc Kinh, tới ngân hàng TW vào lúc này, còn có thể đại biểu cho việc gì? Ngân giám hội, ủy ban quản lý giám sát ngân hàng. Tín Thông là một trong hai ngân hàng thương nghiệp phi quốc hữu duy nhất toàn quốc. Mục đích thành lập ban đầu là hệ thống ngân hàng cần thí nghiệm đột phá, cùng nâng đỡ kinh tế phi quốc hữu trong nước, thời kỳ sáng lập cũng suy tính chủ yếu hấp thu vốn dân doanh trong nước. Khi ấy kinh tế dân doanh chiết đông sôi động, Nghiêm Khoan Hòa rất có mối quan hệ và sức ảnh hưởng ở hệ thống tài chính TW, khi thành lập Tín Thông do xây dựng Hoành Tín và 7 xí nghiệp dân doanh khác của chiết đông gánh phần lớn khoản đầu tư, cuối cùng xác định tổng bộ ngân hàng đặt ở Văn Chu. Từ đầu thập niên 90, một số nhà doanh nghiệp có kiến thức siêu việt đã dần nhận thức được tác dụng chỉnh hợp sản nghiệp và huy động vốn trong phát triển tập đoàn cỡ lớn. Cảnh Thiện Học, Hoành Khắc Bân, Hoàng Kỳ Vân, Mã Sơn đều là những nhà doanh nghiệp dân doanh nổi danh trong nước khi đó, cũng tích cực tham gia việc xây dựng Tín Thông, cuối cùng bổ vốn đầu tư trở thành cổ đông. Đối với những cổ đông này mà nói, yêu cầu của bọn họ với Tín Thông, ngoại từ nó có thể phát triển, khiến khoản đầu tư ban đầu của bọn họ phát sinh lợi ích. Càng hy vọng Tín Thông có thể thu hút lượng tài chính lớn từ dân chúng để giải quyết vấn đề khát tài chính cho việc phát triển tập đoàn sản nghiệp của bọn họ. Tài nguyên luôn có hạn, khi Nghiêm gia lợi dụng thân là cổ đông thứ nhất cùng với các cổ đông Văn Chu khống chế Tín Thông, tài nguyên của Tín Thông tất nhiên ngả về phía Hoành Tín hệ và các xí nghiệp dân doanh Văn Chu thân cận, khiến cho các cổ đông khác bất mãn và thù địch. Thế nhưng Nghiêm gia và Hoành Tín hệ nhiều năm được thế, lại liên hợp với các cổ đông khác của Văn Chu, cho nên bọn họ giận mà không dám nổi. Thêm vào ngân hàng Tín Thông phát triển nhanh, cho nên mâu thuẫn không bị đẩy lên cao. Chương 1338, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được 11. Bốn cổ đông kia là nhà doanh nghiệp có tiếng trong nước, sản nghiệp trong tay cũng xưng hùng một phương, ở bộ ủy TW tuyệt đối không phải không có mối quan hệ, hiểu biết tương đối về bối cảnh của Cẩm Hồ, cũng biết chuyện Giang Mẫn Chi muốn giết Hải Túc lập uy, Đổng Giản Niên mượn Hải Túc dẹp bỏ chướng ngại thăng tiến. Thêm vào đó những năm qua Nghiêm gia và Hoành Tín hệ tham lam đắc tội với rất nhiều người, cho nên khi tin tức Hải Túc bị chính phủ Đông Hải lập án điều tra truyền vào tai bọn họ liền ý thức được cơ hội lật nhào Nghiêm gia đã tới, liền quyết đoán tới Bắc Kinh tố cáo, tranh đoạt quyền khống chế Tín Thông. Đúng, bọn họ muốn tranh đoạt quyền khống chế Tín Thông.